Lòng bàn tay Lục Lâm Thiên mơ hồ phát ra tiếng long phượng sư tử hổ báo thú gầm, ấn quyết kỳ dị xuất hiện trên bàn tay hắn. Ấn quyết như rồng không phải rồng, như cọp chẳng phải cọp, khí tức uy hiếp ngút trời khuếch tán. Huyết tích dịch kiệt sức chợt cảm nhận lực uy hiếp to lớn kia, vẻ mặt kinh sợ, người run cầm cập. Huyết tích dịch bị áp chế, loại áp chế này không thua gì tiểu long. Lục Lâm Thiên quen tay vung huyết hồn ấn, tiếng long phượng sư tử hổ báo gầm đập mạnh vào trán huyết tích dịch hóa thành đoàn sáng đỏ biến mất. Tiểu long hộ pháp. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng, trường ấn không ngừng thay đổi, các tia sáng thần dị chui vào trán huyết tích dịch. Một lũ linh hồn lực của Lục Lâm Thiên chui vào đầu huyết tích dịch, chợt nghe tiếng nó gầm gừ. Nhân loại, ngươi là linh giả, ngươi sẽ không khống chế được ta, ngươi chỉ mới là linh sư. Ta đã thông báo cho hai vị yêu vương tiến đến, nếu ngươi không đi sẽ không kịp, ngươi sẽ chết rất khó xem. Huyết tích dịch bản thu nhỏ cỡ nửa thước xuất hiện trong không gian trắng xóa. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát. Hừ, dù cửu đầu yêu giao, thạch viên yêu vương có đến cũng không làm nên chuyện gì, ít ra ngươi nằm trong tay ta. Lục Lâm Thiên cảm giác linh hồn của huyết tích dịch rất cường đại, mạnh còn hơn linh hồn lực của vũ giả tứ trọng. May mắn linh hồn lực của Lục Lâm Thiên hơi đặc biệt, còn có huyết hồn ấn trợ giúp, muốn khống chế huyết tích dịch chắc không khó gì. Lục Lâm Thiên trầm giọng quát. Hãy ngoan ngoãn đi. Lục Lâm Thiên điều khiển huyết hồn ấn hóa thành hình dạng rồng cọp ập hướng huyết tích dịch. Huyết tích dịch bản thu nhỏ vùng vẫy dữ dội, vội vàng chạy trốn nhưng không thoát khỏi huyết hồn ấn đuổi bắt được. Huyết tích dịch giống to. Nhân loại đáng hận, ta liều mạng với ngươi. Thân hình to cỡ nửa thước tràn ngập ánh sáng đỏ bao phủ không gian trắng xóa. Lục Lâm Thiên hét lên. Hừ, áp chế. Huyết hồn ấn biến thành ánh sáng đỏ vô biên kèm theo uy hiếp ngút trời khuếch tán. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ vang lên điếc tai. Bên ngoài, Lục Lâm Thiên liên tục đánh ra thủ ấn, mặt hơi trắng. Huyết tích dịch rất khó khống chế, đẳng cấp của nó là yêu thú tứ giai sơ kỳ. Nếu không phải thân thể huyết tích dịch bị thương nặng, linh hồn lực chịu ảnh hưởng thì Lục Lâm Thiên không thể khống chế nó. Lục Lâm Thiên quát to. Khống thú thuật, áp chế. Lại một luồng sáng chói mắt chui vào trán huyết tích dịch. Growl. Trong đầu huyết tích dịch vang lên tiếng thú rồng ngâm hổ gầm sư giống phượng hót. Ánh sáng đỏ như máu co rút lại, huyết tích dịch bản thu nhỏ sợ hãi xuất hiện trong không gian. Vù vù vù. Một luồng sáng đỏ chui vào trán huyết tích dịch nhỏ, nó từ kịch liệt chống cự đến thần phục. Trong hiệp cốc, huyết tích dịch hung dữ giờ rất dịu ngoan kêu Lục Lâm Thiên. Chủ nhân. Lục Lâm Thiên hỏi. Huyết tích dịch, có phải vừa rồi ngươi thông báo cửu đầu yêu giao lại đây? Huyết tích dịch trả lời. Đúng vậy. Tiểu Long, Khôi Nhất thả huyết tích dịch ra. Lục Lâm Thiên hỏi. Huyết tích dịch, ngươi có thể thu nhỏ thân hình không? Huyết tích dịch nói. Chủ nhân, yêu thú chúng ta đến đẳng cấp tứ giai ngưng tụ nội đan thì có thể tự nhiên biến to thu nhỏ, nhưng sẽ ảnh hưởng thực lực. Trạng thái bản thể mới là mạnh nhất. Huyết tích dịch thu nhỏ cỡ 20 ly thước, toàn thân đỏ như máu, bề ngoài không khác gì con thằn lằn bình thường. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt nói. Tuyết sư, chúng ta đi nhanh. Lục Lâm Thiên thu Khôi Nhất, Lục Yêu Mãng, Thị Huyết Yêu Lang, Thiết Thứ về. Lục Lâm Thiên mang theo Tiểu Long, huyết tích dịch nhanh chóng rời khỏi hiệp cốc. Nếu cửu đầu yêu giao chạy tới thì rắc rối to. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm Tiểu Long thu nhỏ còn 22-23 ly thước. Lục Lâm Thiên hỏi. Tiểu Long, sao ngươi biết nói, ngươi đã đến yêu thú đẳng cấp tứ giai rồi. Tiểu Long biết nói làm Lục Lâm Thiên rất ngạc nhiên. Mắt nhỏ xoay tròn, Tiểu Long đáp. Lão đại, đệ chỉ có thể giao lưu tinh thần với lão đại chứ không nói chuyện với người ngoài được. Muốn nói ra tiếng phải đến tứ giai, đệ chỉ vừa đột phá tam giai. Lão đại và đệ có huyết khế nên mới nghe được lời đệ nói. Tiểu Long vui vẻ nói tiếp. Lão đại, sau này đệ có thể nói chuyện với lão đại, lúc trước nói chuyện lão đại nghe không hiểu làm đệ sốt ruột muốn chết. Lục Lâm Thiên bật cười. Ha ha ha. Lục Lâm Thiên nói. Tiểu Long, ngươi là yêu thú hay linh thú? Hiện tại là đẳng cấp yêu thú tam giai sao? Lục Lâm Thiên nói. Thú thực là đệ cũng không biết mình là yêu thú hay linh thú. Lúc đệ vừa đột phá trong đầu được chút tin tức nên mới biết mình là tam giai, những cái khác đệ rất mơ hồ. Nhưng đệ khẳng định là lần sau đột phá sẽ được thêm tin tức.
vẻ mặt Tiểu Long tràn đầy khó hiểu. Lục Lâm Thiên hỏi, vậy Tiểu Long còn nhớ ngươi làm sao gặp được ta không? Ngươi có nhớ chuyện trước kia gặp ta? Tiểu Long lắc đầu, nói, không nhớ. Lục Lâm Thiên muốn hỏi lai lịch của Tiểu Long nhưng nó không nhớ gì nên đành thôi. Đến bây giờ chưa biết Tiểu Long là yêu thú hay linh thú, Nam Thúc chỉ nói Tiểu Long là linh hoàng thú, còn lại không nói nhiều. Tiểu Long nhìn chằm chằm phía trước, tò mò hỏi. Lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu? Lục Lâm Thiên đáp. Chúng ta đang đi Vân Dương Tông, phải một lúc nữa mới đến. Lục Lâm Thiên lại hỏi. Tiểu Long, ngươi chỉ mới tam giai mà sao mạnh vậy? Tiểu Long đắc ý nói. Thế này mà lão đại cũng không biết, đây là thiên phú của đệ. Bản thể của đệ rất mạnh, bây giờ đệ là đẳng cấp tam giai nhưng đệ cảm giác được yêu thú tứ giai, linh thú tứ giai bình thường không đấu lại đệ. Lục Lâm Thiên giao lưu với Tiểu Long một lúc sau, hơi hiểu về nó. Thực lực hiện tại của Tiểu Long cực mạnh, khủng bố hơn vượt cấp đối kháng nhiều. Sau này có Tiểu Long bên cạnh, Lục Lâm Thiên an toàn hơn nhiều. Thiên Sĩ Tuyết Sư bay nhanh, đôi cánh đập khí lưu giạt ra, nhanh tột độ. Vì sợ cửu đầu yêu giao đuổi theo nên Lục Lâm Thiên ra lệnh Thiên Sĩ Tuyết Sư bay nhanh hết sức, trốn ra khu vực nguy hiểm là mọi chuyện an toàn. Lục Lâm Thiên lấy ra một viên trị thương tứ phẩm sơ giai ném cho Huyết Tích Dịch. Huyết Tích Dịch, uống đan dược này đi, có ích cho vết thương của ngươi. Đan dược cũng có công hiệu với yêu thú. Lục Lâm Thiên biết rõ vết thương trên người Huyết Tích Dịch, khá nặng. Bị Tiểu Long và Khôi Nhất liên tục công kích, nếu Huyết Tích Dịch không có cơ thể rắn chắc thì hậu quả càng thê thảm hơn. Huyết Tích Dịch nằm trên vai Lục Lâm Thiên nuốt đan dược vào. Tạ ơn chủ nhân. Thu phục một con yêu thú tứ giai khiến Lục Lâm Thiên rất vui vẻ. Tiểu Long đột phá, bên cạnh Lục Lâm Thiên có Khôi Nhất, Tiểu Long là Mạnh Nhát, tiếp theo là Huyết Tích Dịch, Thiên Sĩ Tuyết Sư. Bản thân Lục Lâm Thiên dư sứ đấu với vũ phách bình thường, coi như có năng lực tự bảo vệ mình. Đương nhiên đây là trong trường hợp tương đối, nếu gặp phải cường giả sẽ rất nguy hiểm. Lục Lâm Thiên mà gặp tu vi vũ xuất thì chạy cũng khó. Trong hiệp cốc Tiểu Long vừa đột phá, mấy trăm con yêu thú đông đúc tụ tập lại, khá nhiều con yêu thú phi hành. Growl. Trong hiệp cốc, một con yêu thú dài 300 thước, vảy đỏ phủ kín người, hình dạng như con chăn to. Yêu thú có 5 cái đầu, bộ dạng hung tợn, 12 con mắt lóe tia hung ác. Yêu thú có đôi cánh đỏ rực, dang rộng 200 thước. Nếu Lục Lâm Thiên có mặt tại đây sẽ nhận ra ngay đây là cửu đầu yêu giao, yêu thú có thực lực mạnh nhất sơn mạch vũ đô. Bên cạnh cửu đầu yêu giao có con khỉ to cao 100 thước, người không có da lông gì, giáp thịt màu trắng xanh bao phủ như hòn đá, chính là Thạch Viên Yêu Vương. Bên cạnh Thạch Viên Yêu Vương có con trâu một sừng, toàn thân màu xanh, đầu có một sừng, hai lỗ mũi to hơn trẻ sơ sinh, ánh mắt hung tợn, là độc giác yêu nghiêu. Cửu đầu yêu giao giống to. Là ai đồ sát nhiều yêu thú chúng ta? Độc giác yêu nghiêu trả lời. Đại vương, có nhân loại đến, có hơi thở nhân loại còn sót lại. Nhiều yêu thú nhị giai gầm giống trong hiệp cốc như đang nói tiếng thú. Growl growl. Một lát sau, cửu đầu yêu giao đã nghe mấy con yêu thú nhị giai kể hết, nó càng nổi khùng lên. Huyết Tích Dịch bị nhân loại bắt, nhân loại chết tiệt, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Ánh mắt cửu đầu yêu giao hung tợn nói. Các ngươi về đi, ta đuổi theo nhân loại đó. Vù vù vù. Cửu đầu yêu giao gầm giống bay lên, đôi cánh đỏ rực vỗ đập, cơ thể khổng lồ vọt tới trước, tốc độ rất nhanh. Bùm bùm bùm. Trong một sơn cốc đột nhiên vang lên mấy tiếng nổ, hai bóng người phóng lên cao. Nhìn kỹ thì một người bị một thiếu niên áo xanh xách trong tay. Lục Lâm Thiên thi triển phong chi dực lại bắt một vũ sư lục trọng. Lục Lâm Thiên ở trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư thi triển lực cắn nuốt, dây lát thôn vệ sạch vũ sư lục trọng, giao sát cho Tiểu Long ăn. Lục Lâm Thiên bắt đầu luyện hóa chân khí trên người. Chân khí vũ sư lục trọng mạnh hơn của vũ sư tứ trọng, ngũ trọng nhiều. Một lát sau Lục Lâm Thiên ngừng tu luyện, năng lượng chân khí hắn cắn nuốt đang tốc độ bị luyện hóa thành chân khí thuộc về hắn. Lục Lâm Thiên vốn là vũ sư thất trọng đỉnh phong, lúc này luyện hóa không lâu sau hắn cảm giác sắp đến bờ đột phá. Một vầng sáng vàng nhạt bao phủ không gian, khí thế từ người Lục Lâm Thiên chậm rãi tăng cao. 7 ngày sau, trong đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên vang tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C, năng lượng to lớn nhanh chóng tăng lên. Không có gì bất ngờ bình tĩnh, Lục Lâm Thiên đột phá vũ sư bát trọng,
diện tích không gian đan điền khí hải to hơn nhiều. Giọng Tiểu Long vang trong đầu Lục Lâm Thiên. Lão đại, dường như phía sau có yêu thú đang đuổi theo chúng ta. Lục Lâm Thiên nhìn ra sau, phía xa có con yêu thú khổng lồ đang bay tới gần. Huyết Tích Dịch Thu nhỏ người trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư mở miệng nói. Chủ nhân, là cửu đầu yêu giao, nó đã đuổi kịp. Lục Lâm Thiên nhìn kỹ. Đúng là cửu đầu yêu giao. Yêu thú dựa theo sau đuôi bọn họ thật sự là cửu đầu yêu giao. Tiếng gầm giống quanh quẩn trong không trung. Nhân loại, ngươi không chạy thoát được đâu. Ngươi giết yêu thú ta, ta sẽ xé xác ngươi ra. Bên dưới sơn mạch Vũ Đô có nhiều dòng binh ngước lên nhìn. Một con yêu thú khổng lồ đang đuổi theo con yêu thú phi hành. Là cửu đầu yêu giao trong khu vực nguy hiểm, sao nó đi ra đây? Là ai trêu chọc đến nó thế nhỉ? Hình như là người trên lưng con yêu thú phi hành bay đằng trước. Các độc giác yêu nghiêu trong sơn mạch Vũ Đô nhìn bầu trời, ẩn thân ngay, không ai dám dây vào cửu đầu yêu giao đang rượt theo. Tuy nhiên bọn họ lo lắng hơi dư thừa, cửu đầu yêu giao không quan tâm bọn họ, nhanh như tia chớp đuổi theo. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt hét lên. Tuyết sư, dùng tốc độ nhanh nhất đi. Cửu đầu yêu giao nhanh một cách khủng bố, khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm giống. Grau grau. Đôi cánh lóe ánh sáng trắng nhạt xé gió bay đi, Thiên Sĩ Tuyết Sư tăng tốc độ đến cực hạn. Cửu đầu yêu giao giống to. Nhân loại, ngươi không chạy thoát được đâu, ta phải bắt ngươi. Cửu đầu yêu giao đập cánh đuổi theo gắt gao. Lục Lâm Thiên hỏi Tiểu Long. Tiểu Long, ngươi có thể đối phó cửu đầu yêu giao này không? Tiểu Long đáp. Lão đại, cửu đầu yêu giao đã đến ngũ giai trung kỳ. Ta không đánh lại nó, thực lực tiểu tử này quá mạnh. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Ngũ giai trung kỳ tương đương với vũ tướng lục trọng, thất trọng. Xem tốc độ thì cửu đầu yêu giao nhanh hơn Thiên Sĩ Tuyết Sư một chút, ước chừng một canh giờ là sẽ bắt kịp Lục Lâm Thiên. Cửu đầu yêu giao có huyết mạch rất cao, không thua gì Thiên Sĩ Tuyết Sư. Vũ giả tu vi vũ tướng thất trọng khó thể áp chế cửu đầu yêu giao, nếu Lục Lâm Thiên đỡ upsilon.ng phải nó sẽ rắc rối to. Lục Lâm Thiên nói, Tuyết Sư, trốn vào rừng cây. Có lẽ trong rừng cây sẽ giúp hắn kéo dài một đoạn thời gian, trên bầu trời không thể thoát khỏi cửu đầu yêu giao truy sát. Vù vù vù, Thiên Sĩ Tuyết Sư lao xuống dưới, mất tăm trong sơn mạch rừng cây. Cửu đầu yêu giao từ xa thấy nhân loại chui vào rừng cây thì gào thét. Nhân loại, ngươi chạy không thoát. Cửu đầu yêu giao cũng vọt vào sơn mạch. Trong rừng cây chọc trời. Lục Lâm Thiên nhanh chóng thu huyết tích dịch, Thiên Sĩ Tuyết Sư vào không gian thú nang, cắm đầu chạy vắt giò lên cổ. Tuy Lục Lâm Thiên rất muốn nhờ vào rừng cây cắt đuôi cửu đầu yêu giao nhưng nó là yêu thú đẳng cấp ngũ giai, thân hình có thể co duỗi tự nhiên, dễ dàng vào trong rừng. Lục Lâm Thiên không dám khinh thường, thuộc tính phong hoàn toàn phát ra, nhanh chóng chạy trốn. Dựa vào rừng cây che chắn dễ trốn hơn là rượt đuổi. Trong rừng cây sau lưng Lục Lâm Thiên vang tiếng gầm giống điếc tai. Grau! Lục Lâm Thiên không dám dừng lại, cắm đầu chạy. Lục Lâm Thiên dựa vào thuộc tính phong hệ tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiểu Long bực mình nói. Cửu đầu yêu giao đáng ghét, chờ đệ lại đột phá nhất định sẽ diệt nó. Lục Lâm Thiên vặc lại. Chờ khi nào ngươi đột phá hãy nói, giờ chúng ta chạy trốn trước đi. Lục Lâm Thiên không dám ngừng lại. Lục Lâm Thiên co giò chạy không ngừng nghỉ đến ngày thứ hai thì hết chịu nổi, buộc phải tạm dừng nghỉ ngơi. Không biết đã thoát khỏi cửu đầu yêu giao chưa? Lục Lâm Thiên hỏi Tiểu Long trên vai mình. Tiểu Long, chúng ta nghỉ ngơi một chút, con cửu đầu yêu giao có đuổi kịp không? Tiểu Long ngước đầu nhỏ nhìn chằm chằm rừng cây phía sau, nói. Lão đại, không đuổi theo, không cảm giác được hơi thở của cửu đầu yêu giao. Hộc hộc, Lục Lâm Thiên ổn định thân hình. Nhìn chăm chú bốn phía. Chắc cửu đầu yêu giao không đuổi kịp hắn nữa. Lục Lâm Thiên mới nghỉ được vài phút thì Tiểu Long dựng thẳng người cảnh báo. Lão đại, có người đến. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Tám người. Trong tinh thần cảm ứng của Lục Lâm Thiên có tám dòng binh đang chạy nhanh đến. Vù vù vù. Tiếng xé gió vang lên, tám bóng người bao vây Lục Lâm Thiên, cách ăn mặc khá nhau, bộ dạng thanh niên, sáu nam hai nữ. Tu vi cao nhất là vũ sư thất trọng, thấp nhất là vũ sư nhất trọng, đội tám người thực lực không tệ. Lục Lâm Thiên nhìn thanh niên áo xám, nhếch môi. Linh sư tứ trọng.
thực lực của 8 người không tệ nhưng không lọt vào mắt Lục Lâm Thiên. Vũ sư thất trọng dẫn đầu nhìn Lục Lâm Thiên đăm đăm, lạnh lùng cười. Tiểu tử, một mình dám đến sơn mạch phụ đô, giao túi không gian ra đây, gã suy xét tha mạng cho ngươi. Không biết tự lượng sức mình. Lục Lâm Thiên cười khẽ. Để linh sư này lại, ta cho các ngươi cút đi. Vũ sư thất trọng mắng. Tiểu tử muốn chết. Vũ sư thất trọng giơ trưởng ấn vỗ hướng Lục Lâm Thiên, dường như không muốn nói nhảm với hắn. Trong trưởng ấn giấy lên khí lưu rít gào, lực lượng cuồng bạo vỗ xuống. Đòn công kích của vũ sư thất trọng tuyệt đối không yếu. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Vũ sư thất trọng mà dám kiêu ngạo. Người Lục Lâm Thiên bộc phát ánh sáng vàng chói mắt. Bùm! Trưởng ấn của vũ sư thất trọng vỗ vào ngực Lục Lâm Thiên như đập trúng khối tinh cương, cánh tay gã tê dần. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát. Chết đi! Chân khí bộc phát, thân hình biến thành cái bóng mơ hồ, chỉ ấn gần trong gang tấc đâm ra. Vũ sư thất trọng cảm nhận khí thế từ người Lục Lâm Thiên, hoảng sợ kinh kêu. Vũ sư bát trọng. Vù vù vù. Trong phút chốc vũ sư thất trọng không kịp thụt lùi thì chỉ ấn nóng cháy đã đâm thủng trán gã, không có cả thời gian chống cự. Bùm. Mọi chuyện diễn ra trong 2 giây. Thấy vũ sư thất trọng thủ lĩnh té dưới đất, mấy dòng binh khác trợn mắt há hốc mồm. Gri gri. Một luồng sáng vàng nhảy ra, thân hình biến to 200 thước. Tiểu Long há mồm nuốt một vũ sư tam trọng vào bụng. Chạy mau. 6 người khá co giò chạy. Cứ tưởng gặp một dòng binh đơn độc sẽ dễ dàng chấn lột, ai ngờ đỡ upsilon.ng phải sát tinh lấy mạng. Muốn trốn, muộn rồi. Ánh sáng lóe lên dưới chân Lục Lâm Thiên, hắn như hồn ma nhảy ra. Các chỉ ấn nóng rực nhanh như tia chớp bay ra, kinh lực cường đại xẹt qua không trung từng vòng sáng nhạt, tiếng xé gió sắc bén vù vù bên tai. A. Lục Lâm Thiên hiện tại là vũ sư bát trọng, hắn thi triển hỏa ảnh chỉ dễ dàng tàn sát vũ sư tứ trọng, ngũ trọng. Tiểu Long vặn vẹo cơ thể khổng lồ lại nuốt 2 vũ sư. Dường như Tiểu Long hoàn toàn phớt lờ các vũ sư công kích, thân thể cường đại không sợ chúng đòn. Chân khí vận chuyển dưới chân Lục Lâm Thiên, chớp mắt hắn chặn trước mặt thanh niên mặc áo xám linh sư tứ trọng. Còn muốn chạy sao? Khó khăn lắm Lục Lâm Thiên mới gặp một linh sư. Xoẹt. Linh sư tứ trọng giật thót, linh hỏa dâng lên, ngọn lửa nóng cháy ập hướng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ngươi còn kém chút. Lục Lâm Thiên đánh ra thủ ấn, linh hỏa tuôn ra trước mặt hắn. 2 linh hỏa va chạm trong không trung, cùng tan biến. Ngươi cũng là linh sư. Sao có thể? Linh sư tứ trọng chưa nói hết câu thì chảo ấn chụp xuống đầu gã, lực cắn nuốt cuồng bạo chui vào não. Linh sư tứ trọng hét thảm. A, linh sư tứ trọng đã thành cái xác khô. Các vũ sư còn lại đều bị Tiểu Long ăn, cái xác khô thành món điểm tâm cho nó. Phương xa vọng lại tiếng gầm. Growl growl. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt, thanh âm này là của cửu đầu yêu dao. Tiểu Long, chúng ta chạy nhanh lên. Chân khí vận chuyển dưới chân Lục Lâm Thiên, hắn lại chật vật chạy trốn. Lục Lâm Thiên có thể dễ dàng đối phó đám vũ sư nhưng đổi lại cửu đầu yêu dao thì hắn như con tép. Lục Lâm Thiên cắm đầu chạy, phối hợp thuộc tính phong nên tốc độ rất nhanh. Mặc dù Lục Lâm Thiên biết bay, còn có thiên sĩ tuyết sư nhưng hắn không dám bay lên trời. Thiếu các cây to chọc trời và sơn mạch che chắn Lục Lâm Thiên tuyệt đối không thoát khỏi cửu đầu yêu dao. Lục Lâm Thiên chạy trốn nguyên một ngày, dọc đường đi gặp vài dòng binh đoàn định làm thịt hắn nhưng không nhanh bằng hắn nên bỏ qua. Lục Lâm Thiên không rảnh rỗi đối phó đám dòng binh đoàn này, chạy trốn quan trọng hơn. Trong một hiệp cốc, Lục Lâm Thiên thở hổn hển, kiểu chạy này cũng rất tiêu hao chân khí. Lục Lâm Thiên quan sát bốn phía, vỗ không gian thú nang trong ngực. Thiên sĩ tuyết sư lại xuất hiện trên bầu trời hiệp cốc. Lục Lâm Thiên nhảy lên thiên sĩ tuyết sư. Tuyết sư, chúng ta chạy mau. Dường như cửu đầu yêu dao hết đuổi theo, không chừng hắn có thể thừa dịp này thoát khỏi cửu đầu yêu dao. Thiên sĩ tuyết sư đập cánh bay lên, lao về Upsilon T đi. Lục Lâm Thiên ở trên lưng thiên sĩ tuyết sư nhìn đằng sau, không thấy bóng dáng cửu đầu yêu dao đâu. Lục Lâm Thiên yên tâm luyện hóa năng lượng linh lực đã cắn nuốt. Linh lực linh sư tứ trọng đối với tu vi hiện tại của Lục Lâm Thiên thì hơi yếu, luyện hóa xong hắn mới gần đến linh sư thất trọng trung kỳ. 2 ngày sau, Lục Lâm Thiên chậm rãi thở hắt ra, nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này chắc đã đến giữa sơn mạch phụ đô,
đi được một nửa chặng đường. Tiểu Long ngoái đầu nhìn phía sau. Lão đại, cửu đầu yêu dao lại đuổi tới. Phương xa có một cái bóng đỏ rực đuổi theo sát. Cửu đầu yêu dao giống to. Growl, nhân loại chết tiệt, ngươi không chạy thoát được. Ngươi đã chọc giận ta, ta phải xé xác ngươi. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt chửi thầm. Chết tiệt, oan hồn không tan. Tuyết sư, chúng ta xuống dưới. Lục Lâm Thiên ra lệnh thiên sĩ tuyết sư lại lao vào sơn mạch. Cửu đầu yêu dao lại rít gào. Nhân loại, ngươi trốn không thoát. Lục Lâm Thiên nói. Cửu đầu yêu dao, ngươi nhớ kỹ cho bản công tử, sẽ có ngày bản công tử cho ngươi biết tay. Lục Lâm Thiên và thiên sĩ tuyết sư lao vào sơn mạch bên dưới. 10 ngày sau, sơn cốc trong sơn mạch Vũ Đô, thiên sĩ tuyết sư lại vọt lên trời cao. Lục Lâm Thiên chật vật trên lưng thiên sĩ tuyết sư, 10 ngày qua hắn vì thoát khỏi cửu đầu yêu dao truy sát đã chịu nhiều đau khổ. Trong thời gian này Lục Lâm Thiên không rảnh rỗi, hắn lại nuốt 3 vũ sư, một vũ sư lục trọng, một vũ sư tam trọng, tu vi cao nhất là vũ sư thất trọng. Đẳng cấp tu vi vũ giả của Lục Lâm Thiên cách vũ sư cửu trọng không còn xa. Lục Lâm Thiên triệu hoán huyết tích dịch ra khỏi không gian thú nang. Huyết tích dịch, vì sao cửu đầu yêu dao luôn có thể tìm đến ta? Sắp 20 ngày mà cửu đầu yêu dao luôn theo đuôi Lục Lâm Thiên như bóng với hình, làm hắn vô cùng khó hiểu. Huyết tích dịch trả lời. Chủ nhân, trong sơn mạch Vũ Đô này tất cả yêu thú, dã thú đều là tai mắt của cửu đầu yêu dao, nên cửu đầu yêu dao có thể dễ dàng tìm đến chủ nhân. Ra là vậy. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống, xem ra hắn không cách nào thoát khỏi cửu đầu yêu dao truy sát, phải tìm cách khác. Huyết tích dịch mở miệng nói. Chủ nhân, chắc sắp ra khỏi sơn mạch Vũ Đô rồi, chỉ cần rời xa sơn mạch Vũ Đô thì cửu đầu yêu dao sẽ không đuổi theo nữa. Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Tại sao vậy? Huyết tích dịch trả lời. Yêu thú chúng ta không dám tùy tiện xông vào địa bàn nhân loại, dễ khiến cường giả nhân loại ra tay. Tiểu Long ngước đầu nhìn sau lưng, cảnh báo. Lão đại mau nhìn kìa, cửu đầu yêu dao lại đuổi theo, âm hồn không tan. Cửu đầu yêu dao lại xuất hiện trong không trung. Cửu đầu yêu dao giống to. Nhân loại, ta nói rồi, người không chạy thoát được. Lục Lâm Thiên quát lớn. Cửu đầu yêu dao, lần sau ta sẽ lột ra, rút gân ngươi ra. Cửu đầu yêu dao nhanh chóng đuổi theo, gầm giống. Nhân loại nhỏ bé kia, ngươi không có thực lực đó, ta sẽ lột ra ngươi trước. Lục Lâm Thiên hừ mạnh. Ngươi có giỏi thì cứ đến, ta chống mắt xem ngươi làm sao đuổi kịp ta. Lục Lâm Thiên buộc phải chui vào sơn mạch Vũ Đô, trên trời không thể thoát khỏi cửu đầu yêu dao. Growl. Cửu đầu yêu dao tức giận quát. Nhân loại chết tiệt, có giỏi thì đừng chạy. Cửu đầu yêu dao nhìn Lục Lâm Thiên lại lao vào sơn mạch nó càng giận điên lên. Cửu đầu yêu dao không dễ tìm người trong sơn mạch, nếu không nó đã sớm bắt kịp nhân loại chết tiệt. Trong sơn mạch Vũ Đô, một số nơi dòng binh đoàn tạm trú gần đây có tin đồn là cửu đầu yêu dao đang liều mạng truy sát một nhân loại, không biết nhân loại này làm gì mà chọc giận cửu đầu yêu dao như phát điên vậy. Mọi người suy đoán là ai chọc phải cửu đầu yêu dao vẫn chạy tung tăng như thường, chắc chắn là cường giả. Lúc này Lục Lâm Thiên đang chật vật trốn trong sơn mạch Vũ Đô, may mắn hắn quen thuộc cách thoát khỏi cửu đầu yêu dao truy sát. Chỉ cần Lục Lâm Thiên chạy đông né tây, cửu đầu yêu dao không dễ tìm ra hắn trong sơn mạch Vũ Đô. Mấy ngày nay Lục Lâm Thiên cảm giác thu hoạch lớn nhất của hắn là tốc độ tăng nhanh nhiều, toàn nhờ chạy trốn rèn luyện ra, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. 10 ngày sau, Lục Lâm Thiên mượn cơ hội thôn phệ một vũ sư lục trọng xui xẻo, cưỡi trên thiên sĩ tuyết sư vọt lên cao. Sau khi rõ ràng tính tình, tốc độ của cửu đầu yêu dao thì Lục Lâm Thiên không còn quá lo âu. Tóm lại cửu đầu yêu dao không đuổi kịp hắn, nên làm gì thì làm cái đó, chẳng qua dăm ba bữa lại trốn trong sơn mạch rừng rậm. Bùm! Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, trong đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên phát ra tiếng nổ trầm đỡ upsilon, c, khí thế tăng vọt. Lục Lâm Thiên vừa chật vật chạy trốn vừa không quên tu luyện, đã đột phá đến vũ sư cửu trọng. Lục Lâm Thiên hít sâu, mở mắt ra, nhìn chằm chằm cái bóng khổng lồ cách mấy ngàn thước sau lưng. Lục Lâm Thiên mỉm cười hét to. Cửu đầu yêu dao, phía trước là địa bàn của nhân loại, nếu ngươi còn đuổi theo thì cường giả nhân loại sẽ không tha cho ngươi. Cửu đầu yêu dao giận thật. Coi như đến địa bàn nhân loại thì ta tuyệt đối không tha cho ngươi.
đuổi theo hơn một tháng nhưng không bắt kịp nhân loại làm cửu đầu yêu giao phát cuồng, mắt lộ tia hung ác, nó hận không thể lập tức lao qua xé nát Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Hừ, Lục Lâm Thiên phát ra khí lạnh. Cửu đầu yêu giao, lần sau bản công tử trở về cổ vực sẽ lột ra rút gân ngươi ra. Huyết Tích Dịch ở bên cạnh nói với Lục Lâm Thiên. Chủ nhân, phía trước là thành Vũ Đô. Phương xa dưới áng mây mù mỏng manh lộ ra dãy kiến trúc liên miên, một tòa thành khá to ngay trước mắt. Lục Lâm Thiên mừng rỡ. Rốt cuộc đến thành Vũ Đô. Đến thành Vũ Đô thì Lục Lâm Thiên không sợ cửu đầu yêu giao đuổi theo nữa. Cửu đầu yêu giao dựa vào yêu thú, dã thú trong sơn mạch Vũ Đô nên biết tung tích của Lục Lâm Thiên. Trong sơn mạch Vũ Đô thì Lục Lâm Thiên dễ dàng thoát khỏi cửu đầu yêu giao. Lục Lâm Thiên nói với Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, chúng ta xuống dưới. Cửu đầu yêu giao thấy nhân loại trước mắt sắp ra khỏi sơn mạch Vũ Đô, nó giống to. Nhân loại, ta xem ngươi trốn tới đâu. Ánh sáng đỏ rực bộc phát từ người cửu đầu yêu giao, chắc nó đang dùng vũ khí bí mật, tăng tốc nhanh hơn nhiều. 3.000 thước, 2.800 thước, càng lúc càng nhanh. Két két két. Ngoài rìa sơn mạch Vũ Đô có 3 con yêu thú phi hành xé gió lao ra. 3 con yêu thú phi hành nhị giai, trên lưng chúng nó có 5 thanh niên đứng. Một tiếng hét lớn vang lên. Người phía trước dừng lại, chưa đăng ký thì không được để yêu thú phi hành trên thành Vũ Đô. Mười mấy thanh niên nhìn chằm chằm Thiên Sĩ Tuyết Sư lao về Upsilon T tới, biểu tình ngạc nhiên. 3 con yêu thú phi hành nhị giai cảm nhận hơi thở từ Thiên Sĩ Tuyết Sư, chúng nó run rẩy. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm mười mấy thanh niên trước mặt, hỏi. Các người là đệ tử của Vân Dương Tông. Một thanh niên đẳng cấp phủ sư đáp. Đúng vậy, chúng ta là người của Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên quát to. Các người mau tránh ra đi, ta cũng là đệ tử Vân Dương Tông. Phía sau là cửu đầu yêu giao trong sơn mạch Vũ Đô, nếu các người không đi sẽ chết. Lục Lâm Thiên nói xong dục Thiên Sĩ Tuyết Sư vào tới, mặc kệ mười mấy đệ tử Vân Dương Tông. Đám đệ tử Vân Dương Tông biến sắc mặt nói. Cửu đầu yêu giao, thật sự là cửu đầu yêu giao đến. Mau thông báo cho thành chủ. Bóng đỏ khổng lồ từ xa lao tới, khí thế hung bạo, bộ dạng dữ tợn, đúng là cửu đầu yêu giao trong sơn mạch Vũ Đô. Bùm! Một đệ tử Vân Dương Tông phát đạn tín hiệu. Lục Lâm Thiên nhếch môi cười tà, dụ cửu đầu yêu giao vào thành Vũ Đô là hắn an toàn. Thành Vũ Đô sẽ khiến cửu đầu yêu giao nhức đầu. Cửu đầu yêu giao giống to. Growl, nhân loại đáng chết, tránh ra hết cho ta. Cơ thể to lớn đỡ Upsilon.ng vào 3 yêu thú phi hành nhị giai. Đệ tử Vân Dương Tông trên lưng 3 con yêu thú phi hành sợ hãi run lẩy bẩy. Bùm bùm bùm. Một con yêu thú phi hành nhị giai bị cửu đầu yêu giao đỡ Upsilon.ng bay, rớt xuống đất. 5 đệ tử Vân Dương Tông trên lưng yêu thú phi hành rơi xuống. Mau nhìn kìa, có yêu thú xông tới. Trời, hình như là cửu đầu yêu giao trong sơn mạch Vũ Đô. Sao hung vật này đến đây? Trong thành Vũ Đô không ai chống lại nổi. Đám người trong thành Vũ Đô kinh hoàng nhìn chằm chằm vật khổng lồ trên bầu trời. Yêu thú ngũ giai trung kỳ, chỉ có tu vi từ vũ tướng thất trọng trở lên mới ứng đối nổi. Trong thành Vũ Đô không có cường giả như thế, Vũ Đô thành chủ Vương Minh Nguyệt chỉ tới đẳng cấp vũ phách. Trong thành Vũ Đô, cửu đầu yêu giao xoay quanh trên bầu trời. Nhân loại chết tiệt, đi ra cho ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Cửu đầu yêu giao phun lửa nóng xuống đất, biển lửa thổi quét mấy con đường. Tiếng gào rú thảm thiết vang lên, nhiều người bị lửa đốt thành tro. Chợt có tiếng hét lớn từ xa vọng lại. Cửu đầu yêu giao, người đi khỏi đây mau. Chỗ này là địa bàn của Vân Dương Tông ta, nếu không đi thì Vân Dương Tông sẽ nhổ hang ổ của ngươi. Mấy bóng người đứng trên lưng một con yêu thú phi hành tam giai lao tới. Nam nhân trung niên đi đầu chính là Vương Minh Nguyệt. Growl growl, ta chỉ muốn tìm một nhân loại, giao nhân loại đó ra ta liền đi ngay. Cửu đầu yêu giao nhìn chằm chằm mấy người trên lưng yêu thú phi hành tam giai, dường như nó e ngại Vân Dương Tông. Trên lưng yêu thú phi hành, bên cạnh Vương Minh Nguyệt có một lão nhân áo lam nhìn cửu đầu yêu giao chằm chằm. Cửu đầu yêu giao, đi ngay cho ta. Nếu không ta sẽ không khách sáo với ngươi. Lão nhân áo xanh khoảng 50 tuổi, mày dài mắt sáng, thân hình hơi gầy, rất có khí thế. Ánh mắt cửu đầu yêu giao tối tăm. Vũ tướng. Cửu đầu yêu giao nhìn chằm chằm lão nhân 50 tuổi,
cảm nhận khí thế Tử lão, nói. Ngươi chỉ mới là vũ tướng lục trọng, không làm gì ta được đâu. Lão nhân áo lam lạnh lùng nói. Vậy sao, lát nữa cường giả Vân Dương Tông sẽ đến, lúc đó ngươi muốn chạy cũng không kịp. Cửu đầu yêu dao giống to. Rao, nhân loại các ngươi trừ ỉ vào nhiều người ra còn biết cái gì. Hôm nay ta quyết không tha cho nhân loại kia. Trong lòng cửu đầu yêu dao cực kỳ giận Lục Lâm Thiên, nếu là bình thường nó sẽ không xông vào địa bàn của nhân loại, hôm nay nó rất giận. Lão nhân áo lam lạnh lùng nói. Cửu đầu yêu dao, ngươi quá kiêu ngạo. Lão nhân áo lam nhảy lên, chân khí lóe dưới chân, tay bắn ra cột nước. Thuộc tính thủy dâng trào, cột nước thô mấy thước như tên rời cung bắn ra, rạch phá không gian lao hướng cửu đầu yêu dao. Cửu đầu yêu dao giống to. Vũ tướng lục trọng, ta không sợ ngươi. Cái đầu chính giữa phun cột lửa, lực lượng cuồng bạo sôi sục, kịch chiến trên trời, huyễn lệ như pháo hoa. Bùm bùm. Tiếng nổ vang lên điếc tai như tiếng sấm. Phòng ốc bên dưới thi nhau ngã đổ. Một người một thú đánh nhau, đám đông hoảng loạn chạy trên đường. Trong góc đường, Lục Lâm Thiên lẩn vào đám đông nhìn địa chiến trên cao, nhếch môi cười. Vũ tướng Lục Trọng, chẳng lẽ là trưởng lão nội môn của Vân Dương Tông? Thực lực của cửu đầu yêu dao rất đáng sợ, nếu Lục Lâm Thiên đến vũ tướng nhất trọng chắc có thể xử lý nó. Lần sau nếu có cơ hội hắn sẽ lột ra rút gân cửu đầu yêu dao. Mối thù bị nó rượt đuổi một tháng sẽ có ngày trả. Cường giả vũ tướng trên bầu trời đối kháng với cửu đầu yêu dao. Lục Lâm Thiên không chạy trốn, vũ tướng Lục Trọng dù không đánh lại cửu đầu yêu dao nhưng dư sức ngăn cản nó. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng, nhà cửa sụp đổ. Lão nhân áo lam vũ tướng Lục Trọng đành kéo cửu đầu yêu dao tới biên giới sơn mạch vụ đô đánh tiếp, nếu không thành vụ đô sẽ bị phá sập. Trên bầu trời trước mặt đám đệ tử Vân Dương Tông, Vương Minh Nguyệt đang hỏi tình hình vụ việc. Vương Minh Nguyệt âm trầm hỏi. Rốt cuộc là ai chọc hung vật này đến thành vụ đô? Nếu không chọc cửu đầu yêu dao nóng này thì nó đã không xông vào thành vụ đô. Một thanh niên Vân Dương Tông cúi đầu trả lời. Trưởng lão, là một thiếu niên áo xanh, hắn nói cũng là đệ tử Vân Dương Tông. Vương Minh Nguyệt nghi hoặc. Thiếu niên áo xanh chọc đến cửu đầu yêu dao. Chẳng lẽ là đệ tử thân truyền trong môn? Nếu không ai có năng lực trêu chọc cửu đầu yêu dao. Ngay lúc này, một thiếu niên áo xanh chậm rãi bước đến. Trưởng lão, là hắn, chính là người này. Lục Lâm Thiên đến trước mặt Vương Minh Nguyệt. Đệ tử xin chào Vương trưởng lão. Đã có người ngăn cản cửu đầu yêu dao, Lục Lâm Thiên đắn đo một lúc cuối cùng quyết định tìm hiểu tình huống Vân Dương Tông ngay khi ở thành Vũ Đô. Vương Minh Nguyệt từng gặp Lục Lâm Thiên. Biết hắn là người Vân Dương Tông. Vương Minh Nguyệt nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, nhíu mày khó hiểu. Ngươi là... Lát sau Vương Minh Nguyệt kinh ngạc kêu lên. Ngươi là, Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nói. Đệ tử đúng là Lục Lâm Thiên. Xem ra mọi người đều tưởng hắn đã chết, nhìn biểu tình của Vương Minh Nguyệt khi nhìn hắn là đoán được. Vương Minh Nguyệt cười nói. Ngươi không chết, mọi người cứ nghĩ ngươi đã chết. Ta phái người tìm mấy lần nhưng không tìm được, không ngờ ngươi còn sống. Vương Minh Nguyệt hỏi. Con cửu đầu yêu dao này truy sát ngươi. Lục Lâm Thiên trả lời. Đúng vậy, làm phiền Vương trưởng lão, nhiệt xúc truy sát đệ tử hơn một tháng, đệ tử suýt không có mạng đi ra. Vương Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên. Cái gì, cửu đầu yêu dao truy sát ngươi hơn một tháng, mà ngươi còn sống đi ra. Vương Minh Nguyệt lộ vẻ mặt không dám tin. Cửu đầu yêu dao là thực lực gì? Dù Vương Minh Nguyệt bị cửu đầu yêu dao truy sát cũng không trốn thoát nổi. Các đệ tử Vân Dương Tông nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên, dường như nghi ngờ hắn nói cứng miệng. Lục Lâm Thiên cười khổ, người ta không tin hắn cũng đành chịu, điều này không ảnh hưởng gì đến hắn. Vương Minh Nguyệt nói, thiếu du hiền điệt không chết thì tốt, năm ngoái phụ thân ngươi tự mình đến chỗ ta hỏi tình huống của ngươi thế nào. Người nhà của ngươi đều tưởng ngươi đã chết. Vô song tiểu thư trong tông cũng phái người đến tìm ngươi mấy lần. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói. Phụ thân, Lục Lâm Thiên không ngờ Lục Trung tự mình đi tìm hiểu tin tức của hắn. Nhưng hắn và phụ thân không có nhiều tình cảm, ít thấy mặt. Tiếp theo biểu tình Lục Lâm Thiên trầm trọng, Lục gia biết hắn đã chết, vậy chắc mẫu thân rất đau buồn. Vù vù vù, phương xa một bóng người lao tới, lão nhân áo lam xách theo một thanh trường kiếm. Quần áo rách rưới xuất hiện trước mặt mọi người,
chính là lão nhân vũ tướng lục trọng của Vân Dương Tông. Thấy lão nhân áo lam, Vương Minh Nguyệt hỏi ngay. Vũ trưởng lão, sao rồi? Biểu tình của Vương Minh Nguyệt vô cùng cung kính, có thể thấy được thân phận của lão nhân áo lam không tầm thường trong Vân Dương Tông. Lão nhân áo lam lớn tiếng nói. Nhiệt xúc đó đã đi rồi, ta không làm gì nó được, nó cũng vậy với ta. Có lẽ nó tin cường giả Vân Dương Tông ta sắp đến nên đã đi. Không biết tên khốn kiếp nào trêu chọc hung vật đến thành Vũ Đô. Lục Lâm Thiên chửi thầm trọng bụng. Chết tiệt, người mới là đồ khốn nạn. Chẳng ngờ lão nhân áo lam thô lỗ như vậy. Vương Minh Nguyệt ho khan. Khụ. Các đệ tử Vân Dương Tông cười thầm. Vương Minh Nguyệt nói. Vũ trưởng lão, người trêu chọc cửu đầu yêu giao đến chính là hắn, là Lục Lâm Thiên 1 năm rưỡi trước rớt xuống vách núi vạn trượng trong sơn mạch Vũ Đô. Lão nhân áo lam quay sang nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Lục Lâm Thiên. Lão nhân áo lam kinh ngạc nói. Là nhi tử của tiểu tử Lục Trung, nghe nói là vũ giả tam hệ trong trấn Thanh Vân lần trước. Vương Minh Nguyệt cung kính nói. Đúng vậy, đúng là hắn. Vương Minh Nguyệt nói với Lục Lâm Thiên. Vị này là vũ trưởng lão, một trong trưởng lão nội môn trong tông, là sư huynh của tông chủ hiện thời, sư phụ của Lục Trung phụ thân của ngươi, không được thất lễ. Lục Lâm Thiên sửng sốt thầm nghĩ. Sư huynh của tông chủ Vân Dương Tông mới có vũ tướng Lục Trọng. Còn là sư phụ của Lục Trung. Lục Lâm Thiên bình tĩnh hành lễ, cung kính nói. Đệ tử xin chào vũ trưởng lão. Vũ trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên đăm đăm, hỏi. Mới rồi là ngươi chọc cửu đầu yêu giao đến. Lục Lâm Thiên trả lời. Đúng vậy, con cửu đầu yêu giao truy sát đệ tử hơn 1 tháng, đệ tử suýt chết trong sơn mạch Vũ Đô. Lục Lâm Thiên không biết vũ trưởng lão hỏi câu đó có ý gì. Vũ trưởng lão lại hỏi. Ngươi là vũ giả tam hệ. Lục Lâm Thiên đáp. Vũ giả tam hệ hỏa, phong, thổ. Đây là kết quả Vân Dương Tông kiểm tra ra, không cần che giấu. Vũ trưởng lão bất chấp tất cả vung trường kiếm tấn công. Tiểu tử xem chiêu, không được nương tay. Mấy luồng kiếm ảnh ập vào mặt Lục Lâm Thiên. Kiếm ảnh cắt vỡ hư không, bắn ra kiếm quang sắc bén, không hề nương tay. Kiếm ảnh bao phủ quanh thân Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nét mặt xa sầm thầm nghĩ. Vũ trưởng lão này muốn làm gì? Lục Lâm Thiên nhanh chóng thụt lùi, kiếm ảnh bao phủ như bóng với hình, che kín không gian. Kiếm khí sắc bén bắn tới. Vương Minh Nguyệt lộ vẻ mặt khó hiểu, nhưng thấy vũ trưởng lão không có sát ý thì không ngăn cản. Vương Minh Nguyệt cho rằng vũ trưởng lão muốn kiểm tra Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không còn đường lùi, nhát kiếm của vũ trưởng lão tuy không dốc hết sức nhưng thực lực không yếu. Lục Lâm Thiên nhướng mày đánh ra thủ ấn. Thiên thủ liệt cương ấn. Năng lượng thuộc tính thổ hùng dũng trong không khí phô thiên cái địa tuôn ra, tụ tập vào trưởng ấn. Khí thế của Lục Lâm Thiên trong khoảnh khắc tăng vọt, một trưởng ấn màu vàng đất phóng lên cao, trưởng ấn hóa thành mấy trưởng ấn mơ hồ đánh vào kiếm quang. Vương Minh Nguyệt nhìn Lục Lâm Thiên thi triển thiên thủ liệt cương ấn. Vũ kỹ hoàng cấp cao giai. Vương Minh Nguyệt là người biết hàng, sắc mặt ngạc nhiên. Vù vù vù. Kiếm quang rậm rạp cắt vỡ không gian kèm theo nhân loại thuộc tính thủy cường đại. Trong ánh mắt ngạc nhiên của vũ trưởng lão nhìn thuộc tính thủy giao nhau với trưởng ấn của Lục Lâm Thiên. Kiếm ảnh và trưởng ấn va nhau, hai lu ong lực lượng đỡ upsilon.ng chạm. Vang tiếng nổ điếc tai nhức óc trong không gian, kinh khí cuồng bạo khuếch tán trên bầu trời. Bùm bùm bùm. Lực lượng cuồng bạo tứ tán. Các đệ tử Vân Dương Tông vội vàng né tránh. Lực lượng hùng dũng ập đến sới mặt đất nứt mấy cái khe. Vương Minh Nguyệt không chịu nổi lùi mấy bước. Kinh khí tán đi, Lục Lâm Thiên không nhúc nhích một ly. Vũ trưởng lão thụt lùi một bước, không phải lão yếu hơn Lục Lâm Thiên mà vì hiện lão chỉ dùng thực lực vũ sư ngũ trọng. Đến phút cuối vũ trưởng lão tăng thêm lực lượng vũ sư cửu trọng vào nhưng vẫn yếu thế hơn. Lục Lâm Thiên hiện là vũ sư cửu trọng, thiên phú bía y thái mạnh hơn vũ sư cửu trọng bình thường rất nhiều. Bình thường đẳng cấp vũ sư cửu trọng thì cường giả vũ phách nhất trọng cũng không đánh lại Lục Lâm Thiên. Cộng với Lục Lâm Thiên sử dụng thiên thủ liệt cương ấn vũ kỹ hoàng cấp cao giai, nếu hắn có sát ý thì vũ phách nhị trọng, tam trọng có thể sẽ bị giết. Cho nên vũ trưởng lão thua là thường. Vũ trưởng lão tràn đầy kinh khủng nhìn Lục Lâm Thiên, khó tin hỏi. Tiểu tử, ngươi là vũ sư cửu trọng. Vương Minh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên. Xem khí thế Lục Lâm Thiên mới phát ra thì đã đến vũ sư cửu trọng.
tuổi cỡ Lục Lâm Thiên mạnh không thua gì các đệ tử thân truyền trong Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên nói, vừa mới đột phá không lâu. Lục Lâm Thiên có suy tính riêng khi lộ ra chút thực lực. Phó trưởng lão mới ra tay tuy mạnh mẽ nhưng không chứa sát ý, Lục Lâm Thiên cảm giác được điều đó. Phó trưởng lão cười phá lên. Tốt, tốt, xem ra ta đến thành Vũ Đô không uổng công đi. Trong nụ cười có chút đắc ý, gian manh. Vương Minh Nguyệt lại thay đổi sắc mặt. Thật sự là vũ sư cửu trọng. Thiên phú như thế đúng là kinh người. Phó trưởng lão cười với Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, người đi với ta, có chuyện muốn bàn với ngươi. Lục Lâm Thiên thấy rõ ý cười gian trá trong mắt phó trưởng lão, có âm mưu. Cách mấy trăm thước, phó trưởng lão cười gian dẫn Lục Lâm Thiên đến chỗ vắng người. Xác định nhóm người Vương Minh Nguyệt không nghe thấy. Phó trưởng lão hỏi Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, ta thương lượng chuyện này với ngươi được không? Lục Lâm Thiên ân cần nói. Xin phó trưởng lão cứ dặn bảo. Phó trưởng lão nhìn thẳng mắt Lục Lâm Thiên. Là vậy. Khi ngươi đến Vân Dương Tông, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng phải bái ta làm sư phụ. Bái người làm sư phụ, Vũ trưởng lão, chẳng phải phụ thân của ta là đồ đệ của Vũ trưởng lão sao? Nếu ta bái người làm sư thì... Lục Lâm Thiên rất muốn nói hắn bái Vũ trưởng lão làm sư phụ thì rối bối phận. Vũ trưởng lão bực bội nói. Đừng nhắc đến phụ thân Lục Trung của ngươi, cái thứ bùn nhão. Vân Dương Tông chúng ta chưa bao giờ để ý loại chuyện này. Người đồng ý là được. Đến Vân Dương Tông rồi dù xảy ra chuyện gì cũng phải khăng khăng chỉ bái ta làm sư phụ. Cái này. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên đăm chiêu. Vũ trưởng lão là sư huynh của tông chủ Vân Dương Tông. Nếu Lục Lâm Thiên thành đệ tử của Vũ trưởng lão tức là đệ tử thân truyền. Nếu Lục Lâm Thiên muốn có phù quang lược ảnh, xích đồng vạn năm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vũ trưởng lão thấy Lục Lâm Thiên do dự thì mắt xoe tròn, dụ dỗ. Tiểu tử. Ngươi còn do dự cái gì? Chỉ cần ngươi đồng ý thì ta sẽ cho ngươi bộ vũ kỹ huyền cấp của Vân Dương Tông, phù quang lược ảnh. Nếu ngươi không đồng ý thì ta không tha cho ngươi, ta sẽ tìm cách trục xuất ngươi ra khỏi sơn môn. Đáy lòng Lục Lâm Thiên run lên khinh thường nói. Phù quang lược ảnh. Đây là vật Nam Thúc kêu hắn phải lấy được. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Phó trưởng lão, người đang uy hiếp và dụ dỗ. Phó trưởng lão cười gian. Bất mãn thì cắn ta đi, tóm lại hôm nay ngươi phải đồng ý. Lục Lâm Thiên hỏi. Phó trưởng lão nói cho ta phù quang lược ảnh có thật không? Phó trưởng lão cam đoan. Đương nhiên, chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ thì ta sẽ giao phù quang lược ảnh cho ngươi ngay. Tuy bộ vũ kỹ này chỉ là huyền cấp sơ giai nhưng trong tông dù là đệ tử thân truyền cũng không phải mỗi người đều được tu luyện. Lục Lâm Thiên hành lễ. Đệ tử kính chào sư phụ. Phó trưởng lão cười gian. Hi hi, tiểu tử ngoan, coi như ngươi biết điều. Đi theo sư phụ đây bảo đảm tốt hơn mấy lão già kia nhiều. Phó trưởng lão nhỏ giọng nói. Tiểu tử, ngươi tạm thời không thể gọi ta là sư phụ, tuyệt đối không được nói cho ai nghe giao dịch giữa hai chúng ta. Đến Vân Dương Tông rồi ngươi tạm thời giả bộ không quen ta, biết chưa? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Tại sao? Phó trưởng lão cười âm hiểm. Cái này, chờ đến Vân Dương Tông ngươi sẽ biết, nói đến thì dài dòng, cứ từ từ. Nhớ kỹ, đến Vân Dương Tông rồi ngươi làm bộ không quen ta, có ai muốn ngươi bái làm sư phụ tuyệt đối đừng đồng ý, nhớ kỹ giao dịch của chúng ta. Lục Lâm Thiên khó hiểu đáp. Đệ tử biết rồi. Lục Lâm Thiên hoang mang không hiểu gì. Phía xa, Vương Minh Nguyệt lớn tiếng nói với đám đông vây kín đường. Các vị, không có chuyện gì rồi, giải tán đi. Cửu đầu yêu giao đã bị trưởng lão trong Vân Dương Tông ta đuổi đi. Sóng gió cửu đầu yêu giao gây chấn động toàn thành Vũ Đô. Trong thành Vũ Đô, Vương Minh Nguyệt dẫn Lục Lâm Thiên đi qua mấy con đường lắt léo đến trước một đình viện. Trong đại sảnh, Vương Minh Nguyệt, Vũ trưởng lão, mấy chấp sự thành Vũ Đô đang ngồi. Các đệ tử Vân Dương Tông đặt thức ăn vặt trái cây trước mặt mọi người. Vương Minh Nguyệt hỏi Lục Lâm Thiên. Thiếu Du Hiền Điệt định khi nào trở về Vân Dương Tông? Thiếu Du Hiền Điệt đại nạn không chết, vẫn còn là đệ tử Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên đáp. Vương trưởng lão, ta định về Trấn Thanh Vân trước. Mẫu thân của ta biết ta chết sẽ rất buồn, nên ta định đi về xem mẫu thân thế nào. Lục Lâm Thiên quyết định phải cho mẫu thân biết hắn còn sống. Vương Minh Nguyệt nói. Thế thì không cần,
ta phái người đi Lục gia thông báo một tiếng người bình yên trở lại Vân Dương Tông là được. Người hãy về Vân Dương Tông ngay đi, đã chậm trễ một năm rưỡi, bỏ lỡ tuyển chọn đệ tử thân truyền đợt trước, một năm rưỡi sau còn một lần cơ hội, người đừng bỏ qua. Vũ trưởng lão xen vào. Không phải một năm rưỡi, lần này sớm hơn nửa năm, tức là một năm sau. Bởi vì sau một năm rưỡi là lúc Tam Tông tứ môn tỉ thí, nên sàn chọn đệ tử thân truyền tổ chức sớm hơn nửa năm. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên. Cái này. Lục Lâm Thiên nghe Vũ trưởng lão truyền âm. Tiểu tử, người làm đệ tử thân truyền là chắc chắn, đồ đệ của ta tất nhiên là đệ tử thân truyền. Nhưng phải làm bộ dáng với bên ngoài, người về trước đi. Về chọn đệ tử thân truyền thì ngươi đi cho có là được, ngươi có mục tiêu còn cao hơn. Lục Lâm Thiên nói với Vương Minh Nguyệt. Vậy xin làm phiền Vương trưởng lão, đệ tử trực tiếp đi Vân Dương Tông ngay. Vương Minh Nguyệt cung kính hỏi Vũ trưởng lão. Vũ trưởng lão cũng sắp về Vân Dương Tông đúng không? Hay ta đi chung? Vũ trưởng lão nói. Ta còn bận công chuyện, để một mình hắn về trước đi. Dọc đường toàn là địa bàn Vân Dương Tông ta. Sẽ không gặp nguy hiểm gì. Lục Lâm Thiên nói. Một mình đệ tử đi Vân Dương Tông là được, chắc không có nguy hiểm gì. Lục Lâm Thiên hiểu ý nháy mắt với Vũ trưởng lão, bây giờ hai người cố gắng giả bộ như người xa lạ, không biết lão có ý đồ gì. Mọi người hỏi han, Lục Lâm Thiên kể lại chuyện sau khi rơi xuống vách núi. Tất nhiên toàn là xạo, Lục Lâm Thiên chỉ bảo vô tình chộp trúng một sợi dây leo rồi bò lên vách núi. Vô tình theo một dòng binh đoàn đến cổ vực, khó khăn lắm mới trở về. Mọi người nghe Lục Lâm Thiên kể, rất là ngạc nhiên. Đúng là không dễ dàng, không ai nghi ngờ lời Lục Lâm Thiên nói dối cả. Vương Minh Nguyệt, Vũ trưởng lão cho Lục Lâm Thiên biết đại khái tình huống đám người Lục Vô Song. Một năm rưỡi trước Lục Vô Song đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, Tần Thiên Hạo, Lục Thiếu Hổ, Độc Cô Băng Lan, Dương Diệu đều thành đệ tử thân truyền. Trấn Thanh Vân nở mặt nở mày. Ngày hôm sau, Lục Lâm Thiên không ở lại thành Vũ Đô lâu hơn, sáng sớm đã lên đường đi Vân Dương Tông. Vũ trưởng lão tiếp tục ở lại thành Vũ Đô. Lúc Lục Lâm Thiên sắp đi, Vũ trưởng lão lần nữa dặn dò hắn đừng quên giao dịch giữa hai người, còn rộng rãi lấy một viên đan dược tứ phẩm sơ giai tặng cho Lục Lâm Thiên, bảo là quà gặp mặt. Một viên đan dược tứ phẩm không lọt vào mắt Lục Lâm Thiên, vì trong tay hắn không thiếu thốn gì. Lục Lâm Thiên chỉ ngóng trông vũ kỹ thân pháp phù quang lược ảnh. Khi Lục Lâm Thiên rời khỏi Phi Linh Môn đã giao gần hết đồ trong mật thất cho quỷ tiên nữ Bạch Doanh, nhưng hắn mang theo một mớ đủ làm phú ông. Lục Lâm Thiên cưỡi trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Tiểu Long luôn giấu trong ống tay áo thỏ đầu ra bò lên vai hắn. Tiểu Long hỏi, lão đại, tại sao lão già kia muốn nhận lão đại làm đồ đệ? Lục Lâm Thiên đáp, không biết, tóm lại không phải chuyện xấu với ta. Tiểu Long ngẩng đầu nhỏ nói, lão đại. Con cửu đầu yêu dao đã chọc giận đệ. Đệ sẽ cố gắng tu luyện, lần sau ta sẽ nhổ đầu cửu đầu yêu dao xuống. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Vậy ngươi hãy cố gắng tu luyện đi, sớm đột phá đến đẳng cấp tứ giai. Tiểu Long cười gian, mắt xoe tròn. Đệ sẽ chăm chỉ tu luyện, sẽ rất nhanh thôi. Lục Lâm Thiên ở trên lưng thiên sĩ tuyết sư lẩm bẩm. Tu luyện hư linh huyền ấn đi. Từ thành Vũ Đô đến Vân Dương Tông dù là thiên sĩ tuyết sư cũng phải bay đi 5 ngày. Vũ giả tu vi đến vũ sư cửu trọng, linh giả mới là linh sư thất trọng. Tạm thời Lục Lâm Thiên không thể đột phá đẳng cấp vũ giả, đang trong địa bàn Vân Dương Tông, hắn muốn nuốt ai cần làm thật ẩn khuất. Lục Lâm Thiên lấy ra ngọc giản tràn đầy linh lực, là linh ký hoàng cấp cao giai lần trước Lữ Tiểu Linh đưa cho hắn trong Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên nhớ đến Lữ Tiểu Linh đôi khi nóng bỏng, có khi dịu dàng. Lúc trước Lục Lâm Thiên chạy trốn chắc chọc tức Lữ Tiểu Linh rồi. Trong Quỷ Vũ Tông Lục Lâm Thiên còn được một bộ vũ kỹ hoàng cấp sơ giai thổ hệ, tuy đẳng cấp và giá trị không thấp nhưng hắn không định tu luyện. Phi Linh Môn để lại nhiều vũ kỹ hoàng cấp sơ giai, Lục Lâm Thiên không thiếu vũ kỹ đẳng cấp cỡ này. Lục Lâm Thiên nhỏ giọt máu vào ngọc giản, tinh thần nhìn vào. Ngọc giản bắn ra ánh sáng chói lòa chui vào trán Lục Lâm Thiên, linh lực bàng bạc bao phủ quanh thân. Lát sau ngọc giản vụt tắt ánh sáng, Lục Lâm Thiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hư linh huyền ấn này thật khủng bố, hèn gì lúc trước trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu ngăn cản Lữ Tiểu Linh đưa cho Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên xem tin tức tu luyện trong ngọc giản, biết hư linh huyền ấn là linh kỹ hiếm có.
Trong linh kỹ nói chính xác thì chia làm mấy loại, trong đó có công kích lực lượng và công kích linh hồn. Linh kỹ như đao hồn chảm thuộc về loại công kích lực lượng, cực kỳ bá đạo trong số công kích lực lượng. Đương nhiên đao hồn chảm công kích linh hồn cũng rất mạnh. Nói là công kích lực lượng chỉ là tương đối. Hư linh huyễn ấn. Hoàn toàn là công kích linh hồn, dùng linh lực phối hợp linh hồn lực vô hình tạo thành vết thương linh hồn cho đối phương. Thực lực đối thủ yếu có thể trực tiếp bị phá hủy linh hồn, dù thực lực mạnh vẫn có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định. Có một loại là tạo thành ảo giác, khiến đối thủ thẫn thờ, rơi vào ảo cảnh, khi đó ra tay giết người dễ hơn nhiều. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói. Hư linh huyễn ấn thật lợi hại. Hư linh huyễn ấn này quá mạnh, tuy đẳng cấp không bằng đao hồn kỹ, sử dụng đơn nhất có lẽ thua đao hồn kỹ nhưng so sánh đao hồn chảm đệ nhất trọng của đao hồn kỹ thì hư linh huyễn ấn mạnh hơn một chút. Còn đệ nhị trọng, đệ tam trọng đao hồn kỹ thì chắc hư linh huyễn ấn không sánh bằng được. Hư linh huyễn ấn có tác dụng đặc biệt là thuần túy công kích linh hồn, hoàn toàn có thể phối hợp dùng với vũ kỹ của mình. Vừa công kích linh hồn vừa sử dụng vũ kỹ công kích, hai bên phối hợp lại hiệu quả rất đáng sợ. Đao hồn kỹ không hoàn toàn thiên hướng công kích linh hồn nên không thể phối hợp sử dụng, bị hạn chế, dù phối hợp cũng sẽ bị lệch thời gian. Hư linh huyễn ấn thì phối hợp vừa khít với vũ kỹ, từ mặt lý luận hai bên có thể dung hợp hoàn mỹ. Nghĩ đến đây Lục Lâm Thiên mừng thầm, có chút mong chờ. Tu luyện hư linh huyễn ấn thành công Lục Lâm Thiên càng dễ vượt cấp giết đối thủ. Tu luyện. Lục Lâm Thiên tập trung tinh thần tu luyện theo tin tức từ Ngọc Giản. Một hàn xa, vầng sáng trong suốt bao phủ Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đánh ra các thủ ấn thần dị, nếu nhìn kỹ thì trước mặt hắn có càng vòng gợn sóng vô hình đang khuếch tán, không gian mông lung. Lục Lâm Thiên chìm đắm trong tu luyện. Đối với Lục Lâm Thiên thì tu luyện linh kỹ hoàng cấp cao giai hơi khó khăn, nhưng không sao, không ăn khổ thì sao mạnh hơn người được. Vân Dương Tông. Một trong tam tông tứ môn trên đại lục Linh Vũ, thế lực đỉnh cao sừng sững trong Vân Dương Tông. Tam tông tứ môn là đại môn đại phái truyền thừa bao nhiêu năm, nói trong môn cường giả như mây cũng không khoa trương. Tam tông tứ môn được công nhận là bảy sơn môn có thực lực mạnh nhất, không ai dám trêu vào. Trên địa bàn Vân Dương Tông có nhiều tòa thành lớn, tính chính xác nhân khẩu thì không rõ, nhưng cũng hơn trăm ức. Địa bàn Vân Dương Tông mênh mông nhưng sơn môn thì sừng sững trong sơn mạch Vân Dương, không nằm trong thành. Vân Dương Tông có rất đông đệ tử, chỉ tính tổng số đệ tử Vân Dương Tông cũng cỡ mấy vạn, nên trong sơn mạch Vân Dương hình thành một tiểu thành. Dưới chân Vân Dương Tông có nhiều kiến trúc, đường cái. Dưới chân núi là nơi một số đệ tử bình thường mới đến Vân Dương Tông sinh sống. Sườn núi là nơi dành cho đệ tử cũ sống. Đệ tử cũ tức là ở lại Vân Dương Tông trên 3 năm nhưng tu vi không đến vũ phách. Đương nhiên có một số đệ tử cũ tu vi đến đẳng cấp vũ phách nhưng vì tuổi tác, thiên phú không quá tốt, không thể trở thành đệ tử thân truyền cũng không chịu đi ra ngoài thì có thể tiếp tục ở lại Vân Dương Tông, mỗi tháng nhận được tài nguyên tu luyện giống đệ tử cũ. Bởi vì điều này nên khá nhiều đệ tử có thực lực rời khỏi Vân Dương Tông nhưng vẫn ở lại đây. Dù sao không dễ tìm chỗ vừa có ăn có uống, có tài nguyên tu luyện. Đây chỉ là số ít đệ tử. Bình thường đệ tử không thể trở thành đệ tử thân truyền, đến thực lực nhất định sẽ chọn đi ra ngoài rèn luyện, lựa chọn con đường thứ hai đảm nhiệm chủ một trấn hoặc chủ một thành trong địa bàn Vân Dương Tông. Như Vương Minh Nguyệt, gã vốn là đệ tử bình thường của Vân Dương Tông, tuy không phải đệ tử thân truyền nhưng cơ duyên tình cờ làm thành chủ thành Vũ Đô, vị trí trưởng lão ngoại môn Vân Dương Tông, địa vị không dưới đệ tử thân truyền bao nhiêu. Trên đỉnh núi hoặc một số ngọn núi nhỏ gần khu vực chủ yếu của Vân Dương Tông là nơi các đệ tử thân truyền, trưởng lão trong môn cư ngụ. Có thể nói Vân Dương Tông cũng chia 3-7 loại, địa vị cao nhất là đệ tử thân truyền. Đệ tử bình thường thấy đệ tử thân truyền dù tuổi lớn hay nhỏ đều phải tôn xưng làm sư huynh, sư tỷ. Dưới chân núi, trên một con đường náo nhiệt, giòn người tấp nập. Bên dưới Vân Dương Tông như một thị trấn nhỏ, ven đường có các cửa hàng, sạp quán. Các loại tài liệu tu luyện, y phục trang sức, son phấn cho nữ nhân đều bán đầy đủ. Trên đường có mấy bóng người xinh đẹp đi qua, khiến nhiều thanh niên nhìn chăm chú. Một thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp, khí chất rất phàm cầm y phục cung trang trong tiệm loay hoay trước người. Thiếu nữ xinh đẹp hỏi. Vô Song tỷ nhìn cái này xem, đẹp không? Là Độc Cô Băng Lan. Trong cửa tiệm còn ba người xinh đẹp khác, một người tóc đen tuyền. Váy dài màu đỏ vẽ ra vóc dáng xinh đẹp, cổ tay trắng đeo vòng tay xinh đẹp,
ăn mặc không xa hoa nhưng vô hình toát ra ưu nhã và cao quý làm người nhìn rất thoải mái. Đó là Lục Vô Song khá nổi tiếng trong đệ tử Vân Dương Tông. Một thiếu nữ 18, 9 tuổi cách ăn mặc như nha hoàn, chân mày dài khảm đôi mắt to màu lam trong veo. Váy dài màu lợt không bắt mắt ôm đường cong linh lung, là nha hoàn của Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc. Còn một người đường cong nơn nớt, 17, 8 tuổi, tóc đen dài như thác nước rũ xuống vai, mỹ nhân bại hoại, bộ dạng ba phần ngây thơ, ba phần đáng yêu, ba phần phong tình, chứa chút quyến rũ. Nàng này là người nổi tiếng trong Vân Dương Tông, Dương Diệu, Vũ Giả song hệ cộng thêm là đệ tử thân truyền, rất được nhiều người theo đuổi. Bốn nữ nhân xuất hiện trong cửa hàng, bên ngoài tụ tập nhiều đệ tử Vân Dương Tông nhìn ngó nhưng không dám đến gần. Các nàng là đệ tử thân truyền, đệ tử bình thường không dám trêu vào. Trong Vân Dương Tông có một quy định ngầm là đệ tử thân truyền có giết đệ tử bình thường cùng lắm bị trách phạt, sẽ không có vấn đề gì lớn. Đệ tử bình thường nếu giết đệ tử thân truyền thì cả gia tộc sẽ chịu liên lụy, nếu nghiêm trọng sẽ tru sát cả nhà. Vân Dương Tông luôn chú trọng đệ tử thân truyền, nhưng nói đi phải nói lại, đệ tử bình thường không có thực lực giết đệ tử thân truyền. Vì đệ tử thân truyền mạnh hơn đệ tử bình thường rất nhiều, làm đệ tử thân truyền ai không có vũ khí bí mật. Đệ tử bình thường giết đệ tử thân truyền là chuyện không thể nào, nên đến bây giờ chưa xảy ra trường hợp này. Lục Vô Song mỉm cười nói. Băng Lan, chúng ta nên đi về. Thứ cần mua đã mua xong, trở về tu luyện đi. Dương Diệu nói. Vô Song tỷ thật là kẻ cuồng tu luyện, trong tất cả đệ tử chỉ có Vô Song tỷ là tu luyện khắc khổ nhất. Dương Nghi, tỷ tỷ của Dương Diệu có xích mích với Lục Vô Song nhưng giữa Dương Diệu và Lục Vô Song lại thân nhau. Lục Vô Song mỉm cười nói. Nếu ta không chịu khắc khổ chút làm sao sánh bằng ngươi? Ngươi là vũ giả song hệ. Chờ khi ngươi đến vũ phách kết thành nội đan thì tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh, thực lực càng lúc càng mạnh. Nụ cười khuynh thành làm đám đệ tử bên ngoài nhìn ngơ ngẩn. Trong đám người ngoài cửa hàng vang tiếng quát. Tránh ra! Mấy thanh niên mặc hoa phục đi tới, vẻ mặt kiêu căng. Các đệ tử hành lễ. Kính chào các vị sư huynh. Trong mắt các đệ tử chứa vẻ e ngại, dường như không dám trêu vào đám thanh niên mặc hoa phục, vội vàng thụt lùi. Mấy thanh niên mặc hoa phục đi vào cửa hàng, mắt dán chặt vào ba nữ nhân, suýt chảy nước miếng. Vô Song sư muội, Dương Diệu sư muội, Băng Lan sư muội, thật tình cờ gặp các sư muội tại đây. Độc Cô Băng Lan liếc mấy thanh niên mặc hoa phục, ánh mắt chán ghét nói. Vô Song tỷ, ta hết hứng rồi, mình về đi. Sắc mặt Lục Vô Song nghiêm túc nói. Đi thôi. Các thiếu nữ định ra khỏi tiệm. Thanh niên mặc hoa phục áo trắng dẫn đầu bước ra chặn đường. Ba vị sư muội, hay chúng ta cùng về chung? Dương Diệu nét mặt xa sầm nói. Triệu sư huynh tránh ra đi, hay muốn chúng ta đánh nhau với sư huynh? Nếu kinh động các trưởng lão e rằng các người sẽ không dễ chịu đâu. Thanh niên mặc hoa phục áo trắng cơ mặt co giật, tránh đường. Cái đó, nếu ba vị sư muội vội vàng trở về thì chúng ta không tiện giữ lại. Bốn thiếu nữ ung dung rời đi, bỏ lại mấy thanh niên mặc hoa phục sắc mặt khó xem. Một thanh niên áo lam đứng cạnh thanh niên mặc hoa phục trắng nói. Triệu sư huynh, mấy cô nương này không nể mặt sư huynh. Thanh niên mặc hoa phục trắng cười ra. Hừ, mấy nữ nhân này không tầm thường, có mấy vị sư thúc ngăn cản, chúng ta không trêu vào được. Nhưng sẽ có ngày ta chiếm được. Năm ngày sau, Lục Lâm Thiên ngừng tu luyện. Một dãy sơn mạch liên miên xuất hiện trước mắt hắn. Sơn mạch chập trùng, dãy núi hùng vũ, ngọn núi nguy nga, vách đá vĩ đại, cây cối xanh biếc rậm rạp, thấp thoáng dãy kiến túng cung điện lung linh. Các ngọn núi nhấp nhô liền thành một thể như con rồng uốn lượn vòng quanh sơn mạch bao la. Tổng thể thì núi sừng sững, dãy núi chập trùng xanh ngắt cao và dốc, từ trên nhìn xuống dưới a đầy mây mù. Lục Lâm Thiên thầm thở ra. Rốt cuộc cũng đến nơi. Khuôn mặt kiên cường lộ nụ cười. Không lâu sau hắn sẽ thấy Lục Vô Song, chắc khi nàng biết hắn không chết sẽ rất vui vẻ. Một năm rưỡi không gặp, chẳng biết Lục Vô Song thế nào rồi. Lục Lâm Thiên nói với Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, chúng ta đi xuống. Vù vù vù. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh xà xuống, đáp xuống một khoảng cách xa bên ngoài sơn mạch. Đến Vân Dương Tông không thể để Thiên Sĩ Tuyết Sư xông thẳng vào, đi bộ là hơn. Diện tích Vân Dương Tông lớn mà Lục Lâm Thiên không quen chỗ này, không tìm thấy vị trí.
Thiên Sĩ Tuyết Sư đáp xuống đỉnh núi, Lục Lâm Thiên thu nó vào không gian thú nang. Lục Lâm Thiên không thể mang theo con yêu thú khổng lồ đi vào Vân Dương Tông. Tiểu Long thì Lục Lâm Thiên dặn nó núp trong ống tay áo, cố gắng không gây chú ý. Làm xong tất cả, Lục Lâm Thiên hơi hồi hộp đi hướng sơn mạch trước mặt, đi một vòng 1,5 năm rốt cuộc hắn quay lại Vân Dương Tông. Vù vù vù. Lối vào một sơn cốc phía trước, Lục Lâm Thiên vừa ló mặt thì mười mấy bóng người đáp xuống trước mặt hắn. Mỗi người cầm vũ khí đao thương kiếm kích, khoảng 20 tuổi, xem khí thế thì đều là đẳng cấp vũ sư. Thủ lĩnh là thanh niên mặc trường sam màu đỏ, tóc ngắn mắt to, thân hình hơi mập, tu vi mạnh nhất, đã đến vũ sư tam trọng. Những người khác là vũ sư nhất trọng, trong đó có hai người là vũ sư nhị trọng. Thanh niên thủ lĩnh mặc trường sam màu đen hỏi. Ngươi là ai? Nơi này là Vân Dương Tông, người ngoài hãy mau rời đi, nếu không giết không tha. Lục Lâm Thiên sớm chú ý đến những người này, trong sơn cốc có nhiều đệ tử Vân Dương Tông, xem bộ dáng đang tuần tra xung quanh. Các vị đều là đệ tử của Vân Dương Tông. Thanh niên mặc trường sam đen nhìn kỹ Lục Lâm Thiên, đáp. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Vậy đúng rồi, ta cũng là đệ tử Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên móc ra ngọc bài lúc ở Trấn Thanh Vân được Bạch Mi đưa cho. Thanh niên thủ lĩnh cầm ngọc bài, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Ngươi là đệ tử của Vân Dương Tông, sao ta chưa từng thấy mặt? Nhưng đây đúng là vật của Vân Dương Tông. Thanh niên thủ lĩnh nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Lục Lâm Thiên, Vân Dương Tông không có tên này. Ngươi thật sự là đệ tử của Vân Dương Tông. Trong ngọc bài có tên Lục Lâm Thiên, nhưng thanh niên thủ lĩnh chưa thấy mặt hắn trong Vân Dương Tông bao giờ, nên đâm ra nghi ngờ. Lục Lâm Thiên nói, vì tình huống đặc biệt nên bây giờ ta mới đến Vân Dương Tông, ta vốn nên đến từ 1,5 năm trước. Thanh niên thủ lĩnh nói, ngọc bài của ngươi là thật, chờ ở đây một chút, chúng ta cần hỏi ý trưởng lão. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, không sao, ta sẽ chờ. Đã đến Vân Dương Tông rồi, Lục Lâm Thiên không ngại chờ thêm một lúc. Thanh niên thủ lĩnh cầm ngọc bài của Lục Lâm Thiên đi vào sơn cốc, dặn dò mấy thanh niên khác trông chừng hắn. Trong dãy đình viện, có một nam nhân cỡ tuổi trung niên, vóc dáng thô kệch mặc trường bào chậm rãi ra khỏi đình viện. Người này khá bắt mắt, vì lông mày trắng tinh. Người này là Bạch Mi trưởng lão lúc trước phụ trách dẫn đám người Lục Lâm Thiên trong Trấn Thanh Vân. Bạch Mi mang người đến Vân Dương Tông đều trở thành đệ tử thân truyền, cộng với mang về một báu vật thiên tàm bảo giáp từ sơn mạch Vụ Đô nên địa vị của Bạch Mi trưởng lão cao lên nhiều. Một thanh niên áo đen bước nhanh đến trước mặt Bạch Mi, hành lễ chào. Bạch trưởng lão. Bạch Mi nhìn thanh niên áo đen. Bành truyền hùng, người vội vàng như vậy có chuyện gì? Hôm nay tiểu đội các ngươi ra ngoài tuần tra đúng không? Sao lại quay về? Bạch trưởng lão, lúc chúng đệ tử tuần tra gặp một việc lạ nên đến xin ý kiến của trưởng lão. Thanh niên áo đen trả lời. Chúng đệ tử gặp một người nói là đệ tử của Vân Dương Tông, vì tình huống đặc biệt nên 1,5 năm chưa đến, bây giờ mới tới. Thanh niên áo đen nói xong giao ngọc bài cho Bạch Mi. Bạch Mi nhận lấy ngọc bài, xem 3 chữ trên ngọc bài thì hóa đá. Lục Lâm Thiên. Thanh niên áo đen hết hồn. Bạch Mi sững sờ nửa ngày sau người run rẩy hét to. Nhanh cho ta biết người đó ở đâu. Mau đưa ta đi. Mấy đệ tử đi ngang qua giật mình. Bạch trưởng lão, người đó chờ bên ngoài sơn môn. Thanh niên áo đen chưa nói xong Bạch Mi đã biến mất tại chỗ. Thanh niên áo đen khó hiểu gãi đầu. Tiểu tử này có lai lịch gì mà làm Bạch trưởng lão căng thẳng như vậy? Thanh niên áo đen vội chạy ra ngoài. Bên ngoài sơn cốc, Lục Lâm Thiên bình tĩnh chờ đợi. Khoảng 20 phút sau một bóng người lao ra khỏi sơn cốc. Người đó đáp xuống trước mặt Lục Lâm Thiên, kích động thở hổn hển. Người đó nhìn kỹ Lục Lâm Thiên một lúc sau trong mắt tràn ngập giật mình. Mười mấy đệ tử xung quanh hành lễ. Kính chào Bạch trưởng lão. Lục Lâm Thiên vội hành lễ, mỉm cười nói. Kính chào Bạch trưởng lão. Lục Lâm Thiên biết mặt Bạch Mi trưởng lão. Bạch Mi ngây người một lúc sau mới lấy lại tinh thần, rất kích động nói. Lâm Thiên, thật sự là ngươi sao? Ta cứ tưởng mình nằm mơ, ngươi không chết thì hay. Lục Lâm Thiên cười nói. Đệ tử cũng không ngờ còn sống trở về. Bạch Mi kéo Lục Lâm Thiên vào sơn cốc. Mau theo ta vào, kể ta nghe xem ngươi làm sao đại nạn không chết. Các đệ tử khó hiểu suy đoán.
thật sự là đệ tử trong tông. Sao Bạch Mi trưởng lão kích động như vậy, hắn có lai lịch gì? Lục Lâm Thiên theo Bạch Mi trưởng lão vào sơn cốc, mọi thứ xuất hiện trước mắt làm hắn vô cùng rung động. Trong sơn cốc phong cảnh mênh mông. Đi vào sơn cốc dãy núi chập trùng có một khoảnh đất trống lớn, dường như bị san bằng. Kiến trúc đứng thẳng kéo dài, nhiều người qua lại, có các cửa hàng, rất náo nhiệt. Phương xa thấp thoáng các ngọn núi. Bốn phía là dãy sơn cốc quay quanh hình thành bình chướng thiên nhiên. Dọc đường đi nhiều đệ tử hành lễ với Bạch Mi trưởng lão. Kính chào Bạch trưởng lão. Các đệ tử tò mò nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên rất ngạc nhiên. Đây là Vân Dương Tông sao? Vân Dương Tông như trấn nhỏ náo nhiệt, hơi khác với tưởng tượng của Lục Lâm Thiên. Dọc đường đi Bạch Mi trưởng lão hưng phấn giới thiệu cho Lục Lâm Thiên. Vân Dương Tông có nhiều đệ tử, khoảng hơn 2 vạn đệ tử trong sơn mạch Vân Dương. Vì cách xa thành nên dưới chân núi cho phép đệ tử bình thường tự do buôn bán. Những cửa tiệm đủ loại hình, cái gì cũng có. Từ mặt nào đó điều này giải quyết vấn đề cung cấp đồ dùng sinh hoạt cho Vân Dương Tông. Nhưng muốn mở cửa tiệm cũng không dễ, cần có điều kiện nhất định. Lục Lâm Thiên đi qua mấy con đường, theo Bạch Mi trưởng lão vào một đình viện. Đình viện trang trí cực kỳ xa hoa nhưng không rêu rao. Lục Lâm Thiên mới ngồi xuống tiểu sảnh thì Bạch Mi trưởng lão nôn nóng hỏi ngay 1 năm rưỡi qua hắn gặp những gì. Lục Lâm Thiên bình tĩnh kể lại nội dung đã nói với đám người Vương Minh Nguyệt, hắn kể hợp tình hợp lý nên Bạch Mi trưởng lão không nghi ngờ. Lục Lâm Thiên biết không thể cho ai nghe về sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, cũng giấu nhẹm Phi Linh Môn. Bạch Mi trưởng lão cho Lục Lâm Thiên biết chút tình huống trong Vân Dương Tông, kể về Lục Vô Song sau khi hắn rớt xuống vách núi. Bạch Mi trưởng lão nói, tiểu tử này ngươi lớn số thật, không chết thì tốt, ta không cần lo nên đối mặt sao với phụ thân của ngươi. Phải rồi, ta sẽ phái người thông báo với Lục gia ngay. Lục Lâm Thiên nói, Bạch trưởng lão, không cần, Vương trưởng lão đã phái người đi rồi. Lục Lâm Thiên hỏi, Bạch trưởng lão, ta có thể gặp Vô Song tỷ được không? Bạch Mi trưởng lão nói, cái này, tạm thời không được. 5 ngày trước Vô Song vừa xuống núi 1 lần, khó thể xuống núi nữa. Hiện tại nàng là đệ tử thân truyền, cộng với gần đây tất cả đệ tử thân truyền liều mạng tu luyện chuẩn bị cho đại hội Tam Tông Tứ Môn 15 năm 1 lần nên không được xuống núi, đây là quy định của tông chủ. Lục Lâm Thiên do dự một chút, lại hỏi. Bạch Mi trưởng lão nghĩ cách giúp đệ tử được không? Lục Lâm Thiên biết hơn 1 năm qua Lục Vô Song luôn lo lắng về hắn, nên hắn muốn nhanh chóng báo tin để nàng yên tâm. Bạch Mi trưởng lão nói, tuy nàng không thể gặp ngươi nhưng ta sẽ đi nói cho nàng biết. Vô Song biết ngươi không chết sẽ rất vui. Bạch Mi trưởng lão chợt nhớ điều gì, nói. Lâm Thiên, ngươi là vũ giả tam hệ, lần trước không khó để trở thành đệ tử thân truyền. Tiếc rằng xuất hiện ngoài ý muốn khiến ngươi bỏ lỡ cơ hội, ta đi thông báo cho Vô Song cũng thuận tiện vào trong tông nhìn xem có cách nào cho ngươi trở thành đệ tử thân truyền không. Lục Lâm Thiên nói. Đa tạ Bạch trưởng lão. Lục Lâm Thiên không nóng nảy, dù sao có Vũ trưởng lão, hắn chắc chắn thành đệ tử thân truyền. Điều kiện duy nhất để làm đệ tử thân truyền đó là trở thành đệ tử của một trưởng lão, Vũ trưởng lão đã đặt chỗ trước. Đến lúc đó sẽ phải tham gia thi, ngươi hãy cố gắng lên. Trong thời gian này ngươi tạm ở. Bạch Mi trưởng lão ngẫm nghĩ một lúc, nói. Ngươi ở trong đình viện số 806 đi, vừa lúc có phòng trống, cũng có chỗ cho ngươi nghỉ ngơi. Lục Lâm Thiên hành lễ. Đa tạ Bạch trưởng lão. Bạch Mi trưởng lão vỗ vai Lục Lâm Thiên. Ta và phụ thân của ngươi quen biết lâu, đừng khách sáo với ta. Bạch Mi trưởng lão gọi bên ngoài. Người đâu? Một đệ tử Vân Dương Tông cung kính bước vào. Bạch trưởng lão có chuyện gì sai bảo? Bạch Mi trưởng lão nói. Người đi kêu Bành Truyền Hùng tới, bảo là ta có chuyện tìm hắn. Đệ tử kia vội ra ngoài cửa ngay. Lục Lâm Thiên nghe Bạch Mi trưởng lão kể, hiểu sơ về Vân Dương Tông. Mọi thứ trong Vân Dương Tông phức tạp hơn Lục Lâm Thiên tưởng tượng nhiều. Một lát sau, thanh niên áo đen Lục Lâm Thiên gặp ngoài sơn môn đã bước vào đình viện. Bạch trưởng lão kêu đệ tử. Bạch Mi trưởng lão nói với thanh niên áo đen. Bành Truyền Hùng, ngươi ở trong đình viện số 806 đúng không? Đây là Lục Lâm Thiên, tạm ở chỗ các ngươi, hãy mang hắn đi dàn xếp. Tuân lệnh Bạch trưởng lão. Bành Truyền Hùng liếc qua Lục Lâm Thiên, thầm thắc mắc lai lịch của hắn.
Dường như Lục Lâm Thiên và Bạch Mi trưởng lão có quan hệ không tầm thường. Bành Truyền Hùng mang Lục Lâm Thiên ra khỏi đình viện của Bạch Mi trưởng lão. Lâm Thiên huynh đệ, không ngờ ngươi thật sự là đệ tử trong tông, lúc trước có điều đắc tội, mong ngươi đừng trách. Sau này chúng ta cùng một tiểu đội, có gì cần ta giúp cứ nói thẳng. Phải rồi, sau này cứ gọi ta là Truyền Hùng. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Truyền Hùng huynh đệ khách sáo. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ Bành Truyền Hùng thật nhiệt tình. Bành Truyền Hùng nói. Lâm Thiên huynh đệ, đình viện số 806 chúng ta hiện có 4 người ở cộng thêm ngươi là 5. Đình viện trong chỗ này đều là 5 người ở, nhưng ngươi hãy chuẩn bị tâm lý, danh dự của đình viện số 806 chúng ta không tốt lắm. Lục Lâm Thiên khó hiểu hỏi. Danh dự không tốt. Bành Truyền Hùng cười bất đắc dĩ nói. Sau này ngươi sẽ hiểu, hy vọng ngươi thói quen. Bành Truyền Hùng chỉ vào dãy kiến trúc to lớn đằng trước, nói. Lâm Thiên huynh đệ, đây chính là nơi đệ tử bình thường chúng ta ở, mỗi đình viện có số, chia khu nam sinh và nữ sinh. Bên trái là nhà ăn, bên phải là diễn vũ trường. Mỗi 7 ngày sẽ có trưởng lão ngoại môn đến chỉ điểm tu vi cho chúng ta. Lục Lâm Thiên nhìn hướng Bành Truyền Hùng chỉ, thấy dãy kiến trúc rậm rạp toàn là các đình viện nhỏ, diện tích không lớn nhưng nối liền với nhau, số lượng rất nhiều. Bành Truyền Hùng dẫn Lục Lâm Thiên đến một đình viện nhỏ, diện tích không lớn nhưng rất sạch sẽ. Được rồi, là nơi này. Trong đình viện có một chính sảnh, 5 căn phòng, trang trí đơn giản nhưng tạm được. Trong tiểu sảnh, Bành Truyền Hùng hét to. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta có huynh đệ mới đến. Giờ phút này, trong tiểu sảnh có 3 thanh niên ngồi, khoảng 20 tuổi. Bành Truyền Hùng giới thiệu 3 thanh niên. Lâm Thiên huynh đệ, để ta giới thiệu cho. Đây là Nhạc Bất Quần, Lại Dược Tính, Dương Vĩ. Lục Lâm Thiên quét mắt qua 3 thanh niên, chiều cao sàn sàn như nhau. Người bên trái thứ nhất cao hơn, vạm vỡ nhất, mặc trường sàm màu trắng cỡ hơi nhỏ, cảm giác cơ bắp sắp làm rách vải. Mày thô mắt tròn, đây là Nhạc Bất Quần. Người thứ hai lùn hơn chút, da ngăm đen, toàn thân co giãn sức bật, mắt hí lanh lẹ, tên Lại Dược Tính. Người thứ ba chiều cao trung bình, thể hình tròn trịa, khoảng từ 1m73 đến 1m75, nặng ít nhất 250, béo mắt ti hí. Người này là Dương Vĩ mà Bành Truyền Hùng giới thiệu. Lục Lâm Thiên nghe tên 3 người, trợn mắt há hốc mồm. Nhạc Bất Quần, Lại Dược Tính, Kinh Nguyệt Đến, Dương Vĩ, Bệnh Liệt Dương. Lục Lâm Thiên rất muốn cười nhưng lại ngại, tên của 3 người thật đặc sắc, bình thường nhất là Bành Truyền Hùng. Bành Truyền Hùng nói với 3 thanh niên. Vị này là Lục Lâm Thiên huynh đệ, về sau hãy ở chung với chúng ta. 3 người nhiệt tình chào. Hoan nghênh vào số 806. Lục Lâm Thiên cười cười, thầm nghĩ mấy người này rất nhiệt tình, nhưng thực lực thì tầm thường. Trừ Bành Truyền Hùng tu vi vũ sư tam trọng ra 3 người khác tu vi vũ sư nhất trọng. Lục Lâm Thiên không biết rằng 20 tuổi đến đẳng cấp vũ sư đã là thiên phú tốt. Tuy nhiên tu vi của Lục Lâm Thiên đã đến vũ sư cửu trọng, trong mắt của hắn người nào thực lực thấp hơn mình tức là bình thường. 20 tuổi đẳng cấp vũ sư nếu đặt ở bên ngoài là hàng hiếm. Đệ tử trong tiểu môn tiểu phái tuổi chừng 20 hiếm ai đến vũ sư. Lục Lâm Thiên nói, sau này xin các vị huynh đệ chăm sóc nhiều cho. Đoạn thời gian tiếp theo Lục Lâm Thiên sẽ sống chung một mái nhà với mấy người này. Dương Vĩ mỉm cười nói. Cái gì mà chăm sóc hay không, sau này chúng ta là huynh đệ. Nhưng ngươi vừa tới, theo quy định nên mời 4 chúng ta ăn một bữa cơm. Lục Lâm Thiên cười nói. Không thành vấn đề, tùy thời đều được. Lục Lâm Thiên không để bụng chút tiền đó, hắn đang có việc cần hỏi thăm mấy người kia. Nhạc Bất Quần nói. Bây giờ đi. Ta đang hơi đói bụng. Nhạc Bất Quần ngại ngùng nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên huynh đệ thật sảng khoái, chờ túi tiền ta phồng lên rồi sẽ mời ngươi ăn ngon. Lại Dược Tĩnh nói. Chúng ta đi đi, nhắc đến làm ta đói bụng, hơn nữa đã lâu rồi chúng ta không được ăn một bữa cơm ngon. 5 người ra khỏi đình viện, vòng qua nhiều ngõ nhỏ đến một con đường, vào tiệm ăn. Trong cửa tiệm buôn bán khá tốt, đã có nhiều người trong này. Mọi người kêu nhiều rượu và thức ăn. 4 người Bành Truyền Hùng vốn không dám kêu đồ đắt tiền nhưng Lục Lâm Thiên xúi, thế là cả đám yên tâm kêu đồ ngon. Khiến Lục Lâm Thiên bất ngờ là tiệm ăn này do đệ tử Vân Dương Tông mở, đúng là Vân Dương Tông có khác. Qua bữa cơm khiến quan hệ 5 người thân hơn nhiều. Tất cả là thanh niên trai tráng,
chỉ chốc lát sau không còn xa lạ. Lục Lâm Thiên xuyên đến thế giới này, trước khi xuyên qua hắn còn khá trẻ, đến nơi đây không có bằng hữu gì, lúc này nói chuyện rất vui với bốn người. Tâm sự ăn cơm no say xong bốn người trở về đình viện số 806. Lục Lâm Thiên thừa dịp hỏi. Truyền Hùng huynh đệ, các người biết Phủ trưởng lão trong tông không? Phủ trưởng lão muốn nhận hắn làm đồ đệ, Lục Lâm Thiên muốn tìm hiểu chút chuyện về lão. Nhạc Bất Quần hỏi. Lâm Thiên huynh đệ nói đến sư huynh của tông chủ, trưởng lão nội môn, Vũ Ngọc Tiền trưởng lão. Lục Lâm Thiên đáp. Đúng rồi. Nhạc Bất Quần, Lại Dược Tính, Dương Vĩ, Bành Truyền Hùng kinh ngạc hỏi. Người hỏi Vũ trưởng lão làm gì? Trạng vạng, sâu trong sơn mạch Vân Dương Tông, một đình viện to lớn, bốn phía xanh tươi gieo trồng nhiều thực vật. Hai bóng dáng mảnh mai chạy nhanh vào. Hai người vừa vào đình viện Lục Vô Song liền bước ra. Vô Song tỷ, có tin tốt. Hai người này chính là Độc Cô Băng Lan và Nha Hoàn Thúy Ngọc. Lục Vô Song mỉm cười hỏi. Có chuyện gì mà hai người hấp tấp vậy? Độc Cô Băng Lan thở hổn hển nói. Vô Song tỷ, cho tỷ biết một tin tốt. Độc Cô Băng Lan làm vẻ mặt bí hiểm. Lục Vô Song liếc Độc Cô Băng Lan. Ngươi thì có tin tốt gì? Độc Cô Băng Lan chu môi nói. Được rồi, nếu Vô Song tỷ không muốn nghe thì ta không nói nữa, uổng công ta làm biếng chỗ sư phụ chạy ngay tới nói cho tỷ biết. Lục Vô Song cười. Được rồi, muội muội tốt của ta, nói đi. Độc Cô Băng Lan nhìn Lục Vô Song chằm chằm, chậm rãi nói. Vô Song tỷ, Thúy Ngọc mới ra ngoài tình cờ gặp Bạch Mi trưởng lão. Bạch Mi trưởng lão nói hôm nay Lâm Thiên trở về Vân Dương Tông. Lục Vô Song cười nói. Băng Lan, ta biết muội muốn ta vui nhưng đã hơn một năm, ta đã chấp nhận sự thật này. Có lẽ Lâm Thiên đã chết. Nha hoàn Thúy Ngọc nói. Vô Song tỷ, Lâm Thiên thật sự không chết. Ban đầu ta cũng tưởng Bạch Mi trưởng lão nói đùa. Lúc ta gặp Bạch Mi trưởng lão là ở sườn núi. Bạch Mi trưởng lão muốn đi vào nhưng bị sư phụ ngăn cản nên nhờ ta chuyển lời cho tỷ. Lục Vô Song kích động hỏi. Thúy Ngọc, người nói có thật không? Lục Vô Song nhìn Thúy Ngọc chằm chằm, chờ một đáp án khẳng định. Thúy Ngọc nói. Bạch Mi trưởng lão nói là thật. Ta vốn định xuống núi nhìn xem nhưng lại nghĩ nên cho tỷ biết ngay. Lục Vô Song run rẩy. Lâm Thiên thật sự không chết. Ta biết ngay, chắc chắn Lâm Thiên không chết. Lục Vô Song kích động đi tới đi lui. Lâm Thiên đã đến, ta phải đi gặp hắn. Ta muốn xuống núi gặp Lâm Thiên. Độc Cô Băng Lan nói. Vô Song tỷ, chúng ta phải chờ 3 tháng mới được xuống núi một lần nữa. Đây là quy định của Vân Dương Tông. Mới rồi Bạch Mi trưởng lão muốn đi lên cũng không được. Lục Vô Song sốt ruột nói với Độc Cô Băng Lan. Vậy làm sao đây? Ta muốn gặp Lâm Thiên. Ta muốn biết Lâm Thiên có thật sự đến đây không? Hắn có thật sự còn sống? Trong đôi mắt đẹp đầy bất lực, một chút hưng phấn, một chút hân hoan. Thúy Ngọc nói. Vô Song tỷ, thôi vậy đi. Ta là nha hoàn, không ai chú ý. Ngày mai ta xuống núi tìm Lâm Thiên, nhìn xem Lâm Thiên có thật sự đến đây không? Hốc mắt Lục Vô Song ướt nước nói. Thúy Ngọc, ngày mai ngươi nhớ đi sớm, ta muốn biết Lâm Thiên có thật sự còn sống không? Hắn còn sống. Ban đêm. Ánh sao đầy trời chiếu xuống, trắng mông lung vuốt ve mặt đất. Cả Vân Dương Tông chìm vào trong yên lặng. Trong đình viện số 806, Lục Lâm Thiên vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Hắn mới biết thân phận của Vũ trưởng lão trong Vân Dương Tông, rất là đáng kinh ngạc. Lục Lâm Thiên nghe đám người Bành Truyền Hùng, Nhạc Bất Quần, Lại Dược Tính, Dương Vĩ nói mới biết Vũ Ngọc Tiền trưởng lão đúng là trưởng lão nội môn trong Vân Dương Tông, là sư huynh của tông chủ, mặt ngoài thì địa vị cao thượng. Tông chủ gặp cũng phải kêu tiếng sư huynh. Trưởng lão, hộ pháp trong tông không dám không nể mặt Vũ trưởng lão. Nhưng đó là mặt ngoài. Trong Vân Dương Tông ai đều biết Vũ trưởng lão sống tệ nhất trong trưởng lão nội môn, thực lực mới là vũ tướng lục trọng, cách biệt quá lớn với thực lực trưởng lão nội môn khác. Dù là hộ pháp cũng mạnh hơn Vũ trưởng lão nhiều. Hộ pháp trong Vân Dương Tông ai nấy từ vũ tướng trở lên, có mấy người thậm chí đến vũ xuất. Thực lực trưởng lão nội môn thấp nhất là vũ xuất. Còn vị sư huynh tông chủ này thực lực quá kém, thật khiến người khó hiểu. Nhưng người biết chuyện thì biết lúc Vũ trưởng lão còn trẻ là nhi tử một gia đình nhỏ bé, từ nhỏ đã không có thiên phú vũ giả. Gia đình đó vô tình cứu tông chủ đời trước,
cuối cùng cả nhà bị giết chỉ để lại Vũ trưởng lão. Tông chủ đời trước cảm ơn và áy náy, dù biết Vũ trưởng lão không có thiên phú vũ giả nhưng vẫn thu làm đồ đệ, dùng đan dược quý giá trải đường cho Vũ trưởng lão lên tới vũ tướng thì không tiến bộ nổi nữa. Mọi thứ luôn lấy thực lực đứng đầu, trong Vân Dương Tông cũng vậy. Mặt ngoài Vũ trưởng lão có địa vị siêu cao nhưng ở trong lòng các trưởng lão, hộ pháp không mấy người xem trọng Vũ trưởng lão. Các trưởng lão, hộ pháp trong Vân Dương Tông chia phe phái, mỗi trưởng lão có thế lực của riêng mình, đó là đệ tử trong môn. Mỗi lần chọn lựa đệ tử thân truyền thật ra là các trưởng lão chọn đồ đệ cho mình. Thường đệ tử có thiên phú cực tốt sẽ bị các trưởng lão giành giật. Đệ tử của mình có tu vi cao thấp trực tiếp quyết định địa vị của trưởng lão trong tông. Vân Dương Tông còn một quy định ngầm là mỗi lần chọn lựa đệ tử thân truyền không tới lượt Vũ trưởng lão. Vì đệ tử có thiên phú tốt thì Vân Dương Tông không muốn cho Vũ trưởng lão dạy, thực lực của Vũ trưởng lão toàn dựa vào đan dược mới lên đẳng cấp vũ tướng, không có gì để dạy đồ đệ cả. Trong Vân Dương Tông có 11 trưởng lão nội môn, mỗi lần vòng thứ nhất chọn lựa 10 người, 3 năm sau đợt thứ 2 chọn 10 người đều rơi vào tay trưởng lão khác. Đệ tử mới đến Vân Dương Tông sau khi biết tình huống của Vũ trưởng lão sẽ không chọn làm sư phụ của mình, vì điều này ảnh hưởng tương lai của bản thân. Vũ trưởng lão tuy có địa vị cao thượng nhưng các trưởng lão khác cũng không kém cỏi gì, đều như nhau, so sánh thì không ai muốn chọn Vũ trưởng lão làm sư phụ. Cứ thế nhiều năm qua Vũ trưởng lão vẫn thu được 3 đệ tử. Nghe nói ngày xưa trong một lần lựa chọn đệ tử thân truyền, Vũ trưởng lão tức giận nhất quyết muốn chọn một đệ tử trở thành đồ đệ của mình, thiên phú tốt nhất năm đó. Nhưng đến cuối cùng đệ tử kia thực lực tầm thường, trong số đệ tử bình thường chỉ cỡ trung đẳng. 3 đệ tử của Vũ trưởng lão hiện tại có 2 người trong tông, một người tu vi vũ phách bát trọng, một người tu vi vũ tướng nhất trọng nhưng đã đến tuổi trung niên. Đệ tử cùng năm với 2 người kém cỏi nhất cũng đến vũ phách bát trọng, 2 đệ tử của Vũ trưởng lão sử dụng tài nguyên tu luyện nhiều hơn người ta gấp mấy lần. Tất cả chứng minh Vũ trưởng lão không biết dạy đồ đệ. Sau này Vân Dương Tông không còn dám cho Vũ trưởng lão phá hỏng đệ tử có thiên phú cực tốt nữa. Vân Dương Tông đồng ý trừ 10 đệ tử đứng đầu chọn lựa đệ tử thân truyền ra còn lại tùy tiện Vũ trưởng lão thu nhận. Một số đệ tử bình thường không trúng tuyển đệ tử thân truyền có một số thiên phú ngang ngửa đệ tử thân truyền đều ngóng trông được Vũ trưởng lão nhận làm đệ tử. Nhưng Vũ trưởng lão bị đả kích kiên quyết không nhận, vì nếu nhận tức là chứng minh lão có địa vị thấp hơn trưởng lão khác. Vũ trưởng lão rất sĩ diện. Vì thế trong tay 10 trưởng lão đông đúc đệ tử, thế lực lớn mạnh. Môn hạ của Vũ trưởng lão thì vắng vẻ điều hưu, hiện tại mới chỉ có 2 đệ tử. Bây giờ Lục Lâm Thiên mới hiểu vì sao lúc đó Vũ trưởng lão lại thu hắn làm đồ đệ. Hắn sợ sau này khi trở về tông môn sẽ không tới lượt hắn. Vì vậy hắn mới đem Vũ Ký Huyền cấp gia dụ hoặc Lý Lâm Thiên, hắn sợ khi trở về tông môn lại bị những trưởng lão khác giành mất. Hiện tại cũng chỉ có Vũ trưởng lão biết Lục Lâm Thiên là Vũ sư cửu trọng, Vũ giả tam hệ, đến lúc đó đi đâu cũng có thể ngẩng cao đầu a. Lục Lâm Thiên cười khổ, chỉ là hắn cũng không có để tâm lắm. Dù sao đi nữa mục đích của hắn đến Vân Dương Tông cũng không phải tìm một sư phụ tốt. Bản lĩnh của hắn đều do tự học mà thành. Mục tiêu của hắn khi đến đây chính là vũ khí thân pháp phù quang lược ảnh và vạn niên xích đồng của Vân Dương Tông mà thôi. Mà hiện tại có Vũ trưởng lão làm sư phụ, bằng vào thân phận của Vũ trưởng lão, đến lúc đó hắn muốn tìm phù quang lược ảnh cũng tiện hơn nhiều. Nói thế nào đi nữa, Vũ trưởng lão cũng là sư huynh của tông chủ. Chỉ bằng điểm này cũng có địa vị cực cao. Vì vậy, trở thành đệ tử Vũ trưởng lão, đối với hắn có lợi mà không có hại. Mọi người ở trong sảnh nhỏ của Trung Thiên Nam Hải hàn huyên mấy canh giờ rồi mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Mỗi đệ tử đều có một gian phòng nhỏ thuộc về mình, vật phẩm trong phòng cũng có đầy đủ mọi thứ. Sau khi Lục Lâm Thiên trở lại căn phòng của mình nhìn qua cũng rất thỏa mãn. Trong căn phòng này còn có một cái cửa sổ nho nhỏ, tuy rằng căn phòng này không bằng Phi Linh Môn, thế nhưng có một căn phòng riêng biệt, bản thân hắn khi tu luyện và làm một chút chuyện cũng tiện hơn nhiều. Trong lúc nói chuyện phiếm, Lục Lâm Thiên đối với cuộc sống bình thường của đệ tử cũng lý giải được không ít. Một ngày bình thường của Vân Dương Tông cũng không được tốt cho lắm. Toàn bộ tạp vụ của Vân Dương Tông đều do đệ tử bình thường làm. Từ quét rác, bổ củi, còn có tuần tra bên ngoài sơn môn đều là việc mà những đệ tử bình thường phải làm. Sau khi làm xong tạp vụ mới chính là thời gian tu luyện. Đồng thời, thực lực yếu bị kẻ có thực lực mạnh hơn khi dễ, đó là chuyện thường tình ở đây. Chỉ cần không chết người,
trưởng lão trong tông cũng sẽ không quản tới. Đối với chuyện này, Thứ Lục Lâm Thiên cảm thấy phiền nhất chính là mỗi ngày phải làm tạp vụ. Thế nhưng có một chuyện Lục Lâm Thiên phải đi xem một chút. Dựa theo lời mấy người kia, trên diễn vũ trường có một hổ bảng, ghi lại 100 người mạnh nhất trong hàng đệ tử bình thường. Một khi được ghi lại trên hổ bảng thì không cần làm tạp vụ nữa. Người khiêu chiến thành công thì được ghi tên trên hổ bảng, đồng thời không cần làm tạp vụ A. Khóe miệng Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười. Để khỏi phải làm tạp vụ, ngày mai hắn đi lên khiêu chiến đám người trên hổ bảng một chút mới được. Cũng tiện thể khiến thức một chút, rốt cuộc thực lực đệ tử bình thường của Vân Dương Tông rốt cuộc tới đâu A. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Lâm Thiên chậm rãi tu luyện. Hiện tại đã tới Vân Dương Tông, hắn không thể tùy ý thôn phệ chân khí và linh khí để đột phá, cho nên trước tiên phải thôn phệ đan dược, chờ sau khi đột phá tới vũ phách rồi nói tiếp. Tới lúc đó hắn có thể chịu được năng lượng khổng lồ bên trong yêu đan và linh đan, phỏng chừng năng lượng bên trong còn mạnh hơn so với đan dược. Mà hiện tại, hắn phải đề thăng linh lực của bản thân, chờ sau khi đạt tới cửu trọng linh sư và cửu trọng vũ sư thì mới có thể chuẩn bị đột phá vũ phách và linh phách. Một lát sau, chung quanh thân thể Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt tiến vào trạng thái tu luyện. Chuẩn bị cho việc ngày mai khiêu chiến cao thủ trên hổ bảng. Tu luyện một đêm, sáng sớm hôm sau, ánh mắt trời chiếu xuống mặt đất, Lục Lâm Thiên tỉnh lại, miệng khẽ thở ra một ngụm chọc khí. Cảm giác được chân khí và linh lực trong cơ thể sung mãn, hắn khẽ mỉm cười. Hổ bảng, hôm nay tới kiến thức một chút. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Nhạc Bất Quần, đã tới giờ rồi, nên giao ra đây đi. Bên ngoài đình viện số 86, lúc này có mười mấy đệ tử bình thường của Vân Dương Tông vào tới. Bên ngoài đình viện hiện tại có bốn người chính là Nhạc Bất Quần, Bành Truyện Hùng, thêm Dược Vĩnh và Dương Vĩ, sắc mặt bốn người có chút xấu xí. Chu Bảo Điền, cho chúng ta thêm chút thời gian nữa, hiện tại chúng ta cũng không có. Bành Truyện Hùng nhìn thanh niên tay cầm trường kiếm đứng trước 10 người kia nói. Không có sao, vậy thì theo quy củ mà làm, các ngươi để chúng ta đánh một lát rồi ta sẽ cho ngươi thêm thời gian. Thanh niên kia cười to nói. Đình viện số 86 ồn ào khiến cho không ít đệ tử ở các đình viện chung quanh đi ra xem náo nhiệt. Lại đến rồi. Người ở đình viện số 86 lại bị người ta đánh kìa. Ai bảo bọn họ đắc tội người không nên đắc tội, bị đánh là chuyện thường tình. Có một số đệ tử đứng xem chung quanh lúc này bắt đầu thấp giọng bàn luận. Sao lại xảo hợp như vậy? Trong đình viện lúc này có một thân ảnh xuất hiện, chính là Lục Lâm Thiên. Cảm giác được bên ngoài có chút ồn ào, Lục Lâm Thiên cũng đi ra ngoài xem một chút. Lâm Thiên huynh, nơi này không có việc của ngươi, mau vào trong đi. Bành Truyện Hùng nháy mắt với Lục Lâm Thiên, ý bảo hắn mau đi vào trong. Hóa ra trong đình viện này mới có thêm một người sao. Tốt lắm, cùng lên đi. Thanh niên dẫn đầu liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Chu Bảo Điền, hôm qua hắn mới tới đây, việc này không có quan hệ với hắn, ngươi đừng làm càn quá mức. Nhạc Bất Quần nói. Ta làm càn thì sao? Không phục thì lên diễn vũ trường đấu một phen. Mấy tên vô dụng, ha ha. Một tứ trọng vũ sư nho nhỏ không ngờ lại kiêu ngạo như vậy. Cút cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn thanh niên gọi là Chu Bảo Điền kia rồi nói. Trong đám người kia chỉ có hắn là đạt tới tứ trọng, còn mấy kẻ còn lại tu vi chỉ đạt tới tam trọng, nhị trọng mà thôi. Từ lời nói của đám người này, Lục Lâm Thiên cũng có thể đoán được, mấy người Nhạc Bất Quần chọc phải cường giả trong Vân Dương Tông. Trong Vân Dương Tông này, tất cả đều nhìn vào thực lực, không có thực lực bị người ta đánh là chuyện bình thường. Lâm Thiên huynh đệ, ngươi mau vào trong đi, bọn họ không phải là kẻ dễ chọc đâu. Nghe thấy Lục Lâm Thiên nói vậy, sắc mặt Dương Vĩ tức thì đại biến, vội vã dục Lục Lâm Thiên vào bên trong đình viện. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt đứng đó, trong lòng thầm nghĩ tuy mấy người này thực lực yếu một chút, thế nhưng thái độ làm người lại không tồi. Dù sao đi nữa hắn cũng không muốn khiêm tốn ở Vân Dương Tông. Thuận tiện giúp bọn hắn xả giận một chút ha. Lục Lâm Thiên không phải là người cao ngạo kiêu căng, chỉ là hắn cũng có quyết định của mình, chỉ có bày ra thực lực, tiềm năng mới được Vân Dương Tông coi trọng. Thực lực càng mạnh càng thu được nhiều tài nguyên tu luyện, đồng thời mới có thể tiếp cận hạch tâm Vân Dương Tông. Mới tìm được biện pháp lấy được vạn niên xích đồng, tuy rằng hiện tại đã có manh mối về phù quang lược ảnh, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không chỉ lựa chọn một con đường này. Vạn nhất phủ trưởng lão thay đổi.
hắn sẽ nghĩ biện pháp khác, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể tìm kiếm được thứ bản thân mình muốn. Khặc khặc, khẩu khí không nhỏ a. Tới đây đi, để ta xem ngươi có thực lực gì mà kiêu ngạo. Chu Bảo Điền cười lạnh một tiếng, trường kiếm chỉ thẳng về phía Lục Lâm Thiên, vẻ âm tàn trong mắt bắn ra. Từ trên người thiếu niên trước mắt này hắn không cảm nhận được khí tức cường hãn hơn hắn, cho nên hắn không có một chút lo lắng nào. Chỉ là, Chu Bảo Điền cũng không biết người thanh niên trước mặt hắn đã thu liếm khí tức. Lúc Lục Lâm Thiên thu liếm khí tức ngay cả cường giả linh tướng, vũ tướng cũng vô pháp phát hiện ra. Bằng vào thực lực của Chu Bảo Điền có thể phát hiện ra được mới là lạ. Lâm Thiên huynh đệ, người hà tất phải xính cường chứ? Bốn người Nhạc Bất Quần không nói gì, đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lẽ nào có thực lực là có thể kiêu ngạo sao? Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng đẩy Dương Vĩ trước mặt ra, lập tức tiến lên hai bước, bày ra bộ dáng nhàn nhã nhìn về phía Chu Bảo Điền. Không sai, có thực lực ngươi muốn kiêu ngạo như thế nào cũng có thể. Chỉ là, đợi một lát nữa ngươi sẽ không kiêu ngạo được nữa rồi. Chu Bảo Điền nhìn Lục Lâm Thiên nói. Vậy ngươi muốn một mình đi lên hay là cả đám phế vật phía sau ngươi cùng lên? Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Thiếu niên này là ai a? Lẽ nào hắn muốn đi tìm chết? Không ngờ tới lúc này vẫn kiêu ngạo như vậy. Chu Bảo Điền này chính là Vũ Sư Tứ Trọng đó, trên hổ bảng hắn bài danh thứ 99 đó. Thiếu niên này thảm rồi, không chừng sẽ bị đánh cho chết khiếp mất. Lúc này chung quanh Lục Lâm Thiên đã có hơn 100 đệ tử bình thường đứng xem. Vừa nghe Lục Lâm Thiên nói vậy cả đám đều toát mồ hôi lạnh thay cho Lục Lâm Thiên. Chu Bảo Điền này trong Vân Dương Tông có tiếng là thủ đoạn độc ác, chuyên khi dễ người khác, làm việc xấu tuyệt không lưu tình. Tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo, một mình ta đã đủ thu thập ngươi rồi. Chu Bảo Điền đâu có thể chịu được có người còn kiêu ngạo hơn hắn. Nói xong trường kiếm trong tay Chu Bảo Điền dương lên, một cỗ chân khí hỏa hệ xuất hiện, khí tức trong nháy mắt bành trướng. Không hổ là Vũ Sư Tứ Trọng, bài danh thứ 99 trên hổ bảng A. Cảm nhận được khí tức từ cơ thể Chu Bảo Điền tuôn ra, cả đám đệ tử đang đứng xem chung quanh không nhịn được mà hít sâu một hơi. Vũ Sư Tứ Trọng sao? Không biết tự lượng sức mình. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, bằng vào thực lực này không đủ để hắn đặt vào trong mắt. Chân khí quanh thân hắn bắt đầu xuất hiện. Vậy để ta xem ngươi có tiền vốn để kiêu ngạo không? Chu Bảo Điền lúc này đã triệt để bị Lục Lâm Thiên chọc giận, chân khí tức thì bạo phát. Thân thể giống như một mũi tên rời khỏi cung, mang theo chân khí nóng bỏng, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh đánh về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lạnh lùng đứng đó, không làm bất cứ động tác gì. Lâm Thiên huynh đệ, cẩn thận. Bốn người Nhạc Bất Quần tức thì hoảng hốt, thực lực của Lục Lâm Thiên bọn hắn cũng không biết, thế nhưng niên kỷ của hắn lại nhỏ hơn bọn họ, vì vậy thực lực hẳn cũng không được mạnh lắm. Mà Chu Bảo Điền kia lại được xếp vào vị trí 99 trên hổ bảng, đó là vị trí mà hơn 3.000 đệ tử Vân Dương Tông đều ao ước. Lẽ nào tên này bị dọa cho choáng váng đầu óc rồi? Đám đệ tử chung quanh cũng vô cùng khó hiểu, lập tức khẽ lắc đầu, chờ xem một màn thiếu niên này bị chà đạp. Để ta giáo huấn ngươi một chút. Nhìn Lục Lâm Thiên trước mặt không có một chút phản ứng nào, Chu Bảo Điền tức thì thu trường kiếm lại. Dường như hắn sợ sẽ đánh chết thiếu niên này. Giết người trong Vân Dương Tông không phải là một chuyện nhỏ, hắn lại không phải đệ tử thân truyền, cho nên hắn cũng không chịu nổi trách nhiệm a. Thế nhưng thay thế trường kiếm của hắn chính là một quyền mang theo chân khí hỏa hệ đánh về phía người Lục Lâm Thiên. Trên nắm tay ẩn chứa kình phong, trực tiếp xé rách không khí, tạo ra âm hưởng kinh người. Chu Bảo Điền này có tu vi Vũ Sư Tứ Trọng, trong hàng đệ tử mới nhập tông quả thực là không tồi, có thể nói là tiến vào top 100 trên hổ bảng cũng là kẻ có thiên phú tốt. Chỉ bằng một chiêu trước mắt này cũng có thể nói, Chu Bảo Điền này bài danh trên hổ bảng không phải chỉ là hư danh. Chỉ là bằng vào chút thực lực của Chu Bảo Điền, Lục Lâm Thiên cũng không để trong mắt. Cảm nhận được sự sắc bén trong công kích của Chu Bảo Điền, thế nhưng sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng không đổi, hoàng sắc quang mang quanh thân thể trong nháy mắt dày đặc, tạo thành một khải giáp quanh người. Trong sát na, nắm tay mang theo sức nóng rợn người đánh về phía ngực Lục Lâm Thiên. Phanh! Một tiếng trầm muộn vang lên, kinh khí nóng bỏng cũng đánh vào trên ngực Lục Lâm Thiên. Sắc mặt Chu Bảo Điền giãn ra, không ngờ thiếu niên này lại dễ đối phó như vậy, lại ngạnh kháng một quyền của hắn, phen này không chết cũng bị thương nặng. Thiếu niên này quá kiêu ngạo rồi, không ngờ thực lực lại kém như vậy.
Đám đệ tử đứng xem chung quanh lúc này có chút thất vọng, vốn tưởng có chút náo nhiệt, không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy. Xong rồi. Vẻ mặt bốn người Nhạc Bất Quần trầm xuống. Vũ sư tứ trọng thì giỏi lắm sao? Trước mặt ta ngươi chỉ là một con kiến mà thôi. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên vẫn lạnh nhạt như trước. Trong lúc mọi người đang ồ lên thì có một cỗ sát khí cuồng bạo xuất hiện. Sát khí này không có quan hệ với thực lực, nó được sinh ra từ trong xương cốt Lục Lâm Thiên, chính là sát khí được luyện ra trong Vũ Đô Sơn Mạch. Tại sao có thể như vậy? Chu Bảo Điền đang mừng rỡ chưa được một giây thì cảm nhận được khí thức của Lục Lâm Thiên bạo phát ra bên ngoài, tức thì linh hồn hắn run rẩy. Để ta cho ngươi biết uy lực của hỏa hệ nhé. Vẻ lạnh lùng hiện lên trong mắt Lục Lâm Thiên, đồng thời tay phải Lục Lâm Thiên duỗi ra, trong tay không biết bao giờ xuất hiện một cái bao tay tinh xảo, hỏa diễm lập lòe, một cỗ kình khí nóng bỏng, sắc bén bắn về phía Chu Bảo Điền. Lúc này tay của Chu Bảo Điền vẫn đang chạm vào ngực Lục Lâm Thiên còn chưa rút về thì một trận đau nhức từ vai hắn truyền tới, hắn có thể nghe được tiếng xương cốt của chính mình bị vỡ nát. A! Chu Bảo Điền kêu lên một tiếng thảm thiết, tay của Lục Lâm Thiên lúc này đã chộp vào vai trái của hắn, năm ngón tay như lợi chảo trực tiếp cắm vào bả vai hắn. Không biết ta có tư cách kiêu ngạo không? Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, cánh tay run lên, bỗng nhiên ném thân thể Chu Bảo Điền lên không trung. Dầm. Cùng với thanh âm xương cốt vỡ nát, thân thể Chu Bảo Điền cũng rơi xuống đất cách đó 10 trượng, trong miệng phun ra một ngụm máu. Mà trên vai hắn lúc này đã có thêm mấy cái lỗ thịt, huyết nhục không rõ ràng, có thể thấy được một đoạn xương vai trực tiếp bị rút ra, mà đoạn xương này đang nằm trên tay Lục Lâm Thiên, máu tươi không ngừng chảy xuống. A a a. Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Chu Bảo Điền phát ra, loại đau nhức này đã vượt ra khỏi cực hạn chịu đựng của hắn. Còn có đám phế vật các ngươi, hôm nay nhất định phải giáo huấn một lượt. Trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra sát khí, nhìn về phía 10 thanh niên hộ tống Chu Bảo Điền tới đây, vứt đoạn xương trên tay, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Siêu! Ba ba! Không gian chung quanh lúc này tĩnh lặng, chỉ có những tiếng động ầm ầm vang lên. Đi, đi mau! Hơn 10 thanh niên hộ tống Chu Bảo Điền tới đây trong giây lát hô lớn, cả đám sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh hãi. Chỉ là lúc này bọn họ muốn đi đã muộn, dựa vào thực lực của bọn họ làm sao có thể chạy trốn trong tay Lục Lâm Thiên, trong chân khí cuồng bạo, hỏa hệ chân khí không ngừng phát ra đem theo máu tươi cùng những tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng cũng chỉ diễn ra trong chốc lát mà thôi, lúc thân ảnh như quỷ mị kia xuất hiện trước mặt mọi người, trên tay hắn đã nhiễm đỏ, máu tươi không ngừng chảy xuống. Thình thịch, đây chính là tiếng tim đập của hơn 100 người chung quanh, áp lực khiến cho ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe được. Lúc này trên mặt đất đám người Chu Bảo Điền đang không ngừng kêu lên thảm thiết, máu tươi rải ra khắp chung quanh, trên người mỗi người, hoặc là vai, hoặc là lưng, hoặc là cánh tay, chân, đều mất đi một mảng thịt, một màn này tuyệt đối là máu tanh. Không biết hiện tại thực lực của ta có đủ kiêu ngạo không? Lục Lâm Thiên chậm rãi tiến lên một bước, đạp vào đầu Chu Bảo Điền, lạnh nhạt nói. Sau này cách xa đình viện 86 một chút. Bằng không lần sau ta không ngại biến ngươi thành kẻ tàn phế, hoặc là chết. A! À, Chu Bảo Điền chỉ biết kêu thảm một tiếng, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên lúc này từ giận dữ đã biến thành kinh khủng tột độ, thiếu niên trước mắt này chính là sát tinh, một mình hắn không thể trêu vào sát tinh này. Đi thôi, chư vị huynh đệ, theo ta đi khiêu chiến hổ bảng một chút. Lục Lâm Thiên thu hồi bao tay và thanh linh khải giáp, lập tức khôi phục bộ dáng vô hại cùng với tiếu ý trên mặt. Không ngừng cười nói với bốn người Nhạc Bất Quần bên cạnh. Lâm Thiên huynh đệ, người muốn khiêu chiến hổ bảng sao? Nhạc Bất Quần lập tức khôi phục tinh thần, hỏi Lục Lâm Thiên. Nói nhảm, Lâm Thiên huynh đệ một chiêu đánh bại Chu Bảo Điền, chẳng lẽ không thể khiêu chiến hổ bảng sao? Dược Tĩnh trừng mắt nhìn hắn rồi nói. Chu Bảo Điền, nhìn ngươi thảm như vậy ân oán chúng ta coi như xóa bảo, lần sau nếu dám đến trêu chọc chúng ta thì ta cho ngươi đẹp mặt. Dương Vĩ vọt tới trước mặt Chu Bảo Điền đạp một cước, bình thường bọn hắn bị đánh, hôm nay rốt cuộc có thể lấy lại chút lợi tức. Chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Tuy rằng hắn đánh bại Chu Bảo Điền này, thế nhưng lại là đánh bại bên ngoài diễn vũ trường, chung quy vẫn không được tính. Bốn người rời đi, chung quanh chỉ còn đám người Chu Bảo Điền đang kêu thảm thiết cùng với hơn 100 người đứng xem náo nhiệt. Đám người đứng xem náo nhiệt nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên đều không khỏi hít sâu một hơi. Người này rốt cuộc là ai? Thực lực không những mạnh mà lại hạ thủ độc ác như vậy,
Ta nghe nói hôm qua mới tới, Bạch Mi trưởng lão còn phải tự mình tiếp đón, phỏng chừng lai lịch không nhỏ a. Thực lực quá mạnh, Vũ Sư Tứ Trọng cũng không chịu nổi một chiêu, dùng thân thể chịu một đòn của Chu Bảo Điền mà không có việc gì, thực lực quá kinh khủng a. Chẳng phải bọn họ đi khiêu chiến hổ bảng sao? Chúng ta mau đi xem một chút. Có không ít đệ tử hiếu kỳ đi về phía sau Lục Lâm Thiên. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Là ai làm? Ngay khi năm người Lục Lâm Thiên vừa rời đi không lâu, có ba đạo thân ảnh tiến đến. Ra mắt Bạch trưởng lão, hai vị chấp sự. Lúc này chung quanh còn có không ít đệ tử chưa rời đi, nhìn thấy ba người này liền hành lễ. Người tới chính là Bạch Mi trưởng lão, còn có hai vị chấp sự của Vân Dương Tông. Nhìn thấy trên mặt đất có mười mấy đệ tử, thân mình đầy máu, Bạch Mi trưởng lão và hai vị chấp sự liền nhíu mày. Thực lực Chu Bảo Điền bọn họ cũng biết, còn có mười mấy đệ tử chung quanh hắn nữa. Từ vết thương mà phán đoán, hẳn bọn họ đều bị một người đả thương. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Là ai làm? Một chấp sự hỏi mấy đệ tử chung quanh kia. Biến chấp sự, là một người tên là Lục Lâm Thiên xuất thủ. Nghe nói chính là người mà Bạch Mi trưởng lão dẫn vào ngày hôm qua. Một đệ tử nhìn trộm Bạch Mi trưởng lão nói. Là Lục Lâm Thiên một mình động thủ sao? Vẻ mặt Bạch Mi trưởng lão trầm xuống, hỏi vị đệ tử này. Vâng, Lục Lâm Thiên kia chỉ một chiêu là đánh lại Chu Bảo Điền, sau đó trong chớp mắt đánh ngã đám người còn lại. Thực lực của hắn quá mức kinh khủng. Đệ tử này nói tiếp, cho tới bây giờ trong lòng hắn vẫn còn khiếp sợ thực lực của Lục Lâm Thiên. Cái gì? Hai vị chấp sự há hốc mồm, loại thực lực này quá đáng sợ a. Lục Lâm Thiên đâu? Vẻ mặt Bạch Mi trưởng lão lúc này đã biến đổi, nhìn mười mấy đệ tử thương tích đầy mình đang nằm trên mặt đất. Có thể dễ dàng đánh bại mười mấy đệ tử, loại thực lực này chí ít cũng phải có tu vi Vũ Sư Thất Trọng mới có thể làm được, lẽ nào tu vi Lục Lâm Thiên đã đạt tới Vũ Sư Thất Trọng sao? Trưởng lão, bọn họ vừa đi diễn vũ trường, dường như Lục Lâm Thiên muốn khiêu chiến hổ bảng. Chúng ta đi nhìn một chút. Bạch Mi trưởng lão nhìn qua đám đệ tử đang nằm dưới mặt đất phân phó mấy đệ tử bên cạnh chiếu cố bọn họ. Sau đó nói với mấy vị chấp sự một tiếng rồi cả ba người lập tức chạy tới diễn vũ trường. Lâm Thiên huynh đệ, thực lực của ngươi thật cường hãn. Chu Bảo Điền kia không chịu nổi một chiêu của ngươi, thực lực của ngươi rốt cuộc đã tới trình độ nào rồi? Trên đường đi tới diễn vũ trường, Bành Truyện Hùng hỏi Lục Lâm Thiên. Không cao lắm, đối phó với Vũ Sư Tứ Trọng thì không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên khẽ cười nói. Lâm Thiên huynh đệ, ngươi phải cẩn thận một chút. Hôm nay đám người Chu Bảo Điền bị ngươi chỉnh rất thảm, không chừng sẽ báo thù, hắn là người Tứ Hải Đoàn A. Bành Truyện Hùng nói. Tứ Hải Đoàn. Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc hỏi, đối với những thứ này hắn không rõ ràng lắm. Tứ Hải Đoàn là một đoàn đội do Hồ Tứ Hải xây dựng lên, vì vậy chúng ta lấy tên hắn mà gọi. Hồ Tứ Hải chính là cường giả bài danh thứ 5 trên hổ bảng. Một năm sau rất có thể sẽ trở thành đệ tử thân truyền. Vì vậy, những đệ tử bình thường như chúng ta căn bản không có ai dám đi trêu chọc bọn hắn. Lúc này Dược Tĩnh giải thích. Một đường đi tới diễn vũ trường, Lục Lâm Thiên từ trong miệng bốn người Dược Tĩnh rốt cuộc cũng biết được lý do tại sao mà bốn người trong đình viện số 86 lại thường xuyên bị bắt nạt như vậy. Hóa ra bốn người này một năm trước đắc tội với Hồ Tứ Hải, cuối cùng bị Hồ Tứ Hải ép phải ký giấy bồi thương 50 vạn kim tệ, từng nói rằng nếu không trả được thì sẽ bị đánh. 50 vạn kim tệ đó, trong nhà bốn người này tuy rằng cũng là tiểu gia tộc, xuất ra 50 vạn kim tệ không phải là không làm được. Thế nhưng loại chuyện như thế này cũng khó mà mở miệng. Còn Vân Dương Tông đối với những chuyện này căn bản không quản, chỉ cần không đánh chết người là được. Có chuyện gì thì lên diễn vũ trường giải quyết, người thua sẽ phục tùng người thắng vô điều kiện, đây cũng là quy củ bất thành văn từ trước tới nay ở Vân Dương Tông. Bốn người bọn họ cũng từng lên diễn vũ trường. Thế nhưng thực lực lại quá yếu, vì vậy bốn người bọn họ vẫn bị khi dễ, mỗi một tháng đều bị đánh tới mức ê ẩm người mới dừng lại. Nếu như có người tới gần bốn người cũng sẽ bị người của Tứ Hải Đoàn đánh cho một trận. Cho nên sau này những đệ tử kia cũng tránh xa đình viện số 86, không ai muốn trêu vào đám người Tứ Hải Đoàn kia. Vì vậy, Bành Truyện Hùng mới nhắc nhở Lục Lâm Thiên, danh tiếng của đình viện số 86 thực sự không được tốt lắm. Trong Vân Dương Tông này ai nhìn thấy bọn họ cũng tránh xa. Đây là hổ bảng sao? Sau nửa canh giờ, một quảng trường xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên.
Trên quảng trường lúc này có từng lớp đá, ở chỗ đi vào có một con hổ đá cao chừng 10 thước, dài chừng 4 đến 5 thước đứng ở cửa vào. Đầu hổ đá này được điêu khắc vô cùng sinh động, giống như vật sống vậy. Mà trên lưng hổ đá có một chiếc bia, bên trên ghi một loại tên tuổi, trong đó Lục Lâm Thiên nhanh chóng thấy tên Hồ Tứ Hải mà bốn người Bành Truyện Hùng nhắc tới, hắn xếp thứ 5. Lâm Thiên huynh đệ, đây là hổ bảng, người trên hổ bảng không phải làm tạp vật, mỗi tháng còn có thể lĩnh một viên đan dược tam phẩm. Bành Truyện Hùng nói, chuẩn bị khiêu chiến. Lục Lâm Thiên mỉm cười, loại khiêu chiến như hổ bảng này đối với hắn mà nói, hắn có thể một đường đi ngang a. Muốn khiêu chiến thì trước tiên phải báo danh mới được, không phải nói khiêu chiến là được khiêu chiến ngay. Dương Vĩ nói, báo danh thế nào? Chẳng lẽ có rất nhiều người xếp hàng khiêu chiến sao? Nếu như mọi người đều có thể tùy tiện khiêu chiến người trên hổ bảng kia vậy thì đám người trên hổ bảng chẳng phải sẽ mệt chết sao? Nhạc Bất Quần nói, mỗi một đệ tử đều có một số điểm của mình do một trưởng lão phụ trách hổ bảng ghi chép. Những đệ tử này đều có thể tùy tiện khiên chiến đối thủ. Nếu như thắng có thể lấy được số điểm của đối phương, nếu thua thì số điểm sẽ là của người thắng. Không có số điểm này không thể khiêu chiến kẻ khác, một năm sau trong tông sẽ cho người một điểm nữa. Dừng lại một chút, Nhạc Bất Quần tiếp tục nói. Đương nhiên nếu như thua hết số điểm hiện có vậy thì có thể đi kiếm điểm. Những cửa hàng mở trong tông đều dùng kim tệ giao dịch, nếu như kiếm được 1.000 kim tệ có thể đổi lấy một điểm trong tông. Chỉ là, nếu tự ngươi bỏ tiền túi ra thì cần 1 vạn kim tệ. Còn nữa, ngươi có thể đem điểm bán cho những kẻ buôn bán điểm, 1 điểm 5.000 kim tệ a. Còn có chuyện như vậy sao? Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, thế nhưng ngay lập tức hắn cũng hiểu được, nếu như không có một chút hạn chế thì mỗi ngày đều có người khiên chiến a. Còn nữa, khiêu chiến giữa những đệ tử bình thường cần 1 điểm, nếu như khiêu chiến đệ tử trên hổ bảng là 3 điểm. Mà người trên hổ bảng muốn khiêu chiến nhau thì cần 5 điểm. Đồng thời, có điểm thì có thể tùy tiện khiêu chiến đối thủ, chỉ là cần phải dựa theo trình tự mà khiêu chiến. Nếu như khiêu chiến người trên hổ bảng thì cần phải khiêu chiến kẻ xếp cuối cùng, cũng chính là đệ tử xếp thứ 100. Sau khi thắng lợi có thể lấy được 3 điểm, đồng thời có thể nghỉ ngơi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày có thể cự tuyệt khiêu chiến, thế nhưng 3 ngày sau nếu không tiếp nhận khiêu chiến sẽ bị phạt 3 điểm. Đồng thời bài danh trên bảng cũng bị người khiêu chiến chiếm. Dược Tĩnh nói, biện pháp này quả thực vô cùng hay a. Lục Lâm Thiên mỉm cười, tới một mức độ nào đó mà nói có thể ngăn chặn việc đệ tử mỗi ngày đều bị khiêu chiến, cũng để cho mỗi người đều có cơ hội khiêu chiến. Đối phương lại không thể cự tuyệt, phỏng chừng trên hổ bảng này, đệ tử bài danh 100 kia là kẻ bị khiêu chiến nhiều nhất a. Lâm Thiên huynh đệ, chúng ta đi báo danh trước. Ngươi là đệ tử mới tới chỉ có 1 điểm mà thôi. Bốn người chúng ta chỉ còn 1 điểm, có thể chuyển nhượng cho ngươi, hiện tại còn thiếu 1 điểm, cần 1 điểm nữa mới có thể khiêu chiến tên xếp thứ 100 kia. Chỉ là tên Công Tôn Đào kia đã có người khiêu chiến trước đó rồi, cho nên ngươi cũng chỉ có thể đợi 3 ngày nữa thôi. Dương Vĩ nói, thật là phức tạp a. Lục Lâm Thiên lãnh đạm nói, lập tức đi vào phía trong. Phanh, nhanh, đánh bại hắn. Sát biên giới quảng trường lúc này đã có không ít đệ tử đang đứng xem. Quảng trường được chia làm vài khu vực, có vô số đệ tử đang giao thủ kịch liệt. Dưới sự giới thiệu của đám người Bành Truyện Hùng, Lục Lâm Thiên mới biết được những đệ tử này đều đang khiêu chiến để lấy điểm, về phần khiêu chiến người trên hổ bảng thì được diễn ra ở trung tâm quảng trường. Thực lực những đệ tử đang giao thủ ở trên quảng trường cũng không cao lắm, thực lực từ vũ sư nhất trọng tới tam trọng, Lục Lâm Thiên cũng không quá để ý. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại chỉ cần không gặp phải vũ phách là được. Cho dù gặp phải dưới tình huống liều mạng cũng không phải là không đối phó được. Đoạn trưởng lão, chúng ta muốn khiêu chiến Công Tôn Đào trên hổ bảng. Trên quảng trường, 5 người đi tới một chiếc bàn bên cạnh trung tâm, Nhạc Bất Quần nhìn một hán tử có vẻ giống như trưởng lão nói. Người này họ Đoạn, chuyên phụ trách diễn vũ trường. Lục Lâm Thiên nhìn thoáng qua hán tử này, chỉ là ngoại môn trưởng lão của Vân Dương Tông mà thôi. Tuy rằng đều là trưởng lão nhưng chênh lệch lại vô cùng lớn. Khiêu chiến hổ bảng, trong các ngươi ai khiêu chiến, có đủ điểm chưa? Đoạn trưởng lão nhìn qua 5 người Lục Lâm Thiên, dường như không quen mặt bọn họ, điều này cũng dễ hiểu bởi vì 4 người Nhạc Bất Quần rất ít đến diễn vũ trường. Lục Lâm Thiên khiêu chiến, chúng ta đem điểm chuyển cho Lục Lâm Thiên. Dược Tĩnh nói, trong tông môn, việc đem chuyển nhượng điểm rất bình thường,
trưởng lão cũng không phản đối. Lục Lâm Thiên, dường như không có tên này a. Ngươi không phải đệ tử Vân Dương Tông. Sau khi xem xét ngọc giản trong người một lát, Đoạn trưởng lão mới hỏi Lục Lâm Thiên một câu. Trong đám đệ tử mới của Vân Dương Tông dường như cũng không có ai tên là Lục Lâm Thiên a. Đoạn trưởng lão, Lục Lâm Thiên hôm qua mới tới a. Hắn là đệ tử của Vân Dương Tông ta, một năm rưỡi trước chưa tới báo danh, vì vậy trong ngọc giản của ngươi không có. Lúc này, có ba đạo thân ảnh tiến tới. Ra mắt Bạch trưởng lão, hai vị chấp sự. Lục Lâm Thiên hành lễ, người tới chính là Bạch Mi trưởng lão, còn có hai người đi cùng Bạch Mi trưởng lão chính là hai trong số những chấp sự từng đi cùng hắn vào Thanh Vân Trấn. Lúc này Bạch Mi trưởng lão và hai chấp sự kia đều dùng ánh mắt không thể tin nổi quan sát Lục Lâm Thiên. Hóa ra là như vậy à? Không thành vấn đề, chỉ là Công Tôn Đào kia hôm qua vừa mới tiếp nhận khiêu chiến, nếu như các ngươi muốn khiêu chiến thì phải đợi tới ngày kia à? Đoạn trưởng lão nghe vậy lập tức nói với đám người Lục Lâm Thiên. Đoạn trưởng lão, cha hộ ta Trần Thanh Hải bài danh thứ 98. Bạch Mi nói, hắn cũng vừa mới đấu ngày hôm qua, chỉ có Chu Bảo Điền bài danh thứ 99 là chưa khiêu chiến. Những người khác từ 100 tới 89 đều có an bài. Còn có Hoàng Thành Lễ bài danh thứ 88 là chưa có ai khiêu chiến mà thôi. Đoạn trưởng lão xem xét ngọc giản trong tay một lát rồi nói. Chu Bảo Điền kia đã bị đánh bại. Bạch Mi trưởng lão nói với Đoạn trưởng lão một câu, sau đó quay về phía Lục Lâm Thiên hỏi. Lâm Thiên, Hoàng Thành Lễ bài danh thứ 88, tu vi vũ sư tứ trọng ngươi có muốn thử một chút không? Không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên bình tĩnh nói, bài danh thứ 88, tu vi vũ sư tứ trọng đỉnh phong đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Bản thân hắn chỉ cần tiến vào hổ bảng là được. Bạch trưởng lão, Lục Lâm Thiên là đệ tử mới tới, nếu như muốn khiêu chiến đệ tử bài danh thứ 88 cần 20 điểm, thế nhưng số điểm của hắn cũng không đủ a. Đoạn trưởng lão nói, không sao, tính vào ta, thông báo cho Hoàng Thành Lễ, lập tức tới diễn vũ trường. Bạch Mi trưởng lão nói với Đoạn trưởng lão. Được rồi. Đoạn trưởng lão lập tức sai người đi làm việc. Từ chuyện này có thể thấy địa vị của Bạch Mi trưởng lão dường như cao hơn Đoạn trưởng lão không ít. Lâm Thiên huynh đệ, khiêu chiến Hoàng Thành Lễ kia, người có nắm chắc không? Nhạc Bất Quần nhẹ giọng hỏi Lục Lâm Thiên, ngay lúc khởi đầu đã khiêu chiến vị trí thứ 88 khiến cho bốn người Nhạc Bất Quần có chút lo lắng. Tuy rằng đã chứng kiến thực lực của Lục Lâm Thiên đủ để leo lên hổ bảng, thế nhưng thực lực có thể chênh lệch vô cùng lớn, tu vi chỉ là thứ đại khái mà thôi, phát huy thực lực chân chính khi thực chiến lại là một chuyện khác. Hoàng Thành Lễ kia tuy rằng cũng là vũ sư tứ trọng, thế nhưng thực lực lại mạnh hơn nhiều Chu Bảo Điền, bài danh lại ở trên hắn, cho nên thực lực tổng thể mạnh hơn nhiều Chu Bảo Điền. Hẳn là không có vấn đề. Lục Lâm Thiên lãnh đạm nói, tu vi vũ sư tứ trọng, hắn chỉ cần dùng một chiêu là có thể giải quyết. Leo lên hổ bảng chỉ để khỏi phải là tạp vụ ở Vân Dương Tông mà thôi, nếu không hắn cũng lười đi khiêu chiến. Lâm Thiên, thương tích của Chu Bảo Điền là do ngươi gây ra. Nhìn thấy Đoạn trưởng lão đi an bài mọi chuyện, lông mày Bạch Mi trưởng lão nhíu lại, hỏi Lục Lâm Thiên. Đúng vậy, Chu Bảo Điền kia ức hiếp người quá đáng cho nên đệ tử mới nhịn không được mà giáo huấn một chút. Lục Lâm Thiên trả lời, trong lòng cũng đang thầm suy nghĩ, dựa theo quy củ của Vân Dương Tông. Chỉ cần không làm chết người trong tông hẳn sẽ không truy cứu trách nhiệm mới đúng a. Bản thân hắn vừa rồi hạ thủ cũng có chừng mực, mấy người kia tuyệt đối không thể chết được. Là do một mình ngươi xuất thủ sao? Vẻ mặt Bạch Mi trưởng lão và hai chấp sự có chút cổ quái. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên gật đầu. Hảo tiểu tử, sau khi lên đài không nên lưu thủ, để ta xem thực lực của ngươi. Chuyện của ngươi ngày hôm qua ta đã tìm người trong tông. Phỏng chừng ngày mai sẽ có tin tức. Nếu như ngươi có đủ thực lực, muốn trở thành đệ tử thân truyền cũng không phải không có khả năng. Bạch Mi trưởng lão nói với Lục Lâm Thiên. Đa tạ Bạch trưởng lão quan tâm. Lục Lâm Thiên thi lễ, Bạch Mi trưởng lão quả thực đối với hắn không tồi, hẳn là bán mặt mũi cho phụ thân hắn a. Ngươi cầm lấy viên đan dược tam phẩm tụ khí đan này đi, mỗi một đệ tử khi tới Vân Dương Tông đều có phần. Hôm qua ta vốn muốn đi tìm Vô Song nói cho nó ngươi đã trở về. Chỉ là gần đây đệ tử thân truyền đều phải tu luyện, ngay cả ta cũng không có biện pháp đi vào. Thế nhưng ta đã gặp Thúy Ngọc, ta đoán tin tức ngươi đã trở về hiện tại cũng đã tới tai Vô Song.
Bạch Mi trưởng lão nói xong, rồi móc ra một viên đan dược tam phẩm sơ giai đưa cho Lục Lâm Thiên. Tạ ơn trưởng lão. Lục Lâm Thiên nói. Bạch trưởng lão, hoàng thành lễ đã tới, có thể bắt đầu rồi. Một lát sau, Đoạn trưởng lão đi tới, lúc này bên người hắn còn có một thanh niên mặc hắc y, niên kỷ chừng hơn 20 tuổi, ánh mắt trầm ổn, thân hình cao to, toàn thân toát ra cảm giác lực lượng tràn trề. Ra mắt Bạch trưởng lão. Thanh niên này tiến lên thi lễ với Bạch Mi, sau đó ánh mắt rơi vào năm người Lục Lâm Thiên. Vũ sư tứ trọng đỉnh phong, hắn là vũ giả thổ hệ. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn thanh niên này, cảm giác khí tức từ trên người hắn, hẳn là vũ giả thổ hệ. Hoàng thành lễ, Lục Lâm Thiên muốn khiêu chiến ngươi, nếu như ngươi thắng lập tức có 20 điểm, nếu như thua vậy thì chỉ mất 5 điểm, ngươi có bằng lòng hay không? Bạch Mi nói với thanh niên mặc hắc y. Ta tiếp nhận khiêu chiến, 20 điểm này là của ta. Ánh mắt thanh niên kia nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt bắn ra một cỗ chiến ý. 20 điểm, đây là một số điểm không nhỏ. Một kẻ không phải người trên hổ bảng muốn khiêu chiến hắn, hắn không có lý do nào không tiếp nhận. Huống chi, dựa theo quy củ, đối phương cũng có đủ điểm, hắn cũng không thể cự tuyệt. Vậy chuẩn bị lên đài đi. Bạch Mi trưởng lão nói. Trên quảng trường, hiện tại cũng có một đám đệ tử tập trung về phía trung tâm, tất cả mọi người đều nghe nói có một đệ tử mới tới muốn khiêu chiến Hoàng Thành Lễ bài danh thứ 88 trên hổ bảng. Hoàng Thành Lễ kia bài danh thứ 88, tên đệ tử kia đầu bị vô nước hay sao dám trực tiếp khiêu chiến Hoàng Thành Lễ, muốn ăn đòn sao? Ngươi không biết sao, đệ tử kia là Lục Lâm Thiên, sáng sớm ngày hôm nay một chiêu đánh bại Chu Bảo Điền bài danh thứ 99. Kể cả mười mấy người hay đi theo hắn cũng bị đánh thảm thương. Không thể nào, tiểu tử này lợi hại như vậy sao? Thật hay giả đó? Không có khả năng, thực lực tiểu tử này sao lại mạnh như vậy, chắc các ngươi nhìn lầm rồi. Sao mà lầm được, ta tận mắt nhìn thấy. Lục Lâm Thiên này có chút anh tuấn, không biết đã có nữ bằng hữu chưa? Trong đám người xem chung quanh lúc này đã có không ít đệ tử thấp giọng nghị luận. Một màn xảy ra lúc sáng sớm khiến cho đám người chứng kiến mở rộng tầm mắt, có chút nữ đệ tử đứng xem phía trước đang đánh giá Lục Lâm Thiên. Lúc này trong đám người vây quanh có một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, ngũ quan tuyệt mỹ, thân hình lồi lõm, chỉ là trên mặt có một nốt ban đỏ, chính là nha hoàn Thúy Ngọc. Thúy Ngọc nhìn chăm chú vào thân ảnh đang đứng ở giữa quảng trường, trong mắt có chút thoảng thốt. Đúng là hắn không chết, đã hơn một năm rồi a, hình như thay đổi không ít. Trên đài lúc này có hai đạo thân ảnh đang đứng đó, tin tức hai người giao chiến lúc này đã hấp dẫn không ít đệ tử đến xem. Lục Lâm Thiên, Hoàng Thành Lễ, các ngươi có thể bắt đầu. Phía dưới, Bạch Mi trưởng lão nói, ánh mắt của lão và hai chấp sự bên cạnh đều nhìn kỹ vào Lục Lâm Thiên. Đại trưởng lão bên cạnh ba người lúc này liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, đầu lông mày nhíu lại, dường như cảm thấy Bạch Mi đã quá coi trọng tiểu tử này. Lục Lâm Thiên. Vừa mới tiến vào Vân Dương Tông đã khiêu chiến ta, thực sự ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Trên đài, Hoàng Thành Lễ nhìn về phía Lục Lâm Thiên, chiến ý trong mắt chợt dâng cao, kèm theo đó là ánh mắt coi thường. Khiêu chiến ngươi, nói thật, ngươi còn chưa đủ tư cách để ta khiêu chiến, ngươi chỉ xứng làm một hòn đá kê chân mà thôi. Ra tay đi, nếu như để ta xuất thủ, cơ hội để ngươi xuất thủ cũng sẽ không có. Khẩu khí thật lớn. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy Bạch Mi trưởng lão không nhịn được mà nhíu mày, một ít đệ tử chung quanh cũng thấp giọng nghị luận, thầm nghĩ đệ tử mới tới này quả thực là đủ cuồng a. Quá ngông cuồng, Hoàng Thành Lễ, một chiêu đánh bại hắn cho ta. Lục Lâm Thiên, chúng ta ủng hộ ngươi, một chiêu đánh bại Hoàng Thành Lễ, giống như đánh bại Chu Bảo Điền. Đám đệ tử đứng chung quanh lúc này chia làm hai phái. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận là ủng hộ Hoàng Thành Lễ. Về phần Lục Lâm Thiên là đám người đã thấy hắn xuất thủ lúc sáng mới ủng hộ hắn. Bởi vì bọn họ đã tận mắt nhìn thấy thực lực của hắn, kinh khủng tới mức nào a? Không ngờ ta lại nhìn không thấu thực lực của hắn, trên người hắn rốt cuộc còn cất giấu bí mật nào a? Trong đám người, Thúy Ngọc chăm chú nhìn vào thân ảnh của Lục Lâm Thiên, nàng khẽ cau mày rồi lập tức lại nhìn về phía hắn. Ta sẽ để cho ngươi biết sự khác biệt giữa người thường và hổ bảng. Trong mắt Hoàng Thành Lễ hiện lên sự tức giận, cũng không khách khí với Lục Lâm Thiên. Hai tay vừa động một cái tức thì một côn đen nhánh xuất hiện trong tay. Một côn này dài hai thước,
sau khi chân khí được rót vào trên mộc côn bắt đầu xuất hiện ánh sáng màu vàng bao xung quanh côn. Lục Lâm Thiên nhìn thoáng qua nhưng cũng không có để ý lắm. Có trường côn trong tay, trong nháy mắt chân khí của Hoàng Thành Lễ bạo phát, hắn đem trường côn trong tay ra từng đạo tàn ảnh bao phủ không gian, tạo ra từng đợt gợn sóng, trong nháy mắt phá vỡ sự ngăn cách của không khí, kinh khí và không khí ma sát tạo ra từng đám quang mang, một đạo côn ảnh trực tiếp bổ về phía Lục Lâm Thiên. Côn ảnh bổ ra đem theo một đám kinh khí cuồng bạo. Tuy rằng nó còn ở xa thế nhưng Lục Lâm Thiên lại có cảm giác quần áo bị cỗ kinh khí cuồng bạo kia làm dán chặt vào thân thể hắn. Vũ sư tứ trọng đỉnh phong, thực lực của Hoàng Thành Lễ này so với Chu Bảo Điền kia quả thực mạnh hơn không ít. Từ một kích của Hoàng Thành Lễ này có thể thấy thực lực của Vũ sư tứ trọng cũng không phải chuyện đùa, so với Vũ sư ngũ trọng cũng không kém là bao. Đệ tử trên hổ bảng quả thực không phải chỉ có hư danh, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Cảm nhận được áp lực do kinh khí của đối phương mang lại, Lục Lâm Thiên khẽ nhíu mày rồi khẽ cười. Thân thể chợt lóe một cái tránh khỏi côn ảnh của Hoàng Thành Lễ. Côn ảnh mất đi mục tiêu lập tức đánh về phía mặt đất, kinh khí cuồng bạo trực tiếp đánh nát đất đá phía sau. Tốc độ của ngươi quá chậm. Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hoàng Thành Lễ, trên mặt khẽ nở nụ cười. Thật không? Sắc mặt Hoàng Thành Lễ trầm xuống rồi đột nhiên giơ trường côn trong tay lên, lần thứ hai quét ngang ra, tạo ra một côn ảnh trong hư không. Côn ảnh đánh tan trở ngại của không khí, tạo ra tiếng ầm vang, rồi bắn về phía Lục Lâm Thiên. Chiêu này, vô luận là khí thế hay tốc độ so với chiêu vừa rồi đều mạnh hơn không ít. Phanh! Trên đài, trong nháy mắt truyền đến âm thanh bạo liệt, tốc độ so chiêu quá nhanh, một ít đệ tử thực lực thấp còn chưa thấy gì thì đã thấy côn ảnh đánh về phía mặt đất phía sau tạo thành một cái hố lớn, bởi vậy có thể thấy được lực lượng kinh khủng của côn ảnh này. Vẫn quá chậm, có thể nhanh hơn một chút được không? Tốt nhất là dùng toàn lực đi. Thanh âm nhàn nhạt của Lục Lâm Thiên truyền tới. Đồng thời lần thứ hai Lục Lâm Thiên đã xuất hiện bên ngoài cách hắn vài chục thước, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Hoàng Thành Lễ, miệng mỉm cười dường như đang trêu chọc Hoàng Thành Lễ vậy. Tốc độ nhanh thật. Vẻ mặt đám người Bạch Mi trưởng lão lúc này đều biến đổi, bọn họ tất nhiên là nhìn được rõ ràng tốc độ và sự phản ứng của Lục Lâm Thiên vô cùng mạnh, nếu tính về phương diện này chỉ sợ bọn họ cũng phải thua kém Lục Lâm Thiên. Không ít đệ tử đứng xem chung quanh lúc này cũng ngạc nhiên. Tốc độ của ngươi rất nhanh, thế nhưng ngươi cho bằng vào tốc độ này có thể chạy trốn mãi sao? Sắc mặt Hoàng Thành Lễ trầm xuống, thấy ánh mắt trêu ngươi của Lục Thiếu Thu lập tức lạnh lùng, chân khí toàn thân bạo phát, chân khí dưới chân chợt bùng lên, khẽ nhảy khỏi mặt đất, trong giây lát đã bắn tới giữa không trung, trường côn trong tay khẽ run lên, tức thì tạo nên côn ảnh ngập trời trong không trung, giống như một đầu khổng tước xòe đuôi vậy. Phục không liệt địa côn, đây chính là vũ khí hoàng cấp sơ giai. Cũng là tuyệt chiêu của Hoàng Thành Lễ, không nghĩ tới chiêu thứ ba hắn đã phải thi triển tuyệt chiêu của mình. Uy lực phục không liệt địa côn này quả thực rất lớn, xem ra Hoàng Thành Lễ đã nổi giận thật sự, tiểu tử lớn gan kia quả thực không may rồi. Trong lúc Hoàng Thành Lễ thôi động chiêu thức cực mạnh của mình, đệ tử Vân Dương Tông chung quanh thấp giọng nghị luận. Thế nhưng đám người Bạch Mi trưởng lão không ai phát biểu bất luận ý kiến gì, chỉ lặng lặng nhìn chăm chú vào cuộc chiến. Lúc này, nét mặt của Hoàng Thành Lễ dường như thỏa mãn rất lớn, bằng vào tu vi vũ sư tứ trọng của hắn có thể thôi động lực lượng cường hãn của phục không liệt địa côn cũng là hiếm thấy. Lúc này ở giữa không trung Hoàng Thành Lễ lớn tiếng hét một tiếng. Phục không liệt địa côn. Đồng thời, trên bầu trời, một đám côn ảnh trực tiếp khuếch tán, lập tức ầm ầm đánh về phía Lục Lâm Thiên, bao phủ chung quanh hắn, kinh khí cuồng bạo mang theo tiếng xe gió, giống gian chung quanh giống như bị gãy vụn. Trong nháy mắt bao phủ chung quanh Lục Lâm Thiên. Lúc này, năng lượng cuồng bạo bắn ra bốn phía, kinh khí tản ra chung quanh tạo thành từng luồng không khí rít gào, người thực lực thấp một chút thì không thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trên đài, chỉ có thể nghe được âm thanh cuồng bạo vang lên chung quanh. Phanh! Trung ương đài cao, trên mặt đất bốn phía lúc này đang bị tàn phá không ngừng, côn ảnh còn chưa tới đã khiến cho vô số đá vụn trên mặt đất không ngừng bị nhấc lên. Trong sát na, kinh khí tiêu tán, năng lượng cuồng bạo khuếch tán tới một lúc nào đó cũng ngừng lại, địa phương bị côn ảnh bao phủ lúc này trong vài trăm thước đã có vô số đất đá, một đống hỗn độn xuất hiện trong mắt mọi người. Thế nhưng lúc này, mọi người mới phát hiện ra, Lục Lâm Thiên bị côn ảnh bao phủ, lúc này hắn cũng không ở giữa nữa mà đã biến mất không thấy. Mau nhìn, hắn ở trên không trung, hắn là vũ giả phong hệ.
không biết là ai không nhịn được mà hô lên một tiếng, lúc này tất cả ánh mắt kinh ngạc của mọi người đều nhìn lên trên bầu trời. Lúc này trên bầu trời có một đạo thân ảnh lăng không đứng đó, phía sau hắn có hai đôi cánh được ngưng tụ bằng chân khí, hai cánh rung động, xuất hiện từng gợn sóng trong không gian. Vũ giả phong hệ, vừa rồi hắn vừa thi triển chân khí thổ hệ, hắn là vũ giả song hệ. Trong lúc mọi người còn đang sợ hãi than, đồng thời đoạn trưởng lão phụ trách diễn vũ trường kia cũng kêu lên một tiếng. Hóa ra là vũ giả song hệ. Đoạn trưởng lão, Lục Lâm Thiên không chỉ đơn giản là vũ giả song hệ mà là tam hệ, thổ, hỏa, phong. Một chấp sự khẽ thấp giọng nói với đoạn trưởng lão. Cái gì, vũ giả tam hệ sao? Vậy không phải là yêu nghiệt giống tiểu thư sao? Đoạn trưởng lão nhất thời hóa đá, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên đã hoàn toàn không giống khi trước, thảo nào Bạch Mi trưởng lão coi trọng hắn như vậy, dường như lại nghĩ tới chuyện gì đó, đoạn trưởng lão nói. Lẽ nào Lục Lâm Thiên này là nhi tử Lục Trung, ca ca Lục Thiếu Hổ, không phải trước đó các ngươi nói đã mất tích trong sơn mạch Vũ Đô sao? Đúng vậy, hắn chính là nhi tử của Lục Trung, đại nạn không chết đã trở về, không biết hắn có thể vượt qua Lục Trung năm đó hay không? Bạch Mi trưởng lão nhẹ giọng nói. Lâm Thiên huynh đệ không ngờ là vũ giả song hệ. Nhạc Bất Quần, Dược Tính, Dương Vĩ, Bành Truyện Hùng, bốn người lúc này đã triệt để ngây ngốc rồi. Ta đã nói rồi, tốc độ của ngươi quá chậm, hiện tại tới phiên ta. Trên bầu trời, ánh mắt của Lục Lâm Thiên vẫn lãnh đạm như vậy, trong mắt còn xuất hiện vẻ châm chọc, trong nháy mắt hắn liền thu liễm lại, khí tức trên người Lục Lâm Thiên đột nhiên biến đổi, đồng thời có một cỗ sát khí từ trên bầu trời phát ra. Hai cánh bằng chân khí phía sau lưng rung lên, thân thể giống như thiểm điện bắn xuống. Tốc độ giống như thiểm điện, mãi tới khi thân ảnh của Lục Lâm Thiên tới trước người, Hoàng Thành Lễ mới nhìn rõ vật trong tay Lục Lâm Thiên hiện tại, đó là một lợi chảo bắn ra hàn mang bức người, chân khí nóng bỏng không ngừng tỏa ra. Thổ, phong, hỏa, là vũ giả tam hệ. Tới lúc này, sắc mặt Hoàng Thành Lễ đã kinh hãi tới cực hạn, cảm giác được khí tức trên người Lục Lâm Thiên, vũ giả tam hệ a. Toàn bộ Vân Dương Tông cũng chỉ có yêu nữ kia mới có thiên phú như vậy. Siêu! Căn bản là không kịp né tránh, trường côn nơi tay Hoàng Thành Lễ lập tức gào thét, chân khí toàn thân bạo phát trực tiếp bổ một côn về phía Lục Lâm Thiên, đồng thời thân thể trong nháy mắt nhanh chóng thối lui, bố trí hộ thân cương khí chung quanh thân thể của mình. Lúc này lợi chảo bạch ngọc tinh ti trong tay Lục Lâm Thiên run lên, một cỗ hỏa diễm hóa thành thực chất tức thì khuếch tán, chân khí thuộc tính hỏa nhẹ nhàng quấn quanh lợi chảo. Không gian chung quanh giống như bị gấp khúc, lợi chảo bằng một tốc độ không thể tưởng tượng được trong nháy mắt bắt lấy trường côn của Hoàng Thành Lễ. Không biết tự lượng sức mình, phá cho ta. Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng, lợi chảo rung lên, yên lặng trong chốc lát rồi đột nhiên lực lượng phô thiên cái địa từ trong bàn tay bạo phát ra, ngọn hỏa diễm cuốn quanh đột nhiên bùng lên, một cỗ năng lượng khổng lồ xuất hiện khiến cho không gian chung quanh gấp khúc, gợn sóng, không ngừng phát ra âm thanh bạo liệt. Phanh! Theo tiếng bạo liệt của không khí, trong tiếng kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy trường côn của Hoàng Thành Lễ lúc này trong nháy mắt hóa thành từng mảnh vụn tiêu tán giữa không trung. Bị một cỗ lực lượng lớn đánh xuống, lúc này Hoàng Thành Lễ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên vẻ không tưởng tượng được. Mà lúc này, vẻ lạnh lùng trong mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe lên, lợi chảo đột nhiên xuyên qua hộ thân cương khí của Hoàng Thành Lễ, nếu như không có gì thay đổi sẽ đánh nát hộ thân cương khí. Trưởng ấn mang theo kình khí cuồng bạo trong nháy mắt nắm cổ Hoàng Thành Lễ. Cảm nhận được kình khí cuồng bạo, Hoàng Thành Lễ lúc này ngay cả hô hấp cũng khó khăn, ánh mắt hoảng sợ, hiện lên vẻ kinh hãi rồi lập tức nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được tử vong từ trong sâu thẳm linh hồn của hắn. Lâm Thiên, không được làm tổn hại tới tính mạng người khác. Lúc này Bạch Mi trưởng lão từ trong kinh ngạc tỉnh lại, sắc mặt đại biến hô to. Lúc này... Kình khí cuồng bạo khiến cho Hoàng Thành Lễ thiếu chút hôn mê đột nhiên biến mất, chỉ là nó vẫn để lại dấu ấn là một vết máu nhàn nhạt trên cổ Hoàng Thành Lễ. Ngươi thua. Lục Lâm Thiên thu hồi lợi chảo, khôi phục dáng vẻ thường ngày của mình, dường như mọi chuyện vừa rồi xảy ra đối với hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên dừng tay, Bạch Mi trưởng lão mới khẽ thở ra một hơi. Mà lúc này đoạn trưởng lão kia vẫn chưa bình tĩnh lại, vẻ mặt có chút kinh hãi lẩm bẩm nói. Không ngờ là vũ giả tam hệ. Thổ, phong, hỏa, Lục Lâm Thiên là vũ giả tam hệ. Trời, lại một vũ giả tam hệ, Vân Dương Tông có vũ giả tam hệ thứ hai a.
Đệ tử phía dưới lúc này cũng không nhìn được mà xôn xao, đặc biệt có không ít nữ đệ tử phía trước tức thì thét lên, mị nhãn không ngừng ném ra, hận không thể xông lên ôm chặt lấy hắn. Cho dù là kẻ có thực lực thấp nhất cũng có thể thấy rõ ràng, tuy rằng tổng cộng xuất thủ 4 chiêu, thế nhưng 3 chiêu trước đều do Hoàng Thành Lễ xuất thủ, thậm chí là sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình, thế nhưng ngay cả chéo áo của Lục Lâm Thiên cũng không thể động tới. Mà Lục Lâm Thiên chỉ dùng một chiêu có thể đơn giản đánh bại Hoàng Thành Lễ. Nếu như sinh tử quyết chiến thì Lục Lâm Thiên chỉ cần dùng một chiêu cũng có thể quyết định tính mạng của Hoàng Thành Lễ. Loại thực lực này quá mạnh mẽ đi. Bài danh thứ 88 trên hổ bảng cũng không chịu nổi một chiêu của hắn. Vũ sư cửu trọng, 1 năm rưỡi trước mới là vũ sĩ tứ trọng, tốc độ tu luyện không ngờ lại kinh người như vậy. Trên người hắn rốt cuộc đang ẩn giấu bí mật gì? Trong đám người, vẻ mặt Thúy Ngọc cũng kinh hãi không ngớt. Nếu như lúc này Lục Lâm Thiên biết Thúy Ngọc không ngờ lại có thể nhìn thấu tu vi của mình, bảo đảm sẽ vô cùng kinh ngạc. Để không làm lộ tu vi vũ sư cửu trọng, vừa rồi xuất thủ hắn vẫn áp chế khí tức, bằng vào sự thần kỳ của M Dương Linh Vũ Quyết, cho dù có vũ tướng ở đây cũng vô pháp nhìn thấu tu vi của hắn. Thế nhưng không ngờ Thúy Ngọc này lại có thể nhìn thấu. Hoàng Thành Lễ mở mắt, lúc này có vẻ vô cùng uể oải, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhìn Lục Lâm Thiên lúc này không có chút không phục nào. Đối phương là vũ giả tam hệ, hắn căn bản không phải là đối thủ của người ta. Thua, là chuyện rất bình thường. Không phải bản thân hắn yếu mà đối phương quá mạnh mẽ. Quá mạnh. Phía sau Bạch Mi trưởng lão, hai chấp sự kia kinh hãi thốt lên. Lúc này bọn họ mới triệt để tin tưởng, mười mấy người Chu Bảo Điền đều do một mình Lục Lâm Thiên đánh bại. Lục Lâm Thiên thắng. Nửa ngày sau, đoạn trưởng lão mới lớn tiếng tuyên bố. Lâm Thiên huynh đệ, quá cường hãn a, không ngờ lại là vũ giả tam hệ. Đình viện số 86 chúng ta rốt cuộc cũng xuất hiện một nhân vật cường hãn rồi. 4 người Bành Truyện Hùng, Nhạc Bất Quần, Dương Vĩ, Dược Tĩnh đi về phía Lục Lâm Thiên, kinh ngạc qua đi, 4 người hiện tại đều mừng rỡ không ngớt. Có nên gặp mặt hắn hay không, không biết hắn có còn nhớ ta không? Nhìn Lục Lâm Thiên trong vòng vây của mấy người kia, Thúy Ngọc có chút do dự tự hỏi mình. Thúy Ngọc, trên đài, trong nháy mắt Lục Lâm Thiên cũng phát hiện thân ảnh Thúy Ngọc. Thúy Ngọc, người tới đây. Ngay khi Thúy Ngọc còn đang do dự thì thân ảnh Lục Lâm Thiên cũng đã tới trước mặt nàng. Ánh mắt chăm chú nhìn Thúy Ngọc. Lâm Thiên, Vô Song tỷ và tiểu thư nhà ta không ra được cho nên phái ta tới xem có phải thực sự ngươi đã trở về hay không. Nhìn thân ảnh xuất hiện trước mặt này Thúy Ngọc lại có chút hoảng hốt. Không có việc gì, nhìn thấy ngươi quả thực trong lòng ta cũng có chút vui vẻ. Ta đã cho rằng sẽ không gặp lại được các ngươi, không nghĩ tới lại không chết. Ta lại trở về a. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. 1 năm qua ngươi thế nào? Nhìn vào Lục Lâm Thiên, Thúy Ngọc dường như không biết nói như thế nào, một lát sau nàng mới nói một câu như vậy. Cũng không tệ lắm, còn các ngươi? Lục Lâm Thiên hỏi. Chúng ta cũng khỏe, còn có Vô Song tỷ, nàng rất nhớ ngươi, ngày hôm qua sau khi nghe nói ngươi đã trở lại nàng rất vui vẻ đấy. Thúy Ngọc nói. Giúp ta nói cho Vô Song tỷ một câu, ta cũng nhớ nàng, ta sẽ nghĩ biện pháp đi gặp nàng. Lục Lâm Thiên nói một hơi, nghĩ tới nàng, sau khi cho rằng bản thân mình đã chết, phỏng chừng nàng khóc lóc rất thảm thiết a. Vậy ngươi có nên núi thăm ta không? Thúy Ngọc hỏi xong khuôn mặt tức thì đỏ lên, xoay người vội vàng rời đi. Lâm Thiên, ta đi trước, ta đi nói cho Vô Song tỷ ngươi đã trở về. Tại sao ta lại như vậy, lẽ nào ta lại như vậy? Chúng ta chưa từng nói chuyện gì à? Thúy Ngọc xoay người, miệng thì thào nói vài tiếng, khuôn mặt đỏ ửng từ mặt tới cổ. Nếu như lên được núi nhất định ta sẽ đi tìm ngươi. Lục Lâm Thiên cũng sửng sốt, phản ứng của Thúy Ngọc này cũng quá lớn đi à? Hắn nói sẽ đi thăm ta sao? Thật sao? Quay đầu liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt Thúy Ngọc hiện lên chút phức tạp. Lâm Thiên huynh đệ, đây hình như là nha hoàn của sư tỷ độc cô Băng Lan à? Không ngờ ngươi lại biết nàng. 4 người Nhạc Bất Quần từ phía sau Lục Lâm Thiên đi tới, nhìn vào Thúy Ngọc khẽ hỏi. Trước đây từng biết, Lục Lâm Thiên nói. Một lát sau, trên diễn vũ trường, vị trí thứ 88 đã thay thế bằng tên của Lục Lâm Thiên khiến cho không ít đệ tử rầu rĩ. Trong đình viện số 86 lúc này cũng chỉ còn một mình Lục Lâm Thiên. 4 người Nhạc Bất Quần sau khi từ diễn vũ trường trở về đều phải chuẩn bị đi làm tạp vật mỗi ngày của mình.
Làm một đệ tử bình thường mỗi ngày đều phải làm tạp vụ, tuần tra, quét rác, đây đều là việc phải làm thường ngày. Trong núi Vân Dương, có một ngọn núi chọc trời đột ngột xuất hiện giữa đám mây, đỉnh núi này bằng phẳng rộng rãi, bốn phía thẳng đứng, chung quanh có không ít cung điện. Trong một cung điện to lớn, trong đại điện có mấy thân ảnh đang ngồi đó. Tam hộ pháp, ngày hôm qua Bạch Mi báo lại, đệ tử Lục Gia Lục Lâm Thiên rớt xuống vách núi vạn trước một năm trước, vũ giả tam hệ rốt cuộc chưa chết, hôm qua đã về tới Vân Dương Tông. Bạch Mi nói, Lục Lâm Thiên là vũ giả tam hệ, không biết có thể trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền hay không. Trong đại điện, một lão giả dường như là hộ pháp của Vân Dương Tông nói với một hán tử mặc áo bào màu đen. Vũ giả tam hệ sao? Loại thiên phú này ngoài tiểu thư ra đây là người thứ hai. Thông chi cho chư vị trưởng lão thương nghị, vũ giả tam hệ, Vân Dương Tông ta sẽ tận lực bồi dưỡng, nếu đạt được thực lực như tiểu thư mà nói, lần đại hội tam tông tứ môn lần sau, Vân Dương Tông ta sẽ càng thêm nắm chắc. Nói xong, mấy hộ pháp bên cạnh nhất thời đứng lên. Chư vị, chuyện này triệu trưởng lão tối qua đã biết, phân phó chúng ta không cần phải xen vào. Tuy rằng thiên phú tam hệ vô cùng tốt, thế nhưng một năm sau mới là thời gian tuyển chọn đệ tử thân truyền, Vân Dương Tông chúng ta cũng không thể làm ra ngoại lệ. Vì vậy, tất cả đều dựa theo quy củ của Vân Dương Tông ta mà làm việc. Hán tử mặc áo bào đen nói với mọi người. Tam hộ pháp, Lục Lâm Thiên kia là vũ giả tam hệ đấy. Chúng ta có nên bẩm báo trưởng lão khác hoặc là tông chủ không? Vũ giả tam hệ, loại thiên phú bực này chúng ta cần phải trọng điểm bồi dưỡng chứ? Một hộ pháp do dự một chút rồi nói. Thu hộ pháp, đây là ý tứ của triệu trưởng lão, lẽ nào ngươi muốn vi phạm ý tứ của người? Hán tử mặc áo đen nhìn về phía hộ pháp vừa nói. Không dám, vậy tất cả đều dựa theo quy củ vậy. Vẻ mặt hộ pháp kia tức thì biến đổi, dường như có chút kiêng kỵ với triệu trưởng lão kia. Trong quần sơn Vân Dương Tông, dưới ánh chiều tà khiến cho quần sơn được phủ một ánh sáng mờ ảo. Trên một tòa đình viện tinh xảo trên một ngọn núi truyền đến tiếng nói chuyện nho nhỏ. Thúy Ngọc, lời ngươi nói có thật không? Lâm Thiên thực sự đang ở Vân Dương Tông. Hắn thực sự còn sống sao? Trong đình viện, Lục Vô Song luôn luôn thanh nhã, cao quý lúc này đã không còn giữ được hình tượng thường này của mình mà sốt ruột hỏi Thúy Ngọc. Vô Song tỷ, ta đã nói qua hai lần rồi à? Hắn thực sự còn sống, ta đã nhìn thấy hắn nhờ ta nói với ngươi, hắn rất nhớ ngươi à? Thúy Ngọc cười nói với Lục Vô Song. Hắn rất nhớ ta sao? Khuôn mặt Lục Vô Song tức thì đỏ ửng, lập tức nói. Thúy Ngọc. Vậy hiện tại hắn thế nào, béo hay gầy, đã hơn một năm rồi, sao giờ này hắn mới trở về? Hắn thay đổi cũng không nhỏ, cũng gầy đi không ít. Về phần một năm qua ta không rõ. Được rồi, hôm nay hắn còn làm một chuyện tình náo nhiệt à? Thúy Ngọc nói. Không phải là hắn gặp phiền phức đó chứ? Tức thì Lục Vô Song có chút lo lắng đứng ngồi không yên. Không phải. Lâm Thiên hôm nay khiêu chiến Hoàng Thất Lễ bài danh 88 trên hổ bảng kia rồi dùng một chiêu đánh bại tên đó. Hiện tại ở dưới chân núi có không ít đệ tử đang bàn luận về hắn. Ngay cả đệ tử lâu năm phỏng chừng cũng đang bắt đầu chú ý tới hắn. Thúy Ngọc nói. Một chiêu đánh bại Hoàng Thành Lễ kia sao? Thực lực Lâm Thiên không ngờ lại mạnh tới mức này. Lục Vô Song có chút kinh ngạc nói. Thực lực của Lâm Thiên không ngờ lại tiến bộ nhanh tới như vậy. Độc Cô Băng Lan ở bên cạnh lúc này cũng có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin. Thúy Ngọc nói. Buổi chiều, trong đình viện số 806, đám người Nhạc Bất Quần kéo thân thể có chút uể ả về tới đình viện, làm tạp vụ là một chuyện cần tiêu hao thể lực rất lớn. Trở lại đình viện, bốn người kêu khổ liên tục, chỉ có thể ước ao giống như Lục Lâm Thiên không phải làm tạp vật. Nghe bốn người kêu khổ. Lục Lâm Thiên chỉ biết cười cười. Tới Vân Dương Tông rồi, cũng không biết khi nào vũ trưởng lão mới trở về. Nếu như hắn có thể trở thành đệ tử thân truyền sớm một chút là có thể lên núi gặp Lục Vô Song, có thể nhanh chóng đi tìm vũ kỹ thân pháp và vạn niên xích đồng. Ban đêm, năm người hàn huyên một lúc rồi đều trở về phòng mình tu luyện. Trong phòng Lục Lâm Thiên Tiểu Long và Huyết Tích Dịch bay ra. Về phần Thiên Sĩ Tuyết Sư, Thị Huyết Yêu Lang, Lục Yêu Mãng, Thiểm Điện Hắc Báo thì Lục Lâm Thiên sẽ không để cho bọn nó đi ra. Bọn nó còn chưa thể thu nhỏ lại thân thể, căn phòng này không thể chứa được thân thể to lớn của bọn chúng. Khoanh chân ngồi xuống móc ra linh ngọc sàng,
Lục Lâm Thiên bắt đầu chậm rãi tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Lục Lâm Thiên cũng dự tính luyện chế mấy khỏa địa linh đan. Địa linh đan, đan dược tam phẩm cao giai, đối với việc tăng thêm linh lực có trợ giúp không ít. Tuy rằng các bậc tiền bối của Phi Linh Môn để lại không ít đan dược, thế nhưng đan dược có thể trợ giúp tăng cường linh lực lại có rất ít. Linh hồn thần dịch cũng đã dùng hết, vì vậy Lục Lâm Thiên mới chuẩn bị dùng một ít đan dược đột phá linh lực. Chờ linh lực đột phá đến linh sư cửu trọng thì hắn mới có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá vũ phách và linh phách. Đây chính là bình cảnh lớn của vũ giả và linh giả, đến lúc đó phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Một lát sau, quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt, chìm đắm trong tu luyện. Trong đêm đen, lúc này trong một đình viện trên một ngọn núi khổng lồ đang đèn đuốc sáng trưng, có ba thân ảnh đang tụ tập trong một gian phòng. Trong ba người này nếu Lục Lâm Thiên ở đây nhất định có thể nhận ra một người trong đó. Người này mặc hào phục tuổi chừng 17-18, chính là Lục Thiếu Hổ. Hai người còn lại, một người tuổi chừng 23-24, mặc áo bào màu trắng, trong mắt mang theo chút âm lãnh, khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm. Người cuối cùng, mặc áo bào màu đen, chính là Tam Hộ Pháp trong Vân Dương Tông. Vân Sinh, sự tình thế nào rồi? Trong nội đường lúc này có thanh âm truyền tới, có chút tang thương, hẳn là một lão giả đã có tuổi. Sư phụ, ta đã áp chế xuống rồi. Chỉ cần không ai cố ý đi nói, những trưởng lão khác tạm thời sẽ không biết Lục Lâm Thiên đã về tới tông. Tam Hộ Pháp thấp giọng nói. Tốt, gần đây ngươi phải chú ý một chút, tận lực đừng để người khác biết Lục Lâm Thiên đã về tới Vân Dương Tông, nếu không có chuyện gì thì ngươi lui đi. Thanh âm kia lại vang lên. Ta hiểu, sư phụ. Tam Hộ Pháp nói. Ra ra, Lục Lâm Thiên này không ngờ rớt xuống vực sâu lại không chết, thực là mạng lớn. Vũ giả tam hệ, sợ rằng trưởng lão khác sẽ lập tức thu làm môn hạ, đến lúc đó hắn trở thành đệ tử thân truyền thì rất khó đối phó. Chúng ta có nên động thủ ngay hay không? Tránh cho đêm dài lắm mộng. Tam Hộ Pháp đi rồi, thanh niên mặc hoa phục màu trắng kia khẽ nói. Kình Thiên, chuyện này ngươi an bài người đi làm đi. Nhớ kỹ không được đích thân động thủ, giết người khác thì không sao, thế nhưng nếu giết một vũ giả tam hệ, đến lúc đó những trưởng lão khác sẽ truy cứu. Người phái người khác đi là được, không được để lộ ra vết tích gì. Bảo vật Lục gia nhất định phải rơi vào tay Thiếu Hổ. Thanh âm tang thương trong nội đường tiếp tục vang lên. Ngoại công, rốt cuộc Lục gia có bảo vật gì? Sao con lại không biết? Lục Thiếu Hổ không nhịn được mà hỏi. Thiếu Hổ, đương nhiên người không biết được, chuyện này biết cũng không có mấy người. Bảo vật kia không phải là vật phàm, khi nào tới lúc ta sẽ nói cho các ngươi. Được rồi. Các ngươi lui đi, ta phải bế quan. Không có chuyện gì đừng tới quấy rầy ra. Chuyện tình Lục Lâm Thiên các ngươi phải phối hợp với Vân Sinh, đừng lộ ra dấu vết nào. Thanh âm từ nội đường truyền tới sau đó lập tức im bặt, hai người Lục Thiếu Hổ lập tức rời đi. Biểu ca, tiểu tử Lục Lâm Thiên này nhất định phải chết. Ngươi tính làm gì bây giờ? Bên ngoài điện, trong mắt Lục Thiếu Hổ có chút lạnh lùng nói. Lục Lâm Thiên hiện tại còn ở trong đình viện dành cho đệ tử bình thường, tìm người tạo một chút sự tình ngoài ý muốn không khó. Ta đi tìm vài người là được. Khặc khặc. Thanh niên mặc hoa phục kia nở nụ cười âm tàn. Phù. Một đêm tu luyện, Lục Lâm Thiên khẽ thở ra một ngụm chọc khí. Có Linh Ngọc Sàng phụ trợ tu luyện, linh khí tiến vào trong cơ thể nhanh hơn không ít, chỉ là so với việc thôn phệ linh lực và thôn phệ linh hồn thần dịch thì chậm hơn không ít. Thừa dịp có thời gian. Luyện chế mấy khỏa địa linh đan. Lục Lâm Thiên thầm nói. Lão đại, ở đây quá khó chịu a. Tiểu Long nhìn Lục Lâm Thiên, cái đầu lúc lắc, ánh mắt có chút giảo hoạt nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười, hắn đương nhiên biết ý tứ của nó. Được rồi, ta mang ngươi theo người, thế nhưng ngươi không được để lộ khí tức. Lão đại muôn năm, đệ yêu ngươi chết mất, đệ đảm bảo sẽ thu liếm khí tức. Tiểu Long tức thì vui vẻ nhảy lên vai hắn. Thè lười liếm mặt Lục Lâm Thiên. Huyết tích dịch, khí tức của ngươi hiện tại rất dễ bị người khác nhận ra, tạm thời nên tiến vào thú nang đi. Lục Lâm Thiên nói với huyết tích dịch. Vâng, chủ nhân. Huyết tích dịch nói, lập tức tiến vào thú nang. Mang Tiểu Long ra khỏi phòng, nhìn Tiểu Long bốn người Nhạc Bất Quần đều không khỏi có chút kinh ngạc. Lục Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là nói Tiểu Long chỉ là một yêu thú nhất giai mình bồi dưỡng mà thôi. Vũ giả mang theo một đầu yêu thú nhất, nhị giai cũng không khiến cho người ta bất ngờ,
trong Vân Dương Tông này cũng có không ít đệ tử có yêu thú nhị giai. Mà đệ tử thân truyền còn có không ít người có tọa kỵ phi hành. Sau khi rời khỏi đình viện, Lục Lâm Thiên tìm được Bạch Mi hỏi xem có địa phương nào chuyên dành cho bế quan tu luyện hay không. Bản thân hắn muốn luyện chế một ít địa linh đan, cho nên phải tìm một địa phương an toàn. Lâm Thiên, ngươi tới đúng lúc lắm, ta đang muốn tìm ngươi đây. Lúc Lục Lâm Thiên tới chỗ Bạch Mi trưởng lão, Bạch Mi trưởng lão có chút hiếu kỳ đánh giá Tiểu Long một chút rồi khẽ thở dài nói. Bạch trưởng lão, có chuyện gì sao? Lục Lâm Thiên nói. Ta vừa mới nhận được tin tức, vốn tưởng rằng ngươi là vũ giả tam hệ là có thể lập tức thành đệ tử thân tên, thế nhưng ta lại nhận được tin tức trong tông không có ngoại lệ cho ngươi. Vì vậy nếu ngươi muốn trở thành đệ tử thân truyền thì cần chờ một năm sau, đúng dịp lựa chọn đệ tử thân truyền mới được. Bạch Mi trưởng lão nói. Không sao, chỉ là Bạch trưởng lão khổ cực rồi. Lục Lâm Thiên nói, có thể lập tức trở thành đệ tử thân truyền hay không Lục Lâm Thiên cũng không để ý cho lắm. Lâm Thiên có một số việc ta phải nói cho ngươi một tiếng. Bạch Mi nhìn Lục Lâm Thiên nói. Vốn ngươi là vũ giả tam hệ lập tức trở thành đệ tử thân truyền cũng không khó khăn là bao. Thế nhưng ta nghe nói, lần này bởi vì tam hộ pháp cố ý áp chế, mà đại hộ pháp và nhị hộ pháp lại ở bên ngoài, quyền hạn của ta không thể trực tiếp bẩm báo các trưởng lão, cho nên ngươi mới không thể trở thành đệ tử thân truyền. Bạch Mi trưởng lão nói. Tam hộ pháp sao? Lục Lâm Thiên nói nhỏ, dường như hắn cũng không có đắc tội hộ pháp của Vân Dương Tông A. Tam hộ pháp này tên là Sử Vân Sinh, chính là đồ đệ triệu trưởng lão chính là phụ thân Triệu Tuệ, ngoại công của Lục Thiếu Hổ. Chuyện Lục gia các ngươi ta cũng biết đôi chút, ta nói như vậy hẳn ngươi cũng hiểu. Bạch Mi nói, Triệu gia. Trong mắt Lục Lâm Thiên đột nhiên bắn ra sát ý, chuyện Triệu gia có người trong Vân Dương Tông khi trước Lục Vô Song và Lục Đồng từng nói cho hắn. Thế nhưng không nghĩ tới hắn vừa tới Vân Dương Tông Triệu gia này đã lập tức đối phó với hắn. Lâm Thiên, mặc dù hiện tại ở trong Vân Dương Tông ngươi sẽ không gặp nguy hiểm gì quá lớn, thế nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, ngươi nên cẩn thận một chút. Ta sẽ tận lực liên hệ những trưởng lão khác, tranh thủ cho ngươi sớm trở thành đệ tử thân truyền. Đến lúc đó coi như là có người âm thầm giở trò cũng không dễ dàng như vậy. Đa tạ trưởng lão, đệ tử sẽ chú ý nhiều hơn một chút. Lục Lâm Thiên nói xong khẽ thi lễ một cái. Trong lòng hắn hiện tại sát ý ngập trời, Triệu gia không ngờ lại đối phó với hắn, vậy thì đừng cho hắn gặp phải, ai đối phó ai, hiện tại còn chưa biết đâu. Được rồi Bạch trưởng lão, địa phương chuyên môn bế quan ở đâu? Lục Lâm Thiên hỏi. Trong hậu sơn có không ít thạch động, ngươi cầm ngọc giản này tới phía sau núi, ngọc giản sẽ chỉ đường ngươi tới sơn động bế quan. Có thể yên tâm bế quan, ngoại nhân sẽ không quấy rầy ngươi. Bạch Mi trưởng lão nói xong lập tức giao một ngọc giản màu trắng vào tay Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lập tức nói cảm ơn một tiếng, sau khi tiếp nhận ngọc giản trực tiếp đi về phía hậu sơn. Dược liệu luyện chế địa linh đan hắn đã sớm chuẩn bị, trong mật thất phi linh môn có không ít dược liệu, còn có thu hoạch trong sơn mạch vũ đô, cho nên Lục Lâm Thiên hắn cũng không lâm thi ợc liệu luyện chế đan dược. Nhìn kia, đó là Lục Lâm Thiên, hôm qua một chiêu đánh bại Hoàng Thành Lễ. Không ngờ hắn lại là vũ giả tam hệ, phỏng chừng không cần bao lâu nữa là có thể trở thành đệ tử thân truyền rồi. Một đường đi tới hậu sơn có không ít đệ tử Vân Dương Tông thấp giọng nghị luận. Tuy rằng mới tới đây hai ngày, thế nhưng không thể phủ nhận, Lục Lâm Thiên đã tạo nên oanh động trong đám đệ tử bình thường, thậm chí có không ít đệ tử cũ đang tìm hiểu lai lịch của hắn. Còn có không ít nữ đệ tử càng thêm lớn mật ném ra mị nhãn, còn có không ít nữ đệ tử từ trên người đám Nhạc Bất Quần tìm hiểu tin tức. Đối với những chuyện này Lục Lâm Thiên không thèm để ý, ngày hôm qua có chút ầm ĩ chẳng qua là Lục Lâm Thiên muốn biểu lộ tu vi một chút. Tuy rằng hơi ầm ĩ chút, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không hoàn toàn biểu lộ tu vi của mình. Biểu hiện một chút cũng không sai, bởi vì chỉ có như vậy mới nhận được sự coi trọng của tông môn, trên thế giới này không thể ung dung làm một người bình thường như kiếp trước được. Vân Dương Tông tuy rằng không hỗn loạn như cổ vực, giết chóc máu tanh. Thế nhưng trong Vân Dương Tông này kẻ yếu nhược sẽ bị đào thải, khi dễ. Hậu Sơn theo lời Bạch Mi chính là một mảnh núi non không cao, không giống như là Hậu Sơn. Đám núi nhỏ này tuy rằng không cao thế nhưng toàn bộ đều do nham thạch tạo thành, bốn phía có thể thấy không ít sơn động. Tới Hậu Sơn, Ngọc Giản lấy được từ chỗ Bạch Mi trưởng lão tức thì tỏa ra hồng quang, một cỗ lực lượng vô hình dẫn Lục Lâm Thiên đi về phía trước. Lão đại,
Đây là Lục Lâm Thiên. Hắn đi bế quan, ở đây không tiện động thủ, chờ hắn xuất quan chúng ta động thủ cũng không muộn. Thế nhưng hắn là vũ giả tam hệ, một chiêu đánh bại Hoàng Thành Lễ, có chút khó đối phó. Sợ cái gì, tới lúc đó chúng ta gọi toàn bộ người tới, ta cũng không tin bằng vào thực lực của hắn có thể đối phó với toàn bộ chúng ta. Tại một gò đất thấp cách đó không xa có mấy đạo thân ảnh đang thấp giọng nghị luận, ánh mắt hiện lên sự cừu hận. Một lát sau, Lục Lâm Thiên đứng trên đỉnh núi thứ nhất tìm được một thạch động, đem ngọc giản đặt trên thạch động tức thì đóng cửa lại. Bên trong thạch động có diện tích chừng 10 thước vuông, bốn phía đều ra đá. Luyện chế địa linh đan thôi. Lục Lâm Thiên đối với thạch động này rất thỏa mãn, móc ra hỏa long đỉnh rồi khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị luyện chế địa linh đan. Lập tức có một đống dược liệu bị Lục Lâm Thiên móc từ nhẫn chữ vật trên tay ra. Địa linh đan, đan dược tam phẩm cao giai, giá trị một viên cũng hơn 5 vạn kim tệ, tương đương với một viên yêu đan của yêu thú. Thế nhưng cũng không thể nói địa linh đan mạnh hơn yêu đan. Yêu đan tuy rằng chân quý thế nhưng không thể trực tiếp phục dụng, trải qua luyện hóa năng lượng khổng lồ bên trong sẽ mất đi không ít. Dược liệu luyện chế địa linh đan cũng không quá quý trọng, một viên địa linh đan thành phẩm cũng có giá trị 2 vạn kim tệ. Hiện tại luyện chế đan dược tam phẩm cao giai Lục Lâm Thiên có chút nắm chắc. Bằng vào linh lực hiện tại của hắn luyện chế đan dược tam phẩm cao giai hẳn không thành vấn đề. Chỉ là hiện tại hắn không chỉ muốn luyện chế một viên mà muốn luyện chế nhiều hơn một chút. Thủ ấn trong tay khẽ biến đổi, một đạo linh lực từ trong tay Lục Lâm Thiên rót vào bên trong hỏa long đỉnh, hỏa diễm xuất hiện, nhiệt độ chung quanh tức thì tăng lên, đương nhiên đối với Lục Lâm Thiên mà nói. Đây là chuyện bình thường, đối với hắn không có gì đáng ngại. Linh lực chậm rãi tăng nhanh, khiến cho hỏa long đỉnh bành trước hòa thành hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, nhiệt độ cũng không ngừng tăng cao, theo sự tăng trưởng của thực lực của Lục Lâm Thiên càng cao thì nhiệt độ của linh hỏa cũng càng lúc càng kinh khủng, uy lực so với khi trước hắn thôi động linh hỏa thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong hỏa long đỉnh lúc này nhiệt độ không ngừng tăng lên, thế nhưng bên ngoài nhiệt độ cũng không biến hóa nhiều lắm. Lục Lâm Thiên thầm than, thứ nam thúc cấp cho hắn quả thực không có thứ nào là vật phàm a. Sau khi hồi tưởng đan phương địa linh đan một lần, Lục Lâm Thiên liền ngưng thần tĩnh khí, chuẩn bị luyện chế. Thủ ấn chợt kết, một đoàn quang mang mang theo vài loại dược liệu tiến vào bên trong hỏa long đỉnh. Dưới sự bao vây của linh hỏa, dược liệu nhanh chóng hóa thành cho tàn, lưu lại vài giọt linh dịch tinh thuần, một mùi hương đậm đặc tràn ngập không gian. Tay áo Lục Lâm Thiên vung lên, lần thứ hai đem dược liệu ném vào trong hỏa long đỉnh, đống dược liệu thứ hai này cũng không ít, không phải trong thời gian ngắn có thể luyện chế hoàn tất. Cho nên Lục Lâm Thiên cũng không dám có chút sơ ý, toàn tâm toàn ý luyện chế linh DNA. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc luyện chế bên ngoài đã 7 ngày trôi qua. Lúc này ở trấn Thanh Vân, bên trong đình viện có một phụ nhân niên kỷ chừng 36-37 tuổi đang ngồi đó, ánh mắt thất thần nhìn lên bầu trời. Phụ nhân này nhìn qua vô cùng gầy, khuôn mặt tiều tụy, mái tóc trên đầu đã bạc trắng. Phụ nhân này chính là La Lan, từ khi nghe được tin nhi tử Lâm Thiên táng thân dưới vực sâu cho tới nay đã hơn một năm, mỗi ngày nàng đều ở trong tưởng niệm, mấy tháng nay đều lấy nước mắt rửa mặt, gần đây mới dịu đi một chút. Phu nhân, có tin tốt. Một thanh âm có chút gấp gáp mang theo sự hưng phấn truyền đến. Thanh âm vừa dứt thì có một thanh niên chạy tới bên cạnh phụ nhân. Toàn thân người thanh niên này hiện ra sự nhanh nhẹ, tuy rằng lớn lên có chút xấu xí nhưng tuyệt không khó nhìn, ánh mắt có thần, chính là Lục Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, sao vậy? Có tin tức gì tốt sao? La Lan khẽ hỏi. Phu nhân, ta vừa từ đại sảnh trở về, Vân Dương Tông phái người tới nói rằng thiếu gia không chết, hiện tại đã trở lại Vân Dương Tông rồi. Lục Tiểu Bạch kích động tới mức hai mắt có chút nhòe đi, từ khi nghe tin công tử rớt xuống vực sâu vạn thước. Một năm rưỡi này mỗi một ngày hắn sống giống như một năm vậy, trong lòng vẫn luôn chờ đợi kỳ tích xuất hiện, không ngờ công tử nhà hắn lại không chết. Tiểu Bạch, là thật sao? La Lan tức thì kích động đứng dậy, cơ thể khẽ run run, ánh mắt thất thần hơn một năm qua rốt cuộc đã có chút ánh sáng. Lục Tiểu Bạch nói không sai, Lâm Thiên không chết. Vừa rồi vương trưởng lão phụ trách thành vụ đô phái người tới thông báo, Lâm Thiên đã tới Vân Dương Tông, người có thể yên tâm. Thanh âm vừa dứt, một đạo thân ảnh xuất hiện trong đình viện, toàn thân lộ ra khí tức cường hãn, chính là Lục Đông của Lục gia. Đại gia, Lâm Thiên thực sự không chết sao? Ta biết hài tử này mệnh khổ, hắn không chết được mà. Đa tạ ông trời phù hộ.
La Lan kích động đi qua đi lại, lại cúi đầu khấn tạ thần linh. Trong lòng nàng hiện tại cho rằng mình thành tâm khẩu cấu nên thần linh mới rủ lòng thương. Yêu tâm đi, người tới đây truyền tin là người của Vân Dương Tông, Lâm Thiên không sao là tốt rồi. Lục Lâm Thiên bế quan luyện đan dược đã sang ngày thứ 8, lúc này trong Hỏa Long đỉnh đã thành một vùng sền sệt, một cỗ năng lượng khổng lồ bắt đầu hội tụ. Vào ngày thứ 3 Lục Lâm Thiên cũng đã thành công luyện ra một viên địa linh đan, tới ngày thứ 6 hắn đã thành thạo, một lần luyện ra hai khỏa địa linh đan. Về phần bây giờ Lục Lâm Thiên dự định luyện chế một lần ba khỏa, bằng vào tu vi thất trọng linh sư nếu muốn luyện chế đan dược tam phẩm trung giai chỉ sợ cũng không đủ sức, luyện chế tam phẩm cao giai sao. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới, trừ phi là có linh giả cực kỳ yêu nghiệt mới có thể luyện chế được. Thế nhưng mỗi một lần cũng không có cách nào luyện chế được hai khỏa, chứ đừng nói tới ba khỏa. Mà lúc này Lục Lâm Thiên một lần định luyện chế ra ba khỏa đan dược tam phẩm cao giai. Nếu như có cường giả nhìn thấy một màn như vậy nhất định sẽ trợn mắt. Thất trọng linh sư muốn luyện chế một khỏa đan dược tam phẩm cao giai không những cần kỹ xảo mà còn cần linh hồn lực khổng lồ, linh lực của bản thân hơn người, trong những thứ này thiếu một thứ cũng không được. Cho dù nhất trọng linh phách hay là nhị trọng cũng không có cách nào làm được. Thủ ấn trong tay không ngừng biến hóa, lúc này một lần luyện chế ba khỏa đan dược tam phẩm, ánh mắt của hắn hiện lên sự ngưng trọng, thủ ấn trong tay chợt kết. Linh lực cuồng bạo tuôn ra, nhiệt độ trong Hỏa Long đỉnh tiếp tục tăng cao, dưới nhiệt độ kinh khủng này linh dịch bắt đầu hội tụ lại, những tạp chất dư thừa đều bị loại bỏ, những thứ còn lại đều là năng lượng tinh thuần trong dược liệu. Ngưng cho ta! Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên bỗng nhiên biến đổi, miệng hắn khẽ quát một tiếng, đồng thời linh dịch trong Hỏa Long đỉnh trong nháy mắt hội tụ, giống như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt phá tan trở ngại nhanh chóng ngưng tụ lại cùng một chỗ. Theo sự hội tụ của đám năng lượng này, khí tức bên trong Hỏa Long đỉnh càng ngày càng mạnh, lúc này sắc mặt Lục Lâm Thiên càng lúc càng tái nhợt, linh lực trong cơ thể hắn đang tiêu hao một cách nhanh chóng. Khoảng chừng nửa canh giờ sau bên trong Hỏa Long đỉnh lúc này có ba khối cầu to như ngón tay cái, dưới sự vây quanh của linh hỏa có thể mơ hồ thấy được ba khỏa đan dược đang chậm rãi thành hình. Theo sự thiêu đốt của linh hỏa, màu sắc của ba khỏa đan dược cũng chậm rãi biến hóa, từ màu hồng chuyển thành màu lòng trắng trứng. Đồng thời bên mặt đan dược cũng dần dần trở nên mềm mịn. Một lát sau, ba khỏa đan dược đã luyện chế tới giai đoạn cuối cùng, một cỗ dược hương nồng nặc cộng với năng lượng ba động vô cùng lớn đột nhiên tuôn ra khiến cho bên trong thạch động tràn ngập năng lượng. Thu! Lục Lâm Thiên khẽ phất tay thu ba khỏa đan dược lại. Từ dược hương cùng với độ mịn bề mặt của đan dược có thể thấy lần này hắn luyện chế đã thành công. Lão đại! Đệ cảm thấy sau khi ăn một viên đan dược này xong có không ít chỗ tốt đối với đệ a. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên, trong thạch động, Tiểu Long lắc lư cái đầu, dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía địa linh đan trong tay Lục Lâm Thiên. Cho ngươi, Tiểu Tham ăn này. Lục Lâm Thiên mỉm cười, hắn biết địa linh đan này hiện tại đối với nó có không ít chỗ tốt cho nên hắn sẽ không keo kiệt. Suy, Tiểu Long thấy vậy nhảy lên. Miệng mở ra nuốt viên đan dược vào bụng, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Luyện hóa linh đan, chuẩn bị đột phá thôi. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, chờ sau khi hắn đột phá được tu vi linh lực rồi xuất quan cũng không muộn. Ăn một viên địa linh đan vào Lục Lâm Thiên bắt đầu luyện hóa năng lượng, viên địa linh đan trong cơ thể chậm rãi hóa thành một cỗ năng lượng khổng lồ. Vận chuẩn M Dương Linh Vũ Quyết, Lục Lâm Thiên có chút cảm giác xe nhẹ đi đường quen bắt đầu luyện hóa. Địa linh đan dù gì cũng là đan dược tam phẩm cao giai, năng lượng bên trong nó tuyệt đối không ít. Lúc này năng lượng đầy rẫy trong cơ thể hắn bắt đầu tiến vào khí hải. Năng lượng bên trong địa linh đan đối với linh lực có tác dụng. Lúc này bên trong khí hải của Lục Lâm Thiên, từng đạo năng lượng bắt đầu hội tụ, dưới sự luyện hóa của M Dương Linh Vũ Quyết đang liên tục hóa thành từng đạo linh thực. Năng lượng khổng lồ này khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác hắn đang thôn phệ một linh sư tứ trọng. Có thể còn kém một chút. Chỉ là cho dù có thôn phệ linh sư tứ trọng thế nhưng cũng hỗn tạp, sau khi luyện hóa hắn chiếm được 1/10 đã tốt lắm rồi. Nhưng đan dược này hắn không cần phải bỏ đi tạp chất. Nói cách khác, toàn bộ năng lượng trong địa linh đan sẽ bị hắn thôn phệ, so ra với việc thôn phệ linh sư tứ trọng quả thực còn có nhiều chỗ tốt hơn. Cứ như vậy luyện hóa, thời gian lại chậm rãi trôi đi. Tiểu tử kia còn chưa ra sao? Đã hơn 10 ngày rồi. Chắc hẳn hắn đang bế quan, chúng ta cứ chờ một chút, chờ hắn đi ra rồi động thủ. Thế nhưng chỉ sợ chúng ta làm lớn quá,
nghe nói tiểu tử kia và Bạch Mi trưởng lão quan hệ không tệ, đến lúc đó liệu chúng ta có bị trừng phạt hay không? Bạch Mi trưởng lão sao? Sợ cái gì, yên tâm đi, nếu chúng ta bị phạt đến lúc đó tự nhiên sẽ có người xuất đầu thay cho chúng ta. Phía sau núi có mấy đạo thân ảnh đang ẩn núp nói chuyện với nhau. Vẫn thiếu một chút, tiếp tục. 3 ngày sau, Lục Lâm Thiên mở hai mắt, vốn trước đó tu vi linh sư của hắn đã đạt tới thất trọng trung kỳ, sau khi dùng một viên địa linh đan cũng không thể đạt tới được bát trọng. Không chút do dự, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục dùng một viên địa linh đan, sau khi đột phá tới bát trọng mới có thể tiếp tục đột phá tới cửu trọng A. Đến lúc đó mới có thể chuẩn bị đột phá vũ phách và linh phách. Vân Dương Tông cường giả như mây, tuy rằng mình có thực lực không tồi, thế nhưng so với đệ tử thân truyền hoặc là đệ tử lão làng, bằng vào chút thực lực này không thấm vào đâu. Hơn nữa trong đây còn có người của Triệu gia, bọn hắn đã bắt đầu đối phó hắn, bản thân hắn cũng chỉ có thể tự tăng thực lực mới đáp trả được bọn họ. Cứ như vậy tu luyện trong thạch động, Tiểu Long sau khi ăn vào một viên linh đan cũng chậm rãi tu luyện, quanh thân được bao phủ bởi một tầng quang mang. Thời gian chậm rãi trôi qua, tới ngày thứ 3 đột nhiên thân thể Lục Lâm Thiên sáng lên, trong thiên địa dường như có một cỗ lực lượng bị hắn hút vào cơ thể, khí tức cường hãn hơn trước đó vài phần. Phanh! Khí hải trong đầu truyền đến một tiếng trầm muộn, không gian bên trong khí hải được mở rộng gấp mấy lần, mà lúc này Lục Lâm Thiên cũng đã đột phá tới linh sư bát trọng. Khí tức của hắn tiếp tục được kéo lên, một lúc lâu sau mới ổn định trở lại. Lúc này quanh thân Lục Lâm Thiên có một vòng quang mang như ẩn như hiện, cảm giác được linh lực sung mãn trong cơ thể, Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười, mỗi lần đột phá một trọng, thực lực của hắn cũng tăng trưởng gấp bội. Không khéo nửa tháng rồi, cũng nên xuất quan thôi. Lục Lâm Thiên thu thập một phen, Tiểu Long cũng nhanh chóng nhảy lên vai hắn, một người một thú rời khỏi sơn động. Nhanh đi thông chi cho lão đại, tiểu tử kia đã xuất quan. Ở sau một tảng đá phía xa có hai thân ảnh lập tức rời đi. Lão đại, khí tức trên người ngươi thực mạnh a. Từ tin tức trong đầu ta mà nói, ngươi hẳn là linh vũ song tu. Đúng không? Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Không sai. Lục Lâm Thiên cười nói. Lão đại, ngươi quả thực là cường hãn, linh vũ song tu, vạn người không có lấy một người a. Tiểu Long kinh ngạc, vẻ mặt vô cùng hưng phấn nói. Tiểu Long, ngươi biết phụ mẫu ngươi là ai hay không? Lục Lâm Thiên hỏi. Không biết, trong đầu ta không có ký ức này. Tiểu Long suy tư một chút rồi nói. Lão đại, phía trước có không ít người ẩn giấu khí tức. Bỗng nhiên, Tiểu Long lắc lư đầu, dùng ánh mắt cảnh giác quét về phía cửa sơn cốc. Nhân số quả thực không ít. Lục Lâm Thiên xuất linh hồn lực ra, vẻ mặt hắn trầm xuống, lúc này hắn đã biết có hơn 10 người đang nấp ở phía trước. Lão đại, dường như những người đó hướng về phía ngươi mà tới a. Một lát sau, Tiểu Long nói. Lục Lâm Thiên chậm rãi đi về phía trước, lúc này hắn cũng đã phát hiện hơn 10 đạo khí tức này đang tập trung vào hắn. Không sai, đám này tới tìm ta. Đều có tu vi vũ sư, một mình ta có thể nuốt toàn bộ bọn họ, vừa lúc ta đang đói bụng. Tiểu Long nói. Tiểu Long, không có sự phân phó của ta ngươi không nên xuất đầu lộ diện, một mình ta đối phó là được. Lục Lâm Thiên nói, trong đầu thầm suy nghĩ. Trong lòng hắn nghĩ tới Triệu gia đầu tiên. Lẽ nào những người này đều do Triệu gia phái tới? Vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Lục Lâm Thiên, người đứng lại cho ta. Lúc này, một tiếng quát vang lên, đồng thời có hơn chục người từ phía sau tảng đá nhảy ra. Một cỗ khí tức cường hãn xuất hiện. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua một chút, âm thầm đánh giá, đám người này tổng cộng có 53 người, tu vi đều ở khoảng nhất trọng đến tứ trọng vũ sư. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cuối cùng nhìn vào người thanh niên vừa nói, hắn có đôi mắt to, mái tóc màu đen, thân hình lực lưỡng, trong mắt bắn ra sự âm tàn. Tu vi vũ sư ngũ trọng đỉnh phong sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn kỹ người thanh niên này, cảm giác khí tức trên người hắn không ngờ lại là vũ sư ngũ trọng đỉnh phong, hẳn là cường giả trên hổ bảng. Một ngũ trọng, năm tứ trọng sao? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua một lượt, lần này trong đám đệ tử tới đây hò hét. Năm người này thực lực đứng đầu. Lão đại, hắn chính là Lục Lâm Thiên, người phải giúp ta báo thù a. Bên người tên thanh niên cầm đầu kia lúc này xuất hiện một thanh niên trên vai trái đang băng bó, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên vẫn có chút khiếp sợ.
hắn chính là Chu Bảo Điền nửa tháng trước bị Lục Lâm Thiên tiện tay vặn gãy một đoạn xương. Các ngươi có việc gì thế? Lục Lâm Thiên lãnh đạm nói với thanh niên cầm đầu kia, trong lòng nghi ngờ, xem ra là người của Chu Bảo Điền tìm tới hắn báo thù, chẳng lẽ không phải là người Triệu gia kia? Người đả thương huynh đệ tứ hải đoàn ta sẽ phải trả một cái giá lớn. Thanh niên kia lạnh nhạt nói một tiếng. Ngươi chính là Hồ Tứ Hải sao? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, nghe đám người Nhạc Bất Quần nói, đám người Chu Bảo Điền đều là người của Tứ Hải đoàn gì đó a? Không sai, bài danh thứ 5 hổ bảng, nghe nói ngươi là vũ giả tam hệ sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, cho dù ngươi là vũ giả tam hệ cũng không có cách nào so sánh được với top 5 hổ bảng. Thanh niên kia lạnh nhạt nói một câu rồi quay về phía đám người phía sau nói. Các ngươi trông chừng đừng để cho tiểu tử này chạy thoát. Siêu. 52 người bao gồm cả Chu Bảo Điền tức thì tản ra, vây quanh Lục Lâm Thiên. Ngươi muốn động thủ sao? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, mà lúc này trong tay hắn đã xuất hiện hai cái lợi chảo, chậm rãi đút vào tay. Thấy hai lợi chảo trong tay Lục Lâm Thiên, trong lòng Chu Bảo Điền run lên, có chút e ngại. Động thủ thì sao, lý do ta có thể nói cho ngươi trước khi chết. Vốn ta chỉ muốn giáo huấn ngươi mà thôi, thế nhưng hiện tại ta lại muốn mạng của ngươi. Trong mắt Hồ Tứ Hải đột nhiên bắn ra sát ý. Nói xong, vẻ mặt hắn biến đổi, một cỗ khí thế phô thiên cái địa từ trong cơ thể phát ra, đồng thời sát ý cũng tràn ngập chung quanh. Không ngờ lại là vũ giả phong hệ. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn Hồ Tứ Hải, khóe miệng khẽ mỉm cười, lợi chảo trong tay khẽ vung lên, trên lợi chảo mang theo khí tức nóng bỏng, sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra. Sát ý của đối phương hắn có thể cảm nhận được, đã như vậy hắn cũng không cần phải khách khí. Lục Lâm Thiên, để ta nhìn xem, vũ giả tam hệ rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người. Hồ Tứ Hải quát lên một tiếng, thủ ấn trong tay chợt kết, một thanh trường đao lập tức xuất hiện trên tay hắn, lưỡi đao không ngừng bắn ra hàn mang. Hồ Tứ Hải xuất thủ, chân khí dưới thân bạo phát, tốc độ của vũ giả phong hệ quả thực vô cùng nhanh chóng, trong sát na tạo ra từng đạo tàn ảnh. Đao mang đánh xuống khiến cho không gian chấn động, kình phong sắc bén tạo ra tiếng rít gào trong không khí. Một đao của vũ sư ngũ trọng đỉnh phong, lại thêm tốc độ, thanh thế quả thực không nhỏ. Nhìn đao mang trước mặt Lục Lâm Thiên vẫn cười nhạt một tiếng, sát khí quanh thân bùng nổ, lạnh nhạt nói. Ngươi muốn giết ta, đáng tiếc đời này ngươi không có cơ hội. Dưới sát khí ngập trời, thủ ấn Lục Lâm Thiên không ngừng biến hóa. Lợi chảo hoa lên trong nháy mắt bắn ra hỏa diễm nóng bỏng cùng va chạm một chỗ với đạo mang. Tiếng nổ lớn tức thì vang vọng, kinh khí cuồng bạo biến mất, thân thể Hồ Tứ Hải bỗng nhiên lùi lại, hóa ra là hắn bị một cỗ kinh khí lớn đánh bay. Cùng tiến lên, không thể để tiểu tử này sống. Vẻ mặt Hồ Tứ Hải co quắp, thân thể nhanh chóng rút lui đồng thời cũng ra lệnh cho đám người chung quanh. Cùng tiến lên, đám người chung quanh cùng hét lên một tiếng. Chân khí cuồng bạo xuất hiện, mười mấy vũ sư đồng thời đánh ra, tuy rằng chỉ là tam trọng, tứ trọng, nhị trọng thế nhưng lại hơn ở chỗ nhiều người, uy thế cực kỳ đáng sợ. Ha ha ha, một đám kiến hôi mà cũng muốn đánh chết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách, đã như vậy toàn bộ đi chết đi cho ta. Sát khí cuồng bạo xuất hiện cuốn quanh thân Lục Lâm Thiên, có người muốn mạng của hắn, mặc kệ là ai, mặc kệ ở nơi nào Lục Lâm Thiên hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua, một người cũng không. Cùng lúc đó, đám đệ tử chung quanh cảm nhận được cỗ sát khí và sát ý này đều không tự chủ được mà khẽ run lên. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên đánh ra một đạo thủ ấn kỳ dị, thân thể bắt đầu mờ đi. Hư Linh Huyễn Ấn. Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng, vũ khí hoàng cấp cao giai Hư Linh Huyễn N được xuất động. Ngay khi thi triển Hư Linh Huyễn N, thân thể Lục Lâm Thiên cũng biến mất tại chỗ, không gian chắc quanh mang theo khí tức nóng bỏng giống như một cơn lốc cuốn đi tất cả. Siêu. Chảo ấn như xé rách trời cao, không gian như bị xé ra, kinh khí cuồng bạo khiến cho không gian gấp khúc, âm thanh chói tai không ngừng vang lên. Lúc này có vô số máu tươi rơi xuống, đem theo thịt vụn, ngay cả xương cốt cùng nội tạng bị nghiền nát. A! À, từng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn phía sau hậu sơn, lúc chảo ấn hạ xuống người rơi vào trong ảo cảnh của Hư Linh Huyễn N sẽ tỉnh lại, lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm của mình. A! À, tiếng kêu thê thảm vang vọng phía chân trời, sát khí cuồng bạo không ngừng khuếch tán. Phía sau hậu sơn lúc này được bao phủ trong máu tươi, đây tuyệt đối là đồ sát tàn bạo.
Tiếng kêu thảm thiết chói tai lúc này quanh quẩn giữa không trung, lúc này ở phía xa có không ít đệ tử Vân Dương Tông nghe được toàn thân không nhịn được mà khẽ rùng mình. Phía hậu sơn xảy ra chuyện rồi, mau tới đó. Có không ít đệ tử Vân Dương Tông nhanh chóng chạy tới, mấy chỗ trong đình viện lúc này có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất dẫn đầu lao về phía hậu sơn. Siêu, siêu. Chảo ấn liên tục hạ xuống, khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt hai người cũng là lúc quang mang quỷ dị kia tiêu tán, hai người này cũng phục hồi tinh thần lại, hai người này chính là Chu Bảo Điền và Hồ Tứ Hải. Đừng giết ta, đừng. Nhìn vào thân ảnh trước mặt, trong mắt Chu Bảo Điền xuất hiện sự sợ hãi tột độ. Người trước mắt toàn thân đều có sát khí cũng khiến cho linh hồn hắn run rẩy. Thế nhưng hắn còn chưa nói xong một đạo trưởng ấn trực tiếp đánh vào ngực hắn, hắn có thể nghe được tiếng xương cốt và nội tạng bị nghiền nát. Ta nói rồi, lần sau còn dám trêu vào ta, ta không ngại lấy tính mạng của ngươi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng, chân khí trong tay bùng lên, lợi chảo từ trong ngực Chu Bảo Điền rút ra đem theo một đống nội tạng bị nghiền nát. Chu Bảo Điền mang theo sự không cam lòng và sợ hãi ngã xuống mặt đất. Ánh mắt cuối cùng của hắn chính là sự tuyệt vọng, đến chết hắn mới biết được, hắn không nên một lần, lần thứ hai trêu chọc phải sát tinh này. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi dám giết ta tông môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thân ảnh ngập tràn sát khí trước mặt, trong mắt Hồ Tứ Hải run lên, thân thể chậm rãi lui về phía sau, ngay cả dũng khí phòng thủ cũng không có. Lúc này trên mặt đất, chu vi trăm thước chung quanh khắp nơi đều là chân tay bị đứt, máu tươi bắn ra tứ tung, nội tạng bị nát vụn rơi đầy mắt đất, máu tanh tới cực hạn. Vậy ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng rồi chậm rãi đi về phía trước. Ngươi không được qua đây. L.I.G. ngực Hồ Tứ Hải không ngừng phập phồng, giọng nói trở nên khàn đục, nỗ lực giãy giụa lần cuối, thế nhưng Lục Lâm Thiên lại không để ý tới hắn vẫn chậm rãi tiến đến, sát khi bắn ra. Ta liều mạng với ngươi. Trong lúc tuyệt vọng dũng khí của Hồ Tứ Hải xuất hiện, đem trường đao trong tay bổ ra một đao xé đôi không khí, chân khí chút xuống, trực tiếp bổ về phía Lục Lâm Thiên. Phá! Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng, trường ấn nhanh chóng ngưng tụ rồi khẽ đẩy ra, hai đạo lực lượng chạm vào nhau, lập tức tiêu tán giữa không trung. Vụt! Nhưng vào lúc này phía sau Hồ Tứ Hải cũng trong nháy mắt ngưng tụ một đôi cánh bằng chân khí, hai cánh mở rộng. Thân thể tức thì bay lên không trung. Muốn chạy sao, muộn rồi. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn cũng lập tức thôi động vũ kỹ phi hành phong chi dực, trong nháy mắt bắn lên không trung. Lẽ nào ngươi không biết ta cũng là vũ giả phong hệ sao? Thanh âm Lục Lâm Thiên vừa truyền ra cũng là lúc thân ảnh hắn đã tới phía sau Hồ Tứ Hải. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, trường ấn trong tay khẽ động, năm ngón tay đẩy ra mang theo hỏa diễm hừng hực đánh về phía Hồ Tứ Hải. Đồng thời kình khí nóng bỏng từ trong dấu tay bạo phát khiến cho Hồ Tứ Hải đang ở trong không trung căn bản không kịp phòng ngự, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hai hai và hai chân đều xuất hiện lỗ máu kinh người, máu tươi không ngừng chảy ra. A! À, tức thì tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên giữa không trung, tiếp theo đó thân thể Hồ Tứ Hải từ trên không trung rơi xuống, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Lục Lâm Thiên thu hồi phong chi dực đáp xuống mặt đất, tiếp tục đi về phía Hồ Tứ Hải. Tha ta, không. Hồ Tứ Hải giãy giụa bò đến, hắn không thể đứng dậy được, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Siêu linh thuật. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, tay phải chụp vào thiên linh cái trên người Hồ Tứ Hải. Siêu. Lúc này có mấy thân ảnh hạ xuống mặt đất, tổng cộng có 9 người. 9 người sau khi thấy cảnh tượng này đều hít vào một hơi, cảnh tượng máu tanh như vậy không ngờ lại xuất hiện trong Vân Dương Tông. Trời, chuyện gì đang xảy ra? Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này cũng có không ít đệ tử Vân Dương Tông đã chạy tới hậu sơn, nhìn vào cảnh tượng trước mặt khiến cho đám người lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh túa ra, toàn thân như lọt vào hầm băng vậy. Lâm Thiên, ngươi đang làm cái gì vậy? Mau dừng tay. Lúc này, Bạch Mi nhìn về phía Lục Lâm Thiên trước mặt nói. Mọi người nhìn theo thì thấy lúc này Lục Lâm Thiên đang đặt tay lên thiên linh cái của một đệ tử. Là Hồ Tứ Hải. Hồ Tứ Hải bài danh thứ 5 trên hổ bảng. Thấy rõ người đang nằm dưới mặt đất mọi người không khỏi ồ lên. Siêu. Tiểu Long tức thì phi tới phía sau Lục Lâm Thiên, ánh mắt không ngừng bắn ra quang mang nhìn vào đám người Bạch Mi trước mặt, không có sự phân phó của lão đại, không ai được tiến lên.
Lục Lâm Thiên đã sớm cảm giác được sự xuất hiện của mấy người Bạch Mi. Sau khi thi triển siêu linh thuật với Hồ Tứ Hải xong, vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, sát khí càng mạnh, thu hồi cánh tay đặt trên thiên linh cái rồi hỏi Hồ Tứ Hải đang mơ mơ hồ hồ. Nói, là ai bảo ngươi tới giết ta? Ta nói, đừng giết ta, là... Siêu! Hồ Tứ Hải vừa nói tới đó đột nhiên có một cỗ kình khí cuồng bạo phá không mà tới đánh vào mi tâm Hồ Tứ Hải khiến cho Hồ Tứ Hải mất mạng tại chỗ. Là ai đánh lén? Bạch Mi trưởng lão hét lớn một tiếng, hai hàng lông mày nhíu lại. Lúc này trên không trung phía trước có một thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Chư vị không cần đuổi theo, thực lực người tới rất mạnh, chúng ta có muốn đuổi cũng không kịp. Thấy mấy trưởng lão và chấp sự bên người đang muốn đuổi theo Bạch Mi lập tức ngăn cản, thực lực của người kia bằng vào bọn họ căn bản không thể đuổi kịp được. Hừ, muốn đánh chết ta, cho dù ngươi đã chết ta cũng cho ngươi chết không toàn thây. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng, năm ngón tay chụp xuống, một đạo trưởng ấn đánh vào đầu Hồ Tứ Hải. Cách, một âm thanh vang lên mang theo huyết nhục mơ hồ, đầu của Hồ Tứ Hải lúc này đã hoàn toàn bị Lục Lâm Thiên đập nát. Sát khí tỏa ra quanh thân hắn lúc này khiến cho ngay cả đám người Bạch Mi cũng không nhịn được mà lạnh người, tim đập nhanh hơn vài phần. Thật tàn nhẫn. Chung quanh lúc này có mấy trăm đệ tử nhìn thấy vậy không khỏi hít sâu một hơi, Hồ Tứ Hải đã chết nhưng là chết không toàn thân, Lục Lâm Thiên này quá độc ác. Lâm Thiên, ngươi không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Mi trưởng lão đi tới trước người Lục Lâm Thiên hỏi. Bạch trưởng lão, những kẻ này muốn giết đệ tử. Bất đắc dĩ đệ tử mới ra tay đánh chết bọn họ. Về phần người muốn giết đệ tử nghĩ Bạch trưởng lão hẳn cũng đã nghĩ tới. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói, vừa rồi khi thi triển siêu linh thuật hắn đã biết ai sai bọn họ chặn đánh hắn, không ai khác chính là Triệu Kình Thiên của Triệu gia và đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn Lục Thiếu Hổ. Triệu Kình Thiên và Lục Thiếu Hổ đi tìm Hồ Tứ Hải, đáp ứng hắn sau khi đánh chết Lục Lâm Thiên có thể trở thành thân truyền đệ tử. Hồ Tứ Hải mượn cớ Lục Lâm Thiên đánh đám người Chu Bảo Điền định đánh chết hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Triệu gia đã bắt đầu đối phó hắn, kẻ vừa mới giết người diệt khẩu hẳn cũng là người Triệu gia. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, chuyện ở đây ta sẽ xử lý, ngươi đi trước đi. Bạch Mi trưởng lão nhìn chung quanh một lát rồi nói. Vậy đệ tử đi trước. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói, sát khí quanh thân được thu lại lập tức rời đi. Chúng đệ tử chung quanh lúc này lập tức tự động tránh ra cho hắn đi. Các ngươi qua đây, xử lý thi thể một chút, mai táng toàn bộ cho ta. Bạch Mi trưởng lão gọi một số đệ tử đứng ở chung quanh rồi nói. Sau đó hắn và mấy vị trưởng lão, chấp sự lập tức rời đi. Đều là người của Tứ Hải đoàn A, tổng cộng có 53 người, toàn bộ đều chết. Còn có một vài người đều bài danh trên hổ bảng, chết thực là thảm, dường như không kịp hoàn thủ. Thực lực của Lục Lâm Thiên không ngờ lại mạnh như vậy, toàn bộ Tứ Hải đoàn đều bị diệt. Một ít đệ tử thu thập tay chân bị đứt của thành viên Tứ Hải đoàn lúc này không nhịn được mà nôn ra, cảnh tượng giết chóc máu tanh bực này đã tới cực hạn mà bọn hắn chịu được. Lúc này, thân ảnh của Lục Lâm Thiên đã khắc một dấu ấn thật sâu trong lòng bọn họ, trong đầu bọn họ đều tự nhắc nhở mình, sau này trêu chọc ai cũng được nhưng không thể trêu vào Lục Lâm Thiên. Một đường trở lại đình viện số 806. Khóe miệng Lục Lâm Thiên khẽ nhếch lên, trước đây đối với Triệu gia hắn hoàn toàn không có thực lực hoàn thủ, thế nhưng hiện tại ít nhiều cũng có chút lực lượng, vậy thì không ngại chơi cùng Triệu gia một lát. Cảnh tượng máu tanh phía sau núi không đến một canh giờ đã truyền tới tai tất cả các đệ tử bình thường trong tông, mọi người nghe kể lại mà không nhịn được lông tóc dựng đứng. 53 người, không ngờ lại bị đánh chết toàn bộ, dường như không có sức hoàn thủ, quá kinh khủng. Đặc biệt là Hồ Tứ Hải này chính là cường giả top 5 hổ bảng, loại thực lực này cũng bị đánh chết một cách đơn giản. Trong Tứ Hải đoàn cũng có một số cường giả trong hổ bảng, thế nhưng không còn ai có thể sống sót. Thực lực như vậy khiến cho không ít đệ tử không ngừng suy đoán, thực lực Lục Lâm Thiên kia có phải đã đạt tới vũ phách rồi không? Bằng không làm sao trong nháy mắt có thể đánh chết hơn 50 vũ sư. Cho dù là vũ phách cũng có chút khó khăn. Ngay khi các đệ tử đang nghị luận thì đồng thời Bạch Mi cũng đi lên núi, chuyện lớn như vậy hắn phải lập tức bẩm báo. 53 đệ tử bị đánh chết, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều phải bẩm báo lên trên. Trong Vân Dương Tông từ trước tới nay chưa xuất hiện điều này bao giờ. Lúc chạng vạng, trong đình viện số 806, Nhạc Bất Quần, Dương Vĩ, Dược Tính,
Bành Truyện Hùng vừa về tới đỉnh viện đã chạy ào ào tới phòng Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên huynh đệ, có phải ngươi đã diệt toàn bộ tứ hải đoàn không? Bốn người chạy vào phòng Lục Lâm Thiên, lúc này hắn đang ngồi khoanh chân tu luyện ở trên giường. Đúng vậy, bọn hắn muốn giết ta cho nên ta xuất thủ diệt bọn họ. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Ngươi! Bốn người Nhạc Bất Quần hít sâu một hơi, sau khi bọn họ nghe được tin này thì lập tức quay lại, trong lòng cũng có chút ngờ vực. Thế nhưng khi nghe được chính miệng Lục Lâm Thiên xác nhận thì bọn họ tức thì ngẩn người, một lúc lâu sau Nhạc Bất Quần mới nói một câu. Ta kháo, thực lực của ngươi quá biến thái. Trên Vân Dương Tông, màn đêm bao phủ núi non, tại một đình viện lúc này có ba người ngồi ở trong đại sảnh. Đó chính là Tam Hộ Pháp, một thanh niên mặc hoa phục và Lục Thiếu Hổ. Không nghĩ tới Hồ Tứ Hải kia không phải là đối thủ của tiểu tử kia. 53 người đều bị hắn đánh chết, một đám phế vật. Trong đại sảnh, thanh niên mặc hoa phục kia cả giận nói, vẻ mặt vô cùng âm lãnh. Kình Thiên, may là ta đi sớm một chút, thiếu chút nữa Hồ Tứ Hải kia khai ra ngươi. Tam Hộ Pháp nói với thanh niên mặc hoa phục kia. Tên Hồ Tứ Hải phế vật này, cái gì mà top 5 hổ bảng, quả thực là phế vật. Thanh niên mặc hoa phục lạnh nhạt nói. Không phải là Hồ Tứ Hải yếu mà bởi vì thực lực của tiểu tử kia quá mạnh mẽ. 53 người toàn bộ đều bị đánh chết, hiện tại ta có chút hoài nghi tiểu tử kia đã đạt tới vũ phách rồi hay không. Tam Hộ Pháp nói. Không có khả năng. Phế vật này tại thời điểm rời Trấn Thanh Vân chỉ có tu vi vũ sĩ tứ trọng. Lục Thiếu Hổ lạnh nhạt nói. Thiếu Hổ, lẽ nào ngươi cho rằng tiểu tử kia Vân là một phế vật sao? Một phế vật sao có thể đánh chết 53 người được? Tam Hộ Pháp nhìn Lục Thiếu Hổ nói. Lẽ nào chúng ta phải nhìn tiểu tử kia kiêu ngạo sao? Thanh niên mặc hoa phục kia lại nói. Kình Thiên, Lục Lâm Thiên hiện tại chỉ là một tên đệ tử bình thường. Đánh chết 53 đệ tử khác là một chuyện lớn, hắn sẽ không tự do tự tại như bây giờ được nữa. Dựa theo quy củ trong tông cũng đủ để hắn chết mấy lần. Tam Hộ Pháp cười lạnh, trong mắt bắn ra hàn ý. Ý tứ của Tam Hộ Pháp là, chỉ là, tiểu tử này là vũ giả tam hệ, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Nếu như để những trưởng lão khác biết được, khi đó cho dù muốn động thủ cũng khó. Ánh mắt thanh niên mặc hoa phục hiện lên vẻ âm tàn, sát ý bắn ra. Trong lòng hắn rõ ràng hơn ai hết, một vũ giả tam hệ, nếu như để bất luận một trưởng lão nào biết được cũng sẽ thu vào làm môn hạ, đến lúc đó, đồ đệ của một trưởng lão A, muốn giết khó khăn biết bao nhiêu. Không sai, sáng mai ta sẽ dẫn người vào, đến lúc đó trực tiếp đánh chết hắn. Chuyện này nháo lớn như vậy chúng ta phải động thủ sớm một chút, bằng không giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cũng có ngày bị các trưởng lão biết. Hôm nay Bạch Mi lên núi gặp trưởng lão. May thay ta nhìn thấy, hiện tại hắn đã bị ta giữ chân. Tới ngày mai, ta trực tiếp đi vào, quang minh chính đại kết thúc tính mạng Lục Lâm Thiên kia. Tam Hộ Pháp cười lạnh một tiếng nói. Như vậy rất tốt, nhất định phải khiến cho tiểu tử kia chết. Lục Thiếu Hổ lạnh nhạt nói một câu, sát khí hiện lên. Dưới màn đêm, trời cao có vẻ vô cùng yên bình, ánh trăng chiếu vào núi non giống như là phủ thêm một tầng lụa mỏng, lại giống như là một tầng sương vậy. Vô Song tỷ, không tốt, xảy ra chuyện lớn rồi. Tại một ngọn núi, bên ngoài đình viện có hai thân ảnh xinh đẹp chạy vào bên trong, từ bóng lưng có thể phán đoán hai người này là Độc Cô Băng Lan và Thúy Ngọc. Băng Lan, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trong đình viện, Lục Vô Song dừng tu luyện, nhanh chóng đi ra ngoài. Thúy Ngọc, ngươi nói đi. Độc Cô Băng Lan nói với nha hoàn Thúy Ngọc. Vô Song tỷ, hôm nay ta nghe được một chuyện lớn. Lâm Thiên bị người ta ám sát. Cái gì, Lâm Thiên có bị làm sao không? Là ai làm? Trong nháy mắt sắc mặt Lục Vô Song đại biến, khuôn mặt trắng bệch, thân thể không tự chủ được mà lảo đảo lui về phía sau vài bước. Vô Song tỷ, người hãy nghe ta nói hết đã. Thúy Ngọc vội vã nói. Lâm Thiên không có việc gì, 53 người ám sát hắn đều bị hắn giết chết. Hiện tại có không ít đệ tử đang bàn luận về chuyện này. Một mình Lâm Thiên đánh chết 53 vũ sư, trong đó còn có vài người trên hổ bảng, người mạnh nhất chính là Hồ Tứ Hải bài danh thứ 5. Thúy Ngọc nói, cái gì, Lâm Thiên một mình đánh chết? Lục Vô Song có chút ngạc nhiên, tức thì hỏi lại. Đúng vậy, Thúy Ngọc gật đầu nói. Hiện tại những đệ tử dưới chân núi đang bàn luận không ngớt, không ít người tận mắt nhìn thấy.
Vậy Lâm Thiên có bị thương không? Hắn thế nào rồi? Lục Vô Song hít sâu một hơi, lại hỏi. Không, Lâm Thiên không bị làm sao cả. Thúy Ngọc lắc đầu, lại nói. Hôm ta vô tình gặp Bạch Mi trưởng lão lên núi, chỉ là trưởng lão lại bị Tam hộ pháp ngăn cản, cuối cùng bị dẫn xuống phía dưới, dường như Tam trưởng lão muốn ngăn cản Bạch trưởng lão lên núi. Tam hộ pháp sao? Lục Vô Song lẩm bẩm, dường như nhớ ra được cái gì đó, nàng lập tức nói. Tam hộ pháp là đệ tử của Triệu trưởng lão. Hôm nay Lâm Thiên giết 53 người, mặc kệ là ai đúng ai sai đều là tội lớn, nếu như có người muốn nhằm vào Lâm Thiên thì quả thực vô cùng phiền phức rồi. Nói xong sắc mặt Lục Vô Song tái nhợt, một ít quan hệ trong đó nàng tự nhiên là người hiểu rõ nhất. Vô Song tỷ, lúc Bạch Mi trưởng lão bị dẫn đi từng truyền âm nói cho ta biết, có người muốn đối phó Lâm Thiên, người bảo chúng ta lập tức báo cho chư vị trưởng lão, nghĩ biện pháp cứu Lâm Thiên. Thúy Ngọc nói, bây giờ ta hạ sơn, đi cứu Lâm Thiên. Lục Vô Song nói xong, lập tức lao ra khỏi phòng. Vô Song tỷ, người bình tĩnh một chút. Độc Cô Băng Lan kéo Vô Song lại rồi nói. Tông chủ quy định thân truyền đệ tử chúng ta không được hạ sơn, cho dù hạ sơn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Thiên gặp nguy hiểm, ta không thể mặc kệ hắn. Lục Vô Song vội la lên. Vô Song tỷ, người quên rồi sao, Lâm Thiên là vũ giả tam hệ. Bạch Mi trưởng lão bảo chúng ta thông chi cho các trưởng lão khác chính là cho các trưởng lão biết Lâm Thiên là vũ giả tam hệ. Một vũ giả tam hệ muốn thành đệ tử thân truyền rất dễ. Đến lúc đó, coi như là có người nhằm vào hắn cũng không dễ dàng. Nha hoàn Thúy Ngọc nói. Đúng, ta thiếu chút nữa đã quên, ta đi tìm sư phụ. Lục Vô Song phục hồi tinh thần lại rồi nói. Ta vừa mới thông chi sư phụ ta, chỉ là có chút kỳ quái, người bảo ta không nên nói chuyện này cho những trưởng lão khác, người bảo đảm Lâm Thiên sẽ bình an vô sự a. Độc Cô Băng Lan nghi hoặc nói. Ta vẫn có chút lo lắng cho nên mới len lén chạy đến nói cho ngươi nghe. Hai người các ngươi về trước đi, ta đi tìm sư phụ ta. Lục Vô Song nói xong lập tức chạy ra khỏi đình viện. Đêm khuya tĩnh lặng, bên ngoài phòng của Lục Lâm Thiên cũng là một mảnh tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có vài cơn gió ngoài cửa sổ khẽ thổi làm cho cây cối chung quanh xào xạc vài cái. Lục Lâm Thiên đang tu luyện trong nháy mắt mở mắt ra, vẻ mặt biến đổi, cảnh giác nhìn về phía cửa sổ. Siêu! Tiểu Long trong phòng lúc này cũng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cửa sổ. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên, vũ giả tam hệ sao? Nhưng vào lúc này có một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên không có dự báo trước, cửa phòng mở lúc nào hắn cũng không biết. Thân ảnh này quả thực xứng với chữ vô thanh vô tức, toàn thân thu liễm không có khí tức ba động, màu da như màu đồng, ánh mắt thâm thúy, niên kỷ chừng lục tuần. Đương nhiên, tuổi thực sự thì không biết được, quanh thân tuy rằng không có khí tức ba động, thế nhưng vô hình chung cũng tạo ra áp lực, dường như linh hồn bị áp chế vậy. Cường giả vũ xuất, khí tức so với quỷ tiên tử Bạch Oánh không kém là bao. Phỏng chừng là cường giả vũ xuất bát trọng. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt này. Cảnh giác qua đi, trong lòng hắn hiện tại vô cùng kinh hãi. Từ khí tức hắn có thể phán đoán được tu vi của người này. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên Lục Lâm Thiên chạm mặt cường giả vũ xuất, khí tức của hắn Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được. Không sai, đệ tử chính là Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nói một câu, đồng thời cũng thả lỏng bản thân một chút. Từ khí tức của người này hắn cũng có thể cảm giác được bản thân người này không có sát ý với hắn. Thực lực của người này mạnh như vậy, Lục Lâm Thiên không cần suy đoán cũng biết người này tuyệt đối là một trong số những trưởng lão của Vân Dương Tông. Một vũ xuất bên ngoài muốn đi vào Vân Dương Tông chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Sáng hôm nay một mình ngươi đánh chết 53 đệ tử trong tông đúng không? Lão giả này nói xong tức thì có một cỗ khí tức áp chế tràn ngập căn phòng, khiến cho nó lắc lư. Không sai, thế nhưng đệ tử chỉ phòng vệ mà thôi. Là 53 người kia chặn giết đệ tử trước. Dưới khí tức vô hình áp chế, Lục Lâm Thiên cảm thấy có một cỗ áp lực vô cùng lớn đang đè ép mình. Hắn biết người này đang thử hắn, trong nháy mắt chân khí di chuyển toàn bộ cơ thể chống lại cỗ áp lực vô hình này, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà trả lời. Lúc này, sắc mặt lão giả tức thì biến đổi, lúc này cỗ lực lượng vô hình được tăng lên, lúc này nhìn kỹ quanh thân lão giả có một cỗ khí lưu đang di chuyển. Lục Lâm Thiên im lặng. Hắn có thể cảm giác được,
áp lực lão giả này tạo cho mình đã đạt tới thất trọng của vũ sư, cho nên hắn điều động chân khí trong cơ thể, tiếp tục chống đỡ áp lực. Gì? Lão giả có ánh mắt thâm thúy kia có chút kinh ngạc, khẽ ồ lên một tiếng. Tống trưởng lão, khi dễ một tiểu bối không phải là chuyện vẻ vang gì đâu. Đúng lúc này, có một thanh âm nữ nhân như có như không truyền đến, vừa mới dứt lời thì có một thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên trong căn phòng của Lục Lâm Thiên. Người mới tới là một phụ nhân gầy gò, tuổi tác chừng lục tuần, thế nhưng làn da lại bảo dưỡng vô cùng tốt, trên mặt không có chút nếp nhăn nào, hai mắt sáng ngời, mặc cung trang màu xanh, khí chất bất phàm, quanh thân cũng có một cỗ khí tức vô hình ba động. Lại là một cường giả vũ xuất. Lục Lâm Thiên cả kinh, từ khí tức có thể phán đoán tu vi của lão phụ nhân này tuyệt không dưới lão giả kia. Quả thực không hắn nghĩ tới trong một ngày có thể gặp được hai cường giả vũ xuất. Dường như cũng là trưởng lão của Vân Dương Tông. Tạ trưởng lão, ta sao có thể khi dễ hắn chứ? Ta chỉ muốn thử xem thực lực của hắn mà thôi. Không nghĩ ra tin tức của tạ trưởng lão lại nhanh đến như vậy. Lão giả nhìn thấy lão phụ nhân xuất hiện khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên chút dị sắc. Thật không, vậy sao khi ngươi biết tin tức lại dặn Băng Lan không để cho đám người chúng ta biết, chẳng lẽ có ý tứ muốn độc chiếm nhân tài? Tạ trưởng lão trừng mắt nhìn lão giả, ánh mắt chuyển về phía Lục Lâm Thiên nói. Ngươi hẳn là Lâm Thiên. Chính là đệ tử. Lục Lâm Thiên trả lời, trong lòng có chút nghi hoặc. Như thế nào nửa đêm nửa hôm lại có hai vị trưởng lão chạy tới phòng hắn, rốt cuộc là muốn làm gì? Ta là sư phụ Vô Song, ngươi có thể gọi là tạ trưởng lão. Vô Song muốn gặp ngươi, đi cùng ta lên núi. Tạ trưởng lão nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Tạ trưởng lão, sao ngươi có thể làm như vậy được? Tống trưởng lão tức thì biến sắc nói. Ngươi cũng thể mạnh mẽ đoạt như vậy à, hắn tới núi của ngươi phỏng chừng sẽ không được tha à. Tống trưởng lão, lời của ngươi quả thực khó nghe muốn chết. Cái gì là mạnh mẽ đoạt tới? Đồ nhi Vô Song ta chính là tỷ tỷ của hắn. Tông chủ có phân phó đệ tử thân truyền không được hạ sơn kẻo ảnh hưởng tới việc tu luyện, ta đưa hắn lên núi gặp tỷ tỷ mình có gì là không được.